Chu Cẩn Tì nằm trong bệnh viện gần 10 ngày không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tổ chuyên án 516 chỉ giám thị trị liệu của ông ta, không có hành động kế tiếp. Về phần Chu Cẩn Tì dùng phương án trị liệu gì thì cần gia đình ông ta quyết định, cho dù gia đình ông ta quyết định bỏ hoàn toàn trị liệu, tổ chuyên án cũng chẳng thể làm gì. Thôi Văn Nghị trước khi tới kiến nghiệp, đại biểu quân đội nghe tổ chuyên án 516 báo cáo tiến triển vụ án, hiện phía Nhật cũng có ý đồ gây áp lực với tổ chuyên án, muốn ép phía Trung Quốc thả ngay nhân viên liên quan phía Nhật. Kết quả điều tra vụ án sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hướng điều chỉnh chính sách đất hiếm, nên cả phía Hàn cũng quan tâm mật thiết tới việc này. Nhưng tình hình chẳng phải những kẻ đó có thể khống chế. Ngày 25, cựu ủy tỉnh ủy Giang Nam tiến hành xong quy vệ chỉ kiến bí thư thành ủy Trương Châu, đây là bước đột phá lớn nhất của vụ án. Chuyện phát triển tới mức này có muốn che cũng không che đậy được nữa, Trương Khắc lúc này cũng khoanh tay ngồi xem diễn biến. Ngày 27, Diệp Kiến Bân mời Bộ Tổng Trang bị, Bộ Khoa học Kỹ thuật, Ban Đất hiếm Quốc vụ viện tới kiến nghiệp tham gia buổi báo cáo tiền độ thị trường cùng ứng dụng kỹ thuật của đất hiếm, Trung tướng Thôi Văn Nghị chuyên môn tới kiến nghiệp tham gia buổi báo cáo này. Chuyên án 516 có thể điều tra tới mức này cũng là do có quân đội thúc đẩy đằng sau. Trương Khắc không trực tiếp tham gia buổi báo cáo này, một thanh niên 20 tuổi lẫn trong đám chuyên gia học giả trung lão niên, quá bắt mắt, thậm chí chướng mắt. Thôi Quốc Hằng lại bất ngờ nhận được lời mời, trong buổi báo cáo gặp được Thôi Văn Nghị, tuy biết Thôi Úc Mạn là con gái Thôi Văn Nghị, nhưng hiện mới được gặp lần đầu. Thôi Văn Nghị năm nay 59 tuổi, tuy xuất thân từ học giả, nhưng quá trình nhập chức tại pháo binh cùng Tổng bộ Tham mưu làm trên người ông mang khí chất cương nghị của quân nhân, lưng thẳng tắp, mắt sáng uy nghiêm, đối với vấn đề kỹ thuật cũng hết sức am hiểm, chăm chú nghe báo cáo chuyên đề. Trong lòng Thôi Quốc Hằng đầy nghi vấn, trừ hắn ra, không có một học giả của giới kinh tế học, cũng không nhận được thông báo trước, nên chẳng có chuẩn bị gì, về sản nghiệp đất hiếm chẳng có nghiên cứu sâu sắc, chỉ sau khi Trương Khắc mắng Chu Cẩn Tì hộc máu mới xem chút tài liệu liên quan. Chủ trì buổi báo cáo là Diệp Kiến Bân, trong mắt Thôi Quốc Hằng thì mắc tới 8 cái xào vào cũng chẳng liên quan gì tới sản nghiệp đất hiếm, đương nhiên hắn nhìn ra mọi chuyện tựa hồ có liên quan tới cái gai của Viện Thương mại Quốc tế. Năm ngoái Trương Khắc xung đột với người Hàn Quốc bị đồn cảnh sát, bắt, Diệp Kiến Bân xuất hiện, sau đó đi cùng xe với Trương Khắc. Trong buổi báo cáo, Viện Nghiên cứu Thái Khắc chuẩn bị đầy đủ nhất về báo cáo chuyên đề ứng dụng đất hiếm, Thôi Quốc Hằng cũng biết quan hệ giữa Thái Khắc, Cẩm Hồ và Ti. Thôi Quốc Hằng chẳng ngốc, dù không đoán ra ẩn sau lớp sương mù này là cái gì, nhưng nếu mình được mời tới đây, thế nào cũng có người nói cho đáp án. Tiếp đó hắn giống như bị tẩy não khoa học phổ thông một lượt, sau khi kết thúc một ngày rưỡi báo cáo, cũng chẳng biết vì sao được mời, rất ít có cơ hội tiếp xúc giao lưu với Thôi Văn Nghị hay Diệp Kiến Bân. Bắt đầu từ trưa ngày thứ hai, an bài buổi báo cáo thoải mái hơn, cùng các chuyên gia, học giả tham quan các danh thắng ở kiến nghiệp. Thôi Quốc Hằng tất nhiên chẳng đi xem những nơi đã quá quen thuộc này, hơn nữa cho dù có hai giáo sư trung tâm nghiên cứu đất hiếm đợi ít Đông Hải thì hắn cũng không quen, đi làm gì cho lạc lõng. Ăn cơm chưa xong, Thôi Quốc Hằng không chơi đánh đố với Diệp Kiến Bân nữa, tìm hắn nói. Trong trường còn có việc, chiều tôi không tham gia hoạt động tham quan nữa, về sản nghiệp đất hiếm, mời tôi tới nghe cũng như đàn gảy tai châu thôi. Suốt một ngày rưỡi phải nghe những thứ chẳng hiểu gì. Thôi Quốc Hằng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, đúng là tốt tình. Diệp Kiến Bân mỉm cười hỏi. Vậy viện trưởng Thôi cho rằng vấn đề nghiêm trọng nhất sản nghiệp đất hiếm đối diện là gì? Chuỗi sản nghiệp mất cân bằng nghiêm trọng. Thôi Quốc Hằng không cần suy nghĩ. Khai thác, tinh luyện có bước phát triển lớn, nhưng ứng dụng lại hữu hạn, kỹ thuật ứng dụng đa phần nắm trong tay xí nghiệp hải ngoại. Diệp Kiến Bân nghiêm túc hỏi. Tôi còn một nghi hoặc nữa, thường mà nói. Xí nghiệp không chế đầu nguồn sản nghiệp, đáng lẽ phải có quyền định giá lớn nhất từ đó điều chỉnh chuỗi sản nghiệp để có lợi nhuận lớn, vì sao sản nghiệp đất hiếm của chúng ta lại nằm ở thế bị động? Thôi Quốc Hằng lắc đầu. Nhìn bề ngoài thì sản nghiệp đất hiếm những năm gần đây phát triển manh mún, khai thác trộm nghiêm trọng, khiến lượng đất hiếm cung ứng gia tăng, chúng ta có thể ngăn cản hữu hiệu tối đa chỉ ngăn tài nguyên không bị tổn hại, xoay chuyển thế bị động hiện nay. Nhưng không giúp gì được cho việc định giá hết. Xin được nghe kỹ hơn. Xuất khẩu đất hiếm chủ yếu cho Nhật Hàn, mà mô hình mậu dịch đối ngoại hai nước này có một đặc điểm vô cùng nổi bật, chính là thương xã tổng hợp cỡ siêu lớn chiếm cứ địa vị chủ đạo trong mậu dịch. Xí nghiệp Nhật Hàn có nhu cầu về đất hiếm thông qua thương xã tổng hợp đại diện mua đất hiếm từ thị trường quốc tế, đem quyền định giá phân tán vào số ít thương xã tổng hợp. Thôi Quốc Hằng gập ngón tay nói. Lấy Nhật Bản ra mà nói,
Sản vật Mitsui chính là thương xã tổng hợp lớn nhất của Nhật Bản, nó đại biểu xí nghiệp Nhật Bản thu mua đất hiếm phân tán khắp nơi ở Trung Quốc, thế nên dễ dàng phá vỡ cơ cấu giá của nước ta. Một mặt vật sản Mitsui có đủ tài chính tích trữ đất hiếm quy mô lớn để điều tiết nhu cầu cung ứng, từ đó chủ đạo giá cả. Thậm chí lần này Mitsui muốn thông qua điều chỉnh chính sách để trực tiếp tham gia lĩnh vực khai thác đất hiếm. Một đối thủ khổng lồ như thế, nắm cát vụn trong nước đối phó nổi không? Nói tới đây lòng Thôi Quốc Hằng máy động, hắn hơi hiểu ra vì sao mình được mời tới đây rồi. Ha ha ha! Diệp Kiến Bân vỗ tay cười. Sớm được nghe nói viện trưởng Thôi có nghiên cứu chuyên sâu về mô hình thương xã tổng hợp của Nhật Bản, không chỉ tôi mà còn có Trung tướng Thôi Văn Nghị, Phó Bộ trưởng Diệp Chăn Dân, Tỉnh trưởng Lý, Bí thư La Quân, Tỉnh trưởng Lương Vĩ Pháp của Giang Nam, kết thúc báo cáo, buổi chiều có cuộc tọa đàm, sẽ nghe cao kiến của viện trưởng Thôi. Chương 847, hiểu rồi. Nghe một loạt những cái tên của các nhân vật lớn, Thôi Quốc Hằng choáng váng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Chẳng lẽ các vị muốn phục chế mô hình thương xã tổng hợp của Nhật Bản? Được hay không cần phải nghiên cứu tỉ mỉ mới được. Trước kia trong nước cũng có tiếng nói phục chế mô hình của Nhật Bản, nhưng hiện ở TW gần như tuyệt tích rồi. Thôi Quốc Hằng tỏ ra không lạc quan lắm. Chủ tịch Diệp biết nguyên nhân chứ? Tôi có biết một chút, từ thập niên 70 có rất nhiều quốc gia phục chế mô hình của Nhật Bản, trong đó Hàn Quốc là thành công nhất, cho nên bọn họ sinh ra các tập đoàn cỡ lớn như Samsung, Hyundai, Hiện Đại, DU. Cho nên cao tầng TW cũng có tâm tư thành lập thương xã tổng hợp, chỉ là năm ngoái sau cơn bão tài chính rất nhiều tập đoàn mô phỏng Nhật Bản thành công của Hàn Quốc đều rơi vào nguy cơ nghiêm trọng, nên TW bỏ đi tâm tư này. Diệp Kiến Bân gật đầu. Nhưng viện trưởng Thôi có cho rằng mô hình thương xã tổng hợp có điểm đáng học hỏi không? Suy nghĩ của tôi ra sao đâu có tác động gì tới quyết định của TW, hiện các nhà kinh tế học trong nước đều ngả hẳn sang phía phê bình mô hình này. Thôi Quốc Hằng mỉm cười. Lần này các tập đoàn lớn của Hàn Quốc bị rơi vào nguy cơ chủ yếu do bọn họ có hành động quá cấp tiến, song bọn họ cũng đâu bị đánh bại. Giờ Thôi Quốc Hằng mới nhận thức ra đằng sau sự kiện liên quan đất hiếm thời gian qua ẩn chứa bí mật lớn như thế, nhưng vì sao Diệp Kiến Bân lại là người trung gian? Mang theo nghi hoặc, Thôi Quốc Hằng cùng Diệp Kiến Bân đi vào một phòng hội nghị trang hoàng rất lộng lẫy sang trọng, nhìn thấy Diệp Chăn Dân đang cùng Thôi Văn Nghị ngồi ở ghế sofa nói chuyện với Lý Viễn Hồ. Còn có cả một mỹ phụ ở bên cạnh. Lý Viễn Hồ đứng lên nói. Viện trưởng Thôi đây là chuyên gia mô hình thương xã tổng hợp, còn tôi là người ngoài nghề, còn cần viện trưởng Thôi giúp xóa mù. Rồi giới thiệu. Vị này là ông Tôn Thượng Nghĩa chủ tịch City cổ phần Việt Tú Hong Kong, cũng là chủ tịch Trung Tinh Vi Tâm, còn đây là tiểu thư Tương Vi tổng giám đốc điều hành Việt Tú. Thôi Quốc Hằng luống cuống chào hỏi từng người một, giọng hơi ấp úng. Chuyện này bất ngờ quá, tôi không chuẩn bị. Không biết nói gì. Chuyện liên quan tới hai vụ án lớn, một số tư liệu không thể cung cấp trước, mong viện trưởng Thôi lượng thứ. Thôi Văn Nghị nói. Có điều các phương diện đều chuẩn bị gấp gáp, lần này mọi người tụ họp lại cũng là để tiếp thu ý kiến của nhau, xin được nghe viện trưởng Thôi nói khả năng phục chế mô hình này. Khi Thôi Quốc Hằng khép nép ngồi xuống, nghe thấy Lý Viễn Hồ hỏi nhỏ Diệp Kiến Bân, buổi chiều Trương Khắc có tới không? Tim hắn giật thót một cái, hay là mình nghe nhầm? Lại nghe Diệp Kiến Bân nói, thằng nhóc đó chắc buổi chiều không rảnh. Nuốt nước bọt đánh ực một cái không thể hỏi xen vào, tranh thủ thời gian suy nghĩ nan để Thôi Văn Nghị ném cho. Thương xã tổng hợp tuy nói là mô hình lấy xí nghiệp mậu dịch làm chủ thể, nhưng công năng cực kỳ lớn, bao gồm mậu dịch đại diện, tham dự sản xuất, phục vụ huy động vốn, cố vấn tin tức. Suốt cả buổi chiều nghiên cứu thảo luận Thôi Quốc Hằng đều nghĩ tới những lời thì thầm giữa Lý Viễn Hồ và Diệp Kiến Bân. Khi xe đi qua ngõ học phủ, liền bảo lái xe dừng lại, hắn đi bộ vào ngõ, đi qua tấm biển nhấp nhánh đèn neon xanh đỏ của Sáng Vực, Đỗ Phi lấy vốn sáng nghiệp từ vườn sồi dễ hiểu một chút, còn kẻ đeo danh ở sáng hiệu, suốt ngày không thấy bóng dáng đâu thì như một câu đố. Viện trưởng Thôi. Thôi Quốc Hằng quay đầu lại nhìn, Thôi Úc Mạn cùng Trương Khác, Đỗ Phi đứng ở cách đó không xa chào hắn, có vẻ từ vừa chung cư thanh niên ra, bên cạnh còn có một thanh niên trên 30 râu ria xồm xoàm. Trông hơi giống Thôi Văn Nghị, chắc là Thôi Úc Hằng rồi, tên chỉ khác mình một chữ. Viện trưởng Thôi về nhà à? Thôi Úc Mạn rời thiệu. Đây là anh trai tôi, mới tới kiến nghiệp hôm qua. Thôi Úc Hằng ở Bắc Kinh vừa tĩnh dưỡng vừa làm việc, lần này trừ theo cha tới kiến nghiệp đưa tin về sản nghiệp đất hiếm, còn muốn gặp mặt Trương Khác. Xin chào, tôi là Thôi Úc Hằng, chỉ khác tên viện trưởng Thôi có một chữ,
Tiểu Mạn nói với tôi mấy lần rồi, mãi không có cơ hội gặp anh, vừa rồi còn cùng học sinh của anh thảo luận về bài viết của anh. Thôi Úc Hằng đưa tay ra, cười nói. Không biết viện trưởng Thôi có cho tôi cơ hội thỉnh giáo không? Thôi Quốc Hằng liếc nhìn Trương Khác, đoán là hắn muốn nói với mô hình thương xã tổng hợp rồi. Xúc trong một cái góc viết bài, kiến thức hạn hẹp, có gì đâu để thỉnh giáo hay không? Lại chỉ Trương Khác và Đỗ Phi nói. Học viện thương mại Đông Đại chỉ hai học sinh này là không đơn giản nhất, phóng viên Thôi lại đi nhiều biết rộng, tôi đang muốn nhờ mọi người chỉ cho thiếu sót trong bài viết. Trương Khác quan sát Thôi Quốc Hằng mấy giây liền, nghe lời hắn có ý ám chỉ, đi tới nói. Chúng tôi đang định gặp cha của anh Thôi, viện trưởng có muốn cùng tôi quay trở lại một chuyến không? Tất cả thực sự do cậu học sinh này ở đằng sau bày mưu tính kế. Chân tướng gần ngay trước mắt, Thôi Quốc Hằng lại đâm do dự, nhưng đương nhiên hắn không từ chối đi gặp Thôi Văn Nghị lần nữa. Thôi Quốc Hằng biết sau bữa tiệc những nhân vật lớn kia đều không vội rời đi, nhưng đều bàn chuyện cơ mật, hắn không tham dự được, nên chủ động cáo từ, đám Diệp Kiến Bân không ngăn cản. Thôi Úc Mạn và Đỗ Phi không đi cùng, chỉ có hắn và Thôi Quốc Hằng, Trương Khác. Nhìn thấy chiếc Mercedes sang trọng từ ngoài ngõ lái tới, trong lòng Thôi Quốc Hằng không còn có gì kinh ngạc nữa, Trương Khác mời hắn lên trước, hắn cũng thản nhiên vào xe, lại tới khách sạn Kiến Nghiệp, tới phòng khách trên tầng thượng đợi chốc lát, nhìn thấy Lục Văn Phu đi ra. Lục Văn Phu nhìn thấy Thôi Quốc Hằng ngồi đó, mỉm cười hỏi. Thế nào, có cần tôi giới thiệu nữa không? Thôi Quốc Hằng có chậm chạp đến mấy thì lúc này cũng đoán ra 7-8 phần rồi, bên ngoài có đủ những lời đồn đại về Cẩm Hồ. Chẳng qua lời đồn làm người ta thấy khó tin mà thôi, hắn lắc đầu cười gượng, đang định nói gì thì nhóm Diệp Chăn Dân, Lý Viễn Hồ đi ra. Nguyên Phó Bộ trưởng Bộ Luyện Kim, Hội trưởng Danh dự Hiệp hội Luyện Kim Trần Vinh Côn đi tới, nhìn Trương Khác mấy giấy, mới cười vang. Ở Bắc Kinh tôi có gặp Học Bình một lần, nghe Học Bình nói chuyện Cẩm Hồ, hối hận cậu tới Bắc Kinh mấy lần mà không gặp lần nào. Trương Khác cười khiêm nhường. Toàn là chuyện người khác làm, công lao lại chất lên người cháu. Truyền kỳ giang hồ toàn thế mà ra cả, bác Trần muốn gặp, làm vãn bối cháu có chút sợ hãi. Sau khi Bộ Luyện Kim bị cắt bỏ, Trần Vinh Côn cũng tới giới hạn tuổi, lui về tuyến 2, đảm nhận chức vụ ủy viên chính hiệp, đồng thời lấy thân phận cố vấn tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng ở lĩnh vực liên quan. Đối với quan viên khác chủ quản Cẩm Hồ, Trương Khác có thể lấy lễ nghi xã giao giao tiếp, nhưng với Trần Vinh Côn lui về tuyến 2, không ngại hạ mình. Hơn nữa trong lời nói của ông ta cũng ra sức kéo gần quan hệ với Từ Học Bình. Trương Khác xuất hiện chủ yếu là để gặp mặt Thôi Văn Nghị, Trần Vinh Côn cũng chẳng thể nói nhiều chuyện trong thời gian ngắn ngủi sau bữa tiệc, ở lại một chút rồi cáo từ. Thôi Văn Nghị không ở trong khách sạn Kiến Nghiệp, bộ tổng trang bị có nhà khách ở Kiến Nghiệp, ông ta kiên trì cùng các thành viên trong đoàn đều ở nhà khách. Lên xe, Thôi Úc Hằng hỏi cha. Hay là chúng ta cùng đi đón Tiểu Mạn ạ? Thôi. Mai gặp nha đầu đó cũng không muộn, người nhà tới đó ở, còn bảo nhà khách nên thu tiền hay là không thu đây. Thôi Văn Nghị lắc đầu. May mà đi công tác Tân Hoa xã có trợ cấp. Thôi Úc Hằng chỉ biết nói. Nếu không ba cũng định bắt con móc tiền túi ra ở khách sạn mất. Tình huống của con đặc thù, đừng có tranh luận với ba. Thôi Văn Nghị nghiêm mặt nói. Buổi chiều con ăn cơm với Trương Khác, có cái nhìn gì về cậu ta? Ở tầng cấp như ông ta dù cuộc gặp phi chính thức cũng phải cẩn thận quá nhiều điều, tiếp xúc cũng rất chừng mực. Chương 848, dã tâm không nhỏ. Con nhớ lại thời năm thứ nhất của con, khi đó con nghĩ mình trưởng thành lắm rồi, rất phản cảm chuyện ba mẹ quản con, bức thư tình đầu tiên giấu trong cặp bị mẹ Lục tìm thấy. Ba không muốn con nói những chuyện lung tung beng đó. Thôi Văn Nghị mỉm cười, lòng rất an ủi con trai dùng ngữ khí bình thản nói chuyện trẻ con trước kia. Chứng tỏ con mình trưởng thành thực sự rồi. Mà sao ba phải thận trọng thế? Quân đội sẽ không trực tiếp tham dự kế hoạch này, nhưng trong đủ các mối quan hệ lợi ích phức tạp, không nhìn ra phương án nào có tính khả thi hơn nữa. Đất hiếm hiện bị địa phương khai thác như phá hoại rồi để doanh nghiệp ngoại lấy mất như rác, làm sao quân đội có thế ngồi nhìn được, có điều chuyện này cần có bố trí thống nhất ở tầng cấp kinh tế, quân đội lại không thể trực tiếp can dự vào quyết sách TW, cũng chẳng thể cấm chỉ xuất khẩu đất hiếm. Dù có quyết tâm này thì chính phủ địa phương, xí nghiệp khai khoáng, bộ ủy quốc gia có lợi ích phức tạp, không đơn thuần một mệnh lệnh hạ xuống là xong, huống hồ còn phải để ý tới áp lực của quốc tế nữa. Ba lo bộ tổng trang bị Cẩm Hồ lợi dụng phải không? Thôi Úc Hằng hiểu ra. Kế hoạch này lực cản không nhỏ, nhưng có chuyên án 516 có thể bịt miệng được rất nhiều kẻ,
một khi bỏ lỡ thời cơ, sau này muốn làm còn khó hơn chục lần. Tựa hồ mưu cầu của Cẩm Hồ không rõ lắm, tựa hồ vấn đề gì cũng có thể đàm phán, chuyện gì cũng có thể nhượng bộ, cung cấp tuyệt đại đa số tài chính vận hành, nhưng lại nắm chưa tới 15% cổ phần, mà tỷ lệ này còn có thể ép giảm thêm. Thôi Văn Nghị gật đầu tự lự. Từ khi nào ba cũng nhiễm luận điệu âm mưu quỷ kể thế? Thôi Úc Hằng mỉm cười nói. Con thì thấy vấn đề đơn giản lắm, trước tiên đất hiếm có ứng dụng rộng rãi ở kỹ thuật thông tấn, quang điện. Đây chính là hai phương diện mà Cẩm Hồ đang nỗ lực nghiên cứu phát triển, mặc dù các cơ sở nghiên cứu trong nước đều hạn hẹp, nhưng không thể thấy người ta có tầm nhìn xa rộng lại lấy làm lạ. Còn nữa kế hoạch này nếu chấp hành, lợi ích sẽ vô cùng khả quan, cho dù chỉ chiếm rất ít cổ phần, tương lai thu lại cũng hơn xa chi phí bỏ ra, kế hoạch này phải mau chóng thực thi, nên các phương diện đều cố gắng cung cấp hết các nguồn lực có thể, nếu Cẩm Hồ chỉ lấy hình thức trái phiếu công ty tham dự, thì có ai cho Cẩm Hồ vào không? Trương Khắc mời Tôn Thượng Nghĩa, Tương Vi tới chung cư thanh niên, Diệp Chăn Dân và Diệp Kiến Bân tạm thời chưa về chỗ ở nên cũng đi theo. Lúc này trời đổ mưa, mọi người ngồi trên tầng thượng, vừa uống trà vừa nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái. Buổi chiều Trần Vinh Côn đề xuất tất cả tài chính mà Quốc Hữu bỏ ra đều tập trung trong một quỹ liên hợp, đây chắc là ý kiến của Quốc vụ viện. Diệp Kiến Bân nói, mai bọn họ tiếp tục bàn bạc, nên có một số vấn đề phải thảo luận trong đêm. Trương Khắc chỉ, một tiếng, không tỏ ra bất ngờ lắm, cười nói. Cẩm Hồ cũng chẳng có dã tâm lớn, chú hai thấy có phải vậy không? Dù có liên hợp thành một quỹ, bên trong đó cũng không phát ra cùng một tiếng nói được. Diệp Chăn Dân mỉm cười. Trước đó cháu kiến nghị tỉnh Giang Nam chỉnh hợp toàn bộ xí nghiệp mỏ quặng vào một công ty lớn, tương đương tăng thêm sức ảnh hưởng của tỉnh Giang Nam trong quỹ, mà địa phương và TW thì lợi ích không nhất trí. Có phải cháu đã sớm có chuẩn bị cho điều này rồi? Chỉnh hợp tài nguyên đầu nguồn là điều cần thiết mà chú, Cẩm Hồ cũng không có hy vọng xa với tranh quyền chủ đạo lần này. Trương Khắc giải thích, có thể mau chóng thúc đẩy công tác mới phù hợp lợi ích quốc gia, Cẩm Hồ sẽ lựa chọn giữ lợi ích căn bản nhất trí với quốc gia, đôi khi dùng chút thủ đoạn nhỏ là lo có kẻ chui vào sơ hở thể chế. Buổi tối Thôi Quốc Hằng cùng Lục Văn Phu rời đi, tới một quán rượu kiểu Nhật, trò chuyện tới khuya mới cáo từ rời đi. Chia tay trước quán rượu Lục Văn Phu cười nói. Trước kia anh không ngờ có một con quái vật trốn trong Đông Đại hả? Thôi Quốc Hằng cười khổ. Anh lừa rồi đến khổ. Chuyện này nói ra với anh thì có lợi gì? Một số người còn vờ không biết chú nhóc đó mà không được đấy. Thôi Quốc Hằng hiểu ý ông ta. Sáng hôm sau, Thôi Quốc Hằng nhận được tin nói Diệp Kiến Bân sẽ đích thân tới mời hắn tham dự cuộc họp, xuống lầu thấy chiếc Toyota Crown của Diệp Kiến Bân. Nhưng người ra mở cửa cho ông ta lại là Địch Đan Thanh hơi bất ngờ, nhưng bình thường lại rất nhanh, chắc là nhân viên quản lý cao tầng của Cẩm Hồ hoặc Thịnh Hâm tới Đông Đại học thêm. Viện trưởng Thôi nhìn thấy rồi bất ngờ lắm phải không? Địch Đan Thanh cười duyên dáng nói. Trước kia tôi làm việc cho Thế Kỷ Cẩm Hồ, do tới Đông Đại học, nên tạm thời làm trợ lý cho Khác thiếu gia. Thôi Quốc Hằng vào xe, thấy Trương Khác và Diệp Kiến Bân, nói. Người ta bảo, đại ẩn vô thị, quả không sai chút nào, thế là sau này tôi không thể lên mặt giáo viên nữa rồi. Chẳng thể nói ẩn hay không ẩn. Trương Khắc mỉm cười. Tôi tuy là sinh viên lười nhác, nhưng trong trường gây không ít chuyện cho viện trưởng thôi, viện trưởng không vì chuyện này mà không nhận tôi là học sinh đấy chứ. Thôi Quốc Hằng lắc đầu cười không nói gì thêm, làm hắn đau đầu nhất là sau này phải lấy thái độ gì tiếp xúc với Trương Khắc đây. Giống như lúc Văn Phu nói biết thân phận của Trương Khác chẳng có lợi gì, nhưng nghe Trương Khác nói thế hắn yên tâm hơn một chút, có điều sau này trong trường cứ ít gặp thì tốt hơn. Thời gian còn sớm, hay là chúng ta đi quanh trường một vòng? Trương Khác đề nghị. Thôi Quốc Hằng biết Trương Khác có lời muốn nói nên không ý kiến gì. Trần Vinh Côn đề xuất đem phần vốn quốc sĩ bỏ ra chỉnh hợp vào một quỹ liên hợp, thông qua quy này hợp tác với Cẩm Hồ chấp hành kế hoạch này, như thế quyền chủ đạo sẽ nắm chắc trong tay quỹ liên hợp. Trương Khắc đột nhiên chuyển sang chủ đề không liên quan. Cẩm Hồ coi như đã chút quy mô, tôi đang suy nghĩ vấn đề không gian phát triển tương lai cùng đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ. Nhưng một điều chúng tôi không thể phủ nhận, hiện chỉ ở trong nước Cẩm Hồ mới có không gian phát triển, ra nước ngoài là điểm yếu chí mạng của chúng tôi. Kỹ thuật DMP của Cẩm Hồ ở nước ngoài cũng có tiền độ không tệ đấy chứ. Là học giả kinh tế Thôi Quốc Hằng cũng có bỏ thời gian nghiên cứu thành công của Cẩm Hồ. Cảm thấy Trương Khắc nói thế quá xem nhẹ bản thân. Cẩm Hồ nghiên cứu ra được DMP đầu tiên là ví dụ đặc thù, chúng ta nghiêm túc nhìn nhận xem,
rất nhiều kỹ thuật hạch tâm của DMP, có mấy cái thuộc về bản thân Cẩm Hồ, nên sức cạnh tranh quốc tế của Cẩm Hồ không đáng nói. Trương Khắc lắc đầu. Trong tương lai đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ sẽ là những doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn như Samsung, Sony, bọn họ không phải là doanh nghiệp tồn tại đơn lẻ, mà lấy mô hình thương xã tổng hợp tham gia vào hệ thống mậu dịch. Mô hình này điển hình nhất là tập đoàn Mitsui, đó chính là bộ khung Samsung mô phỏng. Cẩm Hồ nếu như không xét tới những nhân tố đằng sau Samsung, Sony mà muốn vươn ra nước ngoài cạnh tranh với họ chỉ là trò hề. Tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy hiện chỉ có mô hình thương xã tổng hợp mới giúp chúng tôi có thể đứng ngang tầm chiến lược với doanh nghiệp Nhật Hàn. Cho nên chúng tôi muốn đưa mô hình này vào, không phải TW, mà là Cẩm Hồ muốn phát triển theo mô hình thương xã tổng hợp. Thôi Úc Hằng không kìm được chấn động, không ngờ cậu ta muốn đem Cẩm Hồ phát triển thành tập đoàn siêu sản nghiệp. Đúng là dã tâm không tầm thường. Chương 849, Mitsui hành động. Trương Khắc vẫn tiếp tục nói. Chuyện mâu thuẫn với Chu Cẩn Tị ở giảng đường chỉ là ngẫu nhiên, có điều nhìn thấy sản nghiệp đất hiếm bộc lộ ra vấn đề lớn như thế, tôi nghĩ hiện trạng và quy mô sản nghiệp đất hiếm có lẽ cho chúng tôi một cơ hội thực tiễn. Cũng chỉ là một cơ hội thực tiễn thôi, cho dù chúng tôi bỏ bao nhiêu công sức, nhưng chung quy TW vẫn nắm lấy quyền chủ đạo. Diệp Kiến Bân thở dài, hắn luôn cảm thấy có chút đáng tiếc, nghe ngữ khí của Trần Vinh Côn hôm qua rõ ràng còn chưa cam tâm lui lại tuyến hai phát huy nhiệt tình còn lại bằng vai trò cố vấn. Thấy Thôi Quốc Hằng không nói, Trương Khắc chủ động hỏi tới. Viện trưởng Thôi thấy sao? Thể chế trong nước là thế, tư bản dân doanh khó làm được chuyện gì to tát. Thôi Quốc Hằng tập trung tinh thần đáp đúng sự thực, không nói thuận theo ý bọn họ. Một phương diện là cơn bão tài chính làm kinh tế Hàn Quốc rơi vào cảnh khốn đốn, khiến cho TW e ngại, khẳng định không thúc đẩy mô hình này phát triển trong nước, song tính đặc thù cùng quy mô nhỏ của đất hiếm, khả năng được TW đồng ý. Nếu như chúng tôi nhất định muốn phục chế mô hình đó ở trong nước, liệu có con đường nào đột phá hạn chế của thể chế không? Trương Khắc hỏi. Cho dù trong kế hoạch lần này chúng tôi không nắm được quyền chủ đạo, nhưng dù sao chúng tôi đã tham dự vào, sẽ phát huy được sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ. Chưa nói tới chính sách, còn vấn đề quy mô vốn phải giải quyết ra sao? Chức năng hạch tâm của thương xã tổng hợp là phục vụ huy động vốn, xúc tiến đoạn sản nghiệp phát triển không cân bằng tăng tốc. Nên tài chính duy trì vận hành thường nhật của thương xã tổng hợp cực lớn, thường mà nói thương xã tổng hợp luôn lấy cơ cấu tài chính như ngân hàng làm hạch tâm. Thôi Quốc Hằng phân tích. Tập đoàn Nhật thì không nói, như Samsung, LG, Hyundai, tuy không có ngân hàng cỡ lớn thuộc về mình, nhưng chính phủ Hàn Quốc cực kỳ ủng hộ phục chế mô hình thương xã tổng hợp, lấy danh nghĩa quốc gia vay nợ nước ngoài trực tiếp cung cấp khoản vay hàng trăm tỷ USD cho những công ty đó, đây cũng là căn nguyên Hàn Quốc chìm sâu vào nguy cơ tài chính. Nghi vấn này của Thôi Quốc Hằng, Trương Khắc chỉ có thể giải thích qua. Gần đây Cẩm Hồ được ít tiềm nhiệm của quần thể thương nhân Hoa Kiều, mặc dù tài chính quy mô đặc biệt lớn không thể có ngay được, nhưng hơn chục tỷ không thành vấn đề, dù sao tín nhiệm cần tăng cường dần. Ngoài ra Cẩm Hồ mới tiến vào ngành khai khoáng, khó tránh khỏi bị thua thiệt trong giao dịch, tôi sẽ cung cấp toàn bộ tư liệu cần có cho viện trưởng, tôi hy vọng mời viện trưởng Thôi làm cố vấn cho khoáng nghiệp Cẩm Hồ. Thôi Quốc Hằng không lập tức trả lời ngay. Hơi cau mày lại, nói. Có thể xem tư liệu trước đã được không, chuyện này có nhiều khó khăn, tôi thực sự không đủ tự tin đảm nhận chức vụ cố vấn này. Trương Khắc tất nhiên là sẵn lòng, Thôi Quốc Hằng chưa biết gì đã gật đầu không phải là thái độ có trách nhiệm mà y muốn. Cẩm Hồ muốn thực sự thành tập đoàn thương xã tổng hợp còn rất xa, không có chính sách hỗ trợ, chúng ta không có ưu thế gì, phải cắn răng đi lên, đi qua được bước này là trời cao biển rộng rồi. Tôi đã bảo phía Hong Kong thành lập tập đoàn thương vụ Cẩm Hồ, tổng bộ hải ngoại đặt ở Hong Kong, tổng bộ trong nước đặt ở Kiến Nghiệp, mọi người thấy sao? Chuyện luôn chẳng bao giờ đơn giản như suy nghĩ, Trương Khắc tới đại sảnh khách sạn Kiến Nghiệp thì bị Diêu Văn Thịnh chặn lại. Khu vừa nhận được thông báo, quan viên bộ thông tin, Ủy ban cải cách phát triển 2 ngày sau sẽ cùng đại biểu điện tử Hoa Hạ, điện tử NEC và sản vật Mitsui của Nhật Bản sẽ tới tham quan thiết kế trung tinh vi tâm của Kiến Nghiệp. Yêu cầu chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đãi, thông báo từ văn phòng thị trường gửi tới. Bọn chúng định làm gì? Diệp Kiến Bân cau mày, Mitsui đang lún vào chuyên án 516, lại chọn hành động vào lúc này, khiến người ta phải suy nghĩ. Trò quen dùng của Mitsui thôi. Thôi Quốc Hằng nghiên cứu về thương xã tổng hợp Nhật Bản rất sâu, nói. Mitsui không muốn tổn thất lợi ích ở đất hiếm, bọn họ không ngồi coi thế cục biến hóa. Lần này chắc muốn nhét một quả táo mật tới đây. Mitsui, điện tử Hoa Hạ,
Trung Tinh Vi Tâm, Văn phòng Thị trường, Tiêu Minh Kiến. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh long lanh trên trần, tự hỏi tự đáp. Bọn chúng muốn xây nhà máy tinh viên thứ hai trong nước. Chỉ đồng hồ, bảo Diệp Kiến Bân, Thôi Quốc Hằng đi tham dự cuộc họp trước, hỏi Diêu Văn Thịnh. Bí thư Vương đâu? Vẫn ở Tân Phổ, buổi trưa có thể bỏ thời gian ra tới nội thành. Nếu như bọn chúng muốn tham quan hạng mục Trung Tinh Vi Tâm, chúng ta phải có chuẩn bị trước. Trương Khắc lắc đầu. Cùng tới Tân Phổ đi, anh gọi điện hỏi Bí thư Vương xem có thời gian tới nhà máy không. Trương Khắc và Vương Duy Quân, Liễu Chí Thành hội họp trước cửa nhà máy xong cùng đi vào bên trong, mặt đường đã được thi công xong, khiến cả khu nhà xưởng trông hết sức hoành tráng. Từ rất lâu rồi TW đã có kế hoạch dẫn tiến kỹ thuật tinh viên từ Nhật, đối tượng đàm phán là NEC, nhưng mãi mà không có tiến triển, xem ra Mitsui chính là kẻ thao túng đằng sau. Vương Duy Quân kể, Trung Tinh Vi Tâm xây nên, đám doanh nghiệp ngoại ý thức phong tỏa kỹ thuật chế tạo tinh viên 0.35 micromet với chúng ta là vô nghĩa. Ha ha, nhưng với Bộ Thông tin, Ủy ban Phát triển Cải cách mà nói thì ý nghĩa khác hẳn. Trương Khắc cười nhạt. Trước kia bọn họ ủng hộ chúng ta là vì không còn cách nào khác, trong mắt bọn họ trung tâm xây nên là con người khác, nếu NEC đồng ý cung cấp kỹ thuật đầu tư cho Hoa Hạ xây nhà máy tinh viên, thế là bọn họ có con của mình rồi. Vậy là hai đứa con tranh sữa. Vương Duy Quân cười khổ, ví dụ của Trương Khắc đúng là chuẩn. Sau này Trung Tinh Vi Tâm sẽ nhận được sự ủng hộ của TW ít hơn nhiều rồi. Ý đồ của Mitsui chủ yếu là nhắm vào chuyên án 516 đây mà. Không biết bọn chúng có đặc biệt nhắm vào Trung Tinh Vi Tâm không, nhưng bọn chúng sẽ đẩy mạnh tiến trình này, bắt TW lựa chọn hoặc nhà máy tinh viên hoặc chuyên án 516. Khi xây dựng khu Cao Tân, chúng ta tính toán cho nhu cầu kỳ 2 của Trung Tinh Vi Tâm rồi, nếu bọn chúng mang hạng mục này tới kiến nghiệp chiếm cơ sở chúng ta chuẩn bị sẵn, tiến trình sẽ rất nhanh. Liễu Chí Thành cau mày. Bọn chúng đột nhiên muốn tới đây tham quan là có mưu đồ. Nếu xuất hiện cục diện này bọn họ chẳng những không thể có được hỗ trợ tài chính của TW, mà rất có thể trang thiết bị chuẩn bị sẵn bị Mitsui Liên Hợp Hoa Hạ vung đao đoạt mất, đây đúng là tin tức làm người ta không sao thoải mái được. Bọn chúng sẽ trực tiếp đưa hạng mục tới đây sao? Vương Duy Quân hết sức đau đầu, tin tức là văn phòng Tiêu Minh Kiến, đủ nói rõ vấn đề. La Quân là bí thư thành ủy, phân công ở công tác kinh tế là bố trí đại cục phát triển. Khởi động chiến lược sản nghiệp mới lập hành lang số là chính thích lớn nhất của ông ta, còn thao tác là thuộc phạm vi quản hạt của chính phủ. La Quân đã vươn tay rất dài, nhưng ông ta không thể vươn tay dài mãi được, Tiêu Minh Kiến khả năng thừa thời cơ này cướp lại quyền chính đáng của chính phủ, mà đối với La Quân ngày bay cao không xa mà nói sẽ không hứng thú tranh quyền đoạt thế với Tiêu Minh Kiến ở kiến nghiệp nữa. Tiêu Minh Kiến được thế, hoàn cảnh của Vương Duy Quân sẽ trở nên gian nan, miệng lẩm bẩm. Chẳng trách thời gian qua ông ta tích cực như thế. Cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Trương Khắc nhạy bén nói. Chúng ta đã đàm phán hợp tác nhà máy tinh viên với Ti mấy tháng rồi mà không có tiến triển, điều này có khi làm Ti dao động, ngoài ra thì một số chuyện xuất hiện chúng ta không cản trở được. Mà cho dù bọn chúng tới kiến nghiệp xây nhà máy thật thì xây xong có lợi nhuận hay không, có giúp đỡ phát triển sản nghiệp công nghệ cao trong nước hay không mới là thứ phân thắng bại. Bầy thế trận càng to rồi để thối trong tay càng khó coi thôi. Cùng Vương Duy Quân trao đổi ý kiến xong Trương Khắc về thành phố, đi qua Đại Kiều lại bị tắc trên cầu, đành gọi điện phái xe khác tới đầu kia cầu đón, Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh Phó Tuấn đi bộ qua cầu. Tôi thấy kiến nghiệp nên suy nghĩ quy hoạch chiếc cầu thứ ba rồi. Địch Đan Thanh nhìn đội xe dài không thấy điểm kết than. Vấn đề chẳng liên quan này chẳng cần chúng ta phải lo. Trương Khắc khẽ thở dài. Cùng với quy mô sản nghiệp kỹ thuật cao của kiến nghiệp ngày một lớn, tác dụng của Cẩm Hồ sẽ không còn quá nổi bật nữa, ảnh hưởng trực tiếp với thành phố ngày một yếu. La Quân lại là quan viên thực tế, thành phố này chỉ là bàn đạp của ông ta mà thôi. Trước kia tôi thấy thành lập tập đoàn thương vụ Cẩm Hồ có hơi sớm, hôm nay xem ra không sớm chút nào. Địch Đan Thanh biết lo lắng của Trương Khắc. Trương Khắc cảm thấy hơi đau đầu, loại chuyện này là điều có thể dự kiến được, trò của Mitsui sao qua mắt nổi y. Cái nhà máy do NEC và Hoa Hạ xây nên chỉ là thứ hàng què quặt, tiếc là cho dù sau này nó có thành đống phế liệu thì Cát Kiến Đức, Tiêu Minh Kiến cũng sớm mượn vào nó bay cao rồi, cuối cùng là trò đùn đẩy sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm. Địch Đan Thanh chui vào xe, thấy Trương Khắc dựa đầu vào cửa khép mắt lại, mày hơi nhăn, làm cô nhìn có hơi đau lòng, lại nghĩ, hừ, nữ nhân đau lòng vì tên nhóc này cả đống, chẳng đến lượt mình.
Trương Khắc mấy hôm nay dùng đầu óc quá độ, thường hay bị đau nửa đầu, chỉ là buổi trưa còn hẹn dùng cơm với Lương Vĩ Pháp, chỉ đành lấy tay day huyệt thái dương xoa dịu bớt cơn đau. Trừ khoáng nghiệp Cẩm Hồ ra, lần này mục đích chủ yếu Lương Vĩ Pháp tới kiến nghiệp là tiến hành đàm phán hợp tác với tỉnh Đông Hải lần thứ hai, trọng điểm hợp tác kinh tế khu vực Tiểu Giang là năm thành phố Hải Châu, Kiến Nghiệp, Huệ Sơn, Kim Sơn, Tân Đình. Cẩm Hồ hy vọng có thể nắm cổ phần ở hai ngân hàng thương nghiệp Kim Sơn, Tân Đình, muốn có sức ảnh hưởng sâu hơn với tài chính khu vực, đây là con đường không thể thiếu. Tới trưa, Lương Vĩ Pháp cũng đã biết tin, lập tức liên tưởng tới NEC và Hoa Hạ sẽ xây nhà máy tinh viên thứ hai trong nước. Ăn trưa xong Diệp Chăn Dân về Bắc Kinh, Trương Khắc đích thân đi tiễn. Đứng trong phòng chờ, Diệp Chăn Dân lo lắng nói. Động tác của Misui nhanh quá hả? Trương Khắc cười. Có cơ hội đánh giáp lá cả cũng tốt, chú hai không rảnh chứ ở lại hai ngày nữa xem cái bản mặt của đám người đó vui lắm. Diệp Chăn Dân cười, ông lăn lộn quan trường bao năm, có bộ mặt nào chưa thấy qua. Biết chính sự độc lập của Cẩm Hồ khiến nó gặp phải một số sự bài xích không đáng có. Về chung cư thanh niên, đầu càng đau dữ dội, ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần mong dịu bớt cơn đau, nghe tiếng giày cao gót gõ lên sàn của Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh đang muốn chuẩn bị tài liệu cho Thôi Quốc Hằng, thấy Trương Khắc ngồi trên ghế sofa nhắm mắt, nhưng mày nhăn lại, chắc thần kinh căng thẳng không sao thả lỏng được, liền đi tới sau lưng y nói. Có cần tôi day giúp cậu không? Liền thấy Trương Khắc ngửa ngay đầu dựa vào lưng ghế, mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khoái chí, rõ ràng là muốn đợi cô. Đồ vô lại, Địch Đan Thanh thầm mắng một câu nhưng vẫn đưa tay ra xoa đầu cho y. Cảm giác êm ái mát lạnh từ tay Địch Đan Thanh, cùng hương thơm dịu dịu trên cơ thể có khiến người ta như ở trong rừng mai, chỉ tiếc là thủ pháp của Địch Đan Thanh không thuần thục lắm, Trương Khắc không dám chỉ đạo, lại cảm thấy lưng hơi đau, hay là không nên tham, có được sự hưởng thụ này là bất ngờ ngoài dự liệu rồi. Nghe thấy tiếng cửa mở, Trương Khắc cảnh giác mở mắt ra, Tôn Tĩnh Mông đi vào hoài nghi nhìn bọn họ. Hai người đang làm gì đó? Một tích tắc trước khi cửa mở Địch Đan Thanh đã rụt tay lại. Nhưng tư thế của cô và Trương Khắc hơi quỷ dị, cô đứng sau ghế, còn Trương Khắc ngửa đầu ra đằng sau giống như sắp hôn nhau vậy, nhưng Địch Đan Thanh chẳng hề hoảng loạn, mỉm cười nói. Vậy cô lo chúng tôi làm gì? Ai thèm lo hai người làm cái gì? Chút nghi ngờ của Tôn Tĩnh Mông bị câu này của Địch Đan Thanh đánh tan, bĩu môi, thay dép vào nhà. Chỉ tá Tú Tàng đầu tháng tư tới Bắc Kinh, bái phòng tổng đại biểu của vật sản Misui Trung Quốc là Đại Giã Tín Hành. Được đưa cho hai bản tài liệu, một chủ yếu là tình hình các hạng mục của Misui ở Trung Quốc, hai là kế hoạch nghiệp vụ của Misui. Thế nhưng ngay trước khi hắn tới Trung Quốc làm tổng đại biểu lại xảy ra vụ án 516, không chỉ tổn hại tới lợi ích của Misui ở hạng mục đất hiếm, mà còn liên lụy tới hạng mục khác, hạng mục hợp tác điện lực trị giá 2 tỷ với Chiết Giang cũng bị đối thủ cạnh tranh chất vấn mà phải dừng lại. Thoát khỏi ảnh hưởng của chuyên án 516 vãn hồi lợi ích đất hiếm với chỉ tá Tú Tàng là khó khăn hắn phải đối diện trước cả khi tới Bắc Kinh nhậm chức. Trong một quán rượu Nhật sau ngõ Vương Phủ tỉnh Bắc Kinh, Lý Tại Thù ngồi trên chiếu, tay đặt thoải mái lên bàn, bình đạm nói. Căn cứ vào tình báo Samsung thu thập được, chuyện này hoàn toàn do Cẩm Hồ đứng sau giở trò, nghe nói Cẩm Hồ gạt bỏ cơ cấu chuyên môn phụ trách đất hiếm của Trung Quốc qua một bên. Tụ tập một số quan viên tới kiến nghiệp thảo luận làm sao nắm quyền chủ đạo đất hiếm trong tay, một khi để bọn chúng thành công, tiếp theo bọn chúng sẽ nhắm vào các nghiệp vụ khác của Misui. Có điều lần này Misui xuất kích đã đánh trúng chỗ hiểm của bọn chúng rồi, chúng gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào trung tinh vi tâm. Chỉ tá Tú Tàng hỏi, chả lẽ Samsung không lo sao? Samsung đang bị lún vào vũng lầy nguy cơ tài chính, còn sức đâu ra mà tính tới những chuyện xa xôi ấy? Lý Tại Thù lắc đầu. Cho dù có lo lắng cũng chẳng phản kích như Misui được. Theo tôi biết kinh phí dự toán đầu tư nghiên cứu của Samsung so với năm ngoái hơn 600 triệu đô la Mỹ, trước khi tôi tới Bắc Kinh có người cảnh cáo tôi dù Samsung đang bị sa lầy cũng không thể coi thường, một khi Samsung thoát khỏi vũng lầy sẽ là một con dã thú hung hãn, dù là Misui cũng phải cần dè chừng. Không biết so sánh vậy có hợp lý không? Được nghe anh nói câu này đúng là cao hứng, chỉ mong không phải là anh đang phỉnh phờ chúng tôi. Lý Tại Thù cười ha hả. Tôi theo dõi Cẩm Hồ một thời gian rồi, Misui nếu có thể đặt hạng mục tinh viên ở kiến nghiệp, chẳng những trong tương lai triệt để chèn ép trung tinh vi tâm phát triển, mà kiến nghiệp thị trưởng Tiêu Minh Kiến luôn ngứa mắt với Cẩm Hồ, còn có thể giúp rất nhiều. Anh cần giúp gì cứ nói, vừa khéo tôi sắp tới kiến nghiệp rồi, anh có đi cùng không?
Chỉ tá Tú Tàng gật gù. Mitsui cũng chỉ làm cầu nối cho NEC và điện tử Hoa Hạ thôi, vì sao Samsung không thêm chút sức cho lần hợp tác này? Có thể ra sức sao chúng tôi rút lui được, nhưng yêu cầu cấp thiết hiện nay của chúng tôi là thoát khỏi khốn cảnh, vì nó thậm chí hội trưởng phái đem bán nhà máy bán dẫn do ông sáng lập cho người Mỹ. Trong cao tầng có người có thái độ với chúng tôi, nếu không tôi đã cầu tới giúp đỡ của tổng bộ. Chỉ tá Tú Tàng không muốn nói lời vờ vịt lưới Lý Tại Thù nữa, hỏi thẳng. Nghe nói Hình Dư quyết định sau mùa hè tới Trung Quốc du học, không biết cô ấy đã chọn trường chưa? Lý Tại Thú lắc đầu. Cái này tôi không rõ, tưởng Xảo Trinh nói cho anh chứ, kế hoạch của nó là du học một năm rồi chính thức vào The East Tokyo, chẳng biết con bé này làm sao đột nhiên thay đổi. Nhìn bề ngoài nó có vẻ yếu đuối có điều nghĩ chuyện gì là nhất định làm, hay là nó biết anh tới Bắc Kinh nhậm chức trước rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 850, Thế trận hoành tráng. Chỉ tá Tú Tàng từ tháng 3 đã có quyết định tới Trung Quốc nhậm chức, nhưng tới tháng 5 mới công bố ra ngoài, đừng nói Lý Hinh Dư dù là tình báo Samsung cũng không hay biết, tức là Lý Hinh Dư tới Trung Quốc du học chẳng liên quan tới mình. Nhớ tới khuôn mặt Trung Quốc đáng ghét ở triển lãm Tokyo, trong lòng chỉ tá Tú Tàng lại thấy khó chịu. Anh chỉ tá quen tiểu thư Hinh Dư vào 8 năm trước à? Kim Nam Dũng thấy chủ đề chuyển sang người Lý Hinh Dư cũng vui vẻ tham dự. Đúng thế, 8 năm trước lần đầu thấy Hinh Dư tôi đã choáng ngợp rồi. Giống tuyệt đại đa số nam nhân Nhật Bản, chỉ tá Tú Tàng không che giấu tham lam với mỹ sắc. Trước kia cứ lo áp lực của gia tộc phải lấy đứa con gái xấu xí của nhà khác, cho dù không phải chịu trách nhiệm làm chồng, nhưng thường xuyên phải nhìn mặt chẳng phải chuyện thích thú gì, nhìn thấy Hinh Dư tôi quyết định đợi cô ấy 10 năm cũng đáng. Lý Tại Thù trong lòng không vui, nhưng không lộ ra ngoài, cáo từ rời đi, lên xe mới nói với Kim Nam Dũng. Hiện đã phải là cơ hội chúng ta hợp tác với Cẩm Hồ chưa? Kỹ thuật DMP và CKE của Cẩm Hồ sẽ có hỗ trợ lớn cho nghiệp vụ của Samsung. Thời buổi này chẳng động vật có chân nào chạy nhanh hơn tin tức, chỉ hai ngày sau khi tin tức Mitsui muốn giới thiệu NEC cung cấp kỹ thuật cho Hoa Hạ đầu tư nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp, một số chi tiết đã chuyển tới tai người quan tâm. Tạm gọi đây là hạng mục tinh viên Hoa Hạ NEC đi, sẽ do NEC nắm cổ phần không quá 30%, cung cấp kỹ thuật chế tạo tinh viên 0,35 dặm, Pro, Mét thuần Việt toàn bộ nhân viên quản lý kỹ thuật do NEC phái tới, đồng thời do NEC đảm nhận công tác tiêu thụ sản phẩm sau khi nhà máy xây dựng lên, còn phía Trung Quốc chuẩn bị tài chính và điều kiện cần thiết khác. Mitsui trắng trợn thể hiện dụng tâm can thiệp vào vụ án 516, tuy khiến một số kẻ tranh giành nhau miếng mồi bọn chúng tung ra, nhưng cũng khiến một số người khác bất mãn. Thôi Úc Hằng theo cha về tới Bắc Kinh biết tin, vỗ đùi chửi rủa. Đám người này còn chút sĩ diện nào không, người ta ném ra một cái xương là nhào tới vẫy đuôi. Thôi Văn Nghị nhíu mày, mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng không tùy tiện biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Có một số kẻ cực kỳ coi trọng lợi ích, cho rằng chỉ cần trao đổi được lợi ích thì hy sinh một số nguyên tắc cũng đáng. Suy nghĩ này rất có thị trường ở các bộ ủy ban quốc gia, Mitsui nhìn thấu cái tâm tư này. Hơn nữa mặc dù ai ai cũng hô hào lợi ích quốc gia là quan trọng nhất, thực chất trong thao tác, bọn họ chỉ coi trọng lợi ích cục bộ, bộ có lợi ích của các bộ, địa phương có lợi ích của địa phương, rất ít người chịu nghĩ cho người khác cho quốc gia. Thôi Văn Nghị tay chống cằm suy nghĩ, cầm điện thoại gọi cho Thượng tướng Tiêu Vĩ Liệt Bộ trưởng Quốc phòng. Tôi thấy công tác điều tra chuyên án 516 có thể tạm hoãn. Thậm chí khi kết án có thể hời hớt một số chỗ, chiếu cố lo lắng một số kẻ sợ nó ảnh hưởng tới quan hệ chung, Nhật, có điều tôi nghĩ kế hoạch Cẩm Hồ đề xuất phải tăng tốc, không thể để 10, hay 20 năm sau để bọn chúng nắm lấy thóp. Ngày 31 tháng 5, Tấn Dĩ Kiệt Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Kế hoạch, Bộ trưởng Cảnh Trọng Dương Bộ Thông tin, Chủ tịch Cát Kiến Đức của Điện tử Hoa Hạ cùng Tiểu Trạch Hùng trưởng phòng CT trách nhiệm hữu hạn NEC, chí tá Tú Tàng của Mitsui bày ra thế trận rất hoành tráng tới tham quan nhà máy tinh viên. Phía địa phương có La Quân, Tiêu Minh Kiến, Vương Duy Quân tháp tùng toàn bộ hành trình, Đào Tần và Lý Viễn Hồ chỉ tham gia nghi thức tiếp đãi. Những năm qua Đào Tấn quen đứng sau bố cục kinh tế, rất nhiều hoạt động trọng yếu chỉ có mặt một chút rồi lui, nên không có gì bất ngờ. Chỉ có điều Lý Viễn Hồ xuất hiện qua loa rồi đi làm nhiều người ngạc nhiên, tuyệt đại đa số cho rằng dù NEC đưa hạng mục tới Kiến Nghiệp, cuối cùng có khi chỉ định thành phố Kiến Nghiệp chủ quản công tác quản lý, nên Lý Viễn Hồ nhường quyền ra cũng không khó hiểu lắm. Chỉ có số ít người đoán ra Lý Viễn Hồ tỏ thái độ ngả về phía Cẩm Hồ, hoặc không coi trọng hạng mục này. Thằng nhãi đó không xuất hiện. Chỉ tá Tú Tàng nhỏ giọng nói với Lý Tại Thù,
hai bọn chúng đều chưa tròn 30, nhưng đều là quản lý cao tầng ở Trung Quốc, ở trong đám quan viên lớn tuổi, tất nhiên là rất bắt mắt. Từ lúc xuống sân bay tới giờ chỉ tá Tú Tàng luôn đợi được gặp kẻ đó, lần trước ở triển lãm Tokyo bỏ qua y thật là thất sách, có điều mãi chẳng thấy đâu. Giới truyền thông Trung Quốc chưa bao giờ đăng tin về y. Lý Tại Thù nói, nhớ tới chú mình, tính của Lý Kiện Hy cũng tuyệt đối không bao giờ lộ diện ở trường hợp có thể tránh được, với lại chắc tên nhóc kia nghe tin NEC và điện tử Hoa Hạ lập nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp tức tới bể bụng, làm sao tới cho được. Có thể làm cho tên nhóc đó khó chịu, Lý Tại Thù sẽ không bỏ qua, lại nói. Nếu quan viên Trung Quốc ra mặt mời, y sẽ không tránh được. Chỉ tá Tú Tàng nhướng mày lên, vẫy tay gọi người tổ chức tới nói chuyện này, Cát Kiến Đức nghe được khích bác. Bộ trưởng Cảnh và chủ nhiệm Thành ở đây mà cậu ta trốn không gặp, có phải là không hay lắm không? Là quân hoan nghênh Hoa Hạ và NEC đặt nhà máy tinh viên ở Kiến Nghiệp, nhưng thế nào cũng phải bảo vệ Cẩm Hồ. Kế hoạch của Trương Khác là sẽ tham gia, nhưng bên Tân Vu có chuyện đột xuất, đêm qua phải lên đường, chuyện này đã nói trước với Bộ trưởng Cảnh và chủ nhiệm Thành. Cảnh Trọng Dương cười rộng lượng. Không sao cả, cậu ấy không từ chối cho chúng ta tham quan trung tinh vi tâm là được rồi. Cát Kiến Đức sượng mặt, lời này chúng tỏ nói ông ta không có tư cách để Trương Khác đánh tiếng trước, khích bác Thành chúc nhục vào thân, nhưng lại chẳng thể nói Trương Khác cố ý tránh tới Tân Vu, mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu cả. Mặc dù bên trung tinh vi tâm biết đám người kia tới không có ý gì tốt đẹp, nhưng không thể bày rõ thái độ thù địch trên mặt, dù sao phải chiếu cố tới thể diện lãnh đạo, hơn nữa quan hệ giữa Cẩm Hồ và Cảnh Trọng Dương đang cải thiện, dù rất hữu hạn. Tôn Thượng Nghĩa ở Kiến Nghiệp, nên ông ta và Liễu Chí Thành đại biểu trung tinh vi tâm tiếp đãi, có điều chỗ nào có thể tham quan, chỗ nào không được, đều đã trao đổi trước với bên tổ chức, tuyệt đối đối không cho NEC, Mitsui thăm dò cơ mật thương nghiệp. Trong quá trình tham qua cưỡi ngựa xem hoa nhà máy đang xây dựng, Liễu Chí Thành thậm chí phái rất nhiều nhân viên theo dõi tất cả thành viên đoàn tham quan, đề phòng hơn cả phòng trộm, đa phần hoạt động là tổ chức trong phòng hội nghị, cho phát biểu toàn những lời rỗng tuếch đón lý các vị lãnh đạo, mời phóng viên các tờ báo lớn tới chụp ảnh quay phim cho các lãnh đạo sướng mắt, bữa tối cũng rất chu đáo, cuối cùng ngày đầu tham quan đã đối phó xong. Ngày hôm sau, tiếp tục tham quan thành tựu hành lang số. Rồi chiều tổ chức hội thảo tính khả thi tiền kỳ của hạng mục tinh viên, Cảnh Trọng Dương điểm danh yêu cầu Tôn Thượng Nghĩa, Liễu Chí Thành tham gia. Ý đồ rõ ràng, động tác thần tốc, phán đoán của Trương Khác đúng rồi. Tôn Thượng Nghĩa nhỏ giọng cảm khái, ông ta và Liễu Tấn Thành tuy tham gia hội thảo này nhưng quyết ngồi trong góc không ai chú ý, không lên tiếng, người khác chắc cũng không cưỡng ép họ lên phát biểu. Mitsui đúng là có một cánh tay khổng lồ vô hình, nếu không có họ thúc đẩy. E chỉ tiếp xúc sơ bộ cũng tốn nửa năm. Liễu Chí Thành khẽ thở dài, chủ bị tiền kỳ của trung tinh vi tâm cũng tốn rất nhiều thời gian. Tiếp theo đây tốc độ của bọn họ đoán chừng sẽ nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Ai bảo chúng ta không biết điều từ chối quốc gia tham gia nắm cổ phần. Mitsui ném ra quả táo mật này đúng là lôi kéo được hết phái trung gian. Chương 851, mâu thuẫn nội bộ. Chỉ tá Tú Tàng từ tháng 3 đã có quyết định tới Trung Quốc nhậm chức. Nhưng tới tháng 5 Mưa Tiêu Thụy Dân cũng tham gia hội thảo này, chỉ nghe thấy bên cạnh thì thầm không rõ cái gì, một lúc sau Tôn Thượng Nghĩ chủ động bắt chuyện. Lần này Hoa Hạ hợp tác với NEC, đại khái đầu tư vào xí nghiệp như Liên Tín bị dàn mỏng đi rất nhiều phải không? Tiêu Thụy Dân cười khổ, Cẩm Hồ nắm rõ tình hình của Hoa Hạ như lòng bàn tay. Hoa Hạ chỉnh hợp các xí nghiệp phía dưới còn chưa hoàn thành, chưa thu được hết quyền nhân sự và tài chính, muốn hợp tác với NEC sẽ cần khoản tiền khổng lồ. Mặc dù có thể giải quyết đại bộ phận qua ngân hàng, nhưng vẫn phải chuẩn bị ít tài chính khởi động, ít, ở đây cũng phải 2 tỷ. Cát Kiến Đức lần này kéo hết người phụ trách các xí nghiệp có tài chính dư giả tới, chính là muốn bọn họ lấy danh nghĩa xí nghiệp thành viên đầu tư. Tiêu Thụy Dân hiểu quá rõ Hoa Hạ, nếu không ỷ vào thân phận quốc sĩ, có bộ thông tin hỗ trợ chính sách đã chẳng chịu nổi một đòn của Cẩm Hồ, từ kỹ thuật, nhân tài, marketing, tiêu thụ, thương hiệu đều thua kém quá xa. Liễu Chí Thành cũng quay sang hỏi. Giám đốc Tiêu có cái nhìn thế nào về vụ hợp tác này? Tiêu Thụy Dân vẫn chỉ có thể cười khổ, trước mặt người trong nghề nói lời đường hoàng giả dối chỉ là vô nghĩa, nhưng ý nghĩ chân thực sao có thể nói cho đối thủ cạnh tranh biết, thậm chí cảm giác Liễu Chí Thành đang chế nhạo mình. Buổi tối cùng quan viên nội bộ của Hoa Hạ và Bộ Thông tin tập trung lại cùng thảo luận về cuộc hợp tác này, Tiêu Thụy Dân mới nói ra suy nghĩ của mình. Toàn bộ quản lý kỹ thuật đều do bên Nhật chịu trách nhiệm. Không hề có điều khoản bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật trong nước,
cái gọi là cung cấp kỹ thuật chế tạo hoàn chỉnh là lời vô nghĩa, một khi phía Nhật rút hết nhân viên về nước, để lại một mớ giấy tờ kỹ thuật có tác dụng gì. Ngoài ra tiêu thụ do NEC phụ trách, mà NEC có nhà máy tinh viên ở Nhật, tức là hai bên cạnh tranh nhau, chúng ta có thể hy vọng bọn họ công bằng được không? Nghe thấy có người đề xuất ý kiến bất đồng, trong lòng Cát Kiến Đức cực kỳ bực bội, đó là bệnh chung của quan lão gia, mặt trầm xuống. Đừng chỉ nhìn vào phương diện xấu, TW đã ba lần lập hạng mục nhà máy tinh viên đều thất bại, nhưng TW vẫn không tiếc tiền lập hạng mục vì sao? Chẳng lẽ ba lần thất bại chúng ta không tiếp thu được bài học, không nhìn ra khó khăn à? Mặc dù lần hợp tác này có chỗ chưa hoàn toàn như ý muốn, nhưng so với trước kia đã có tiến bộ lớn rồi. Càng nói càng hăng, như chỉ hận không thể đấm vào mặt toàn bộ kẻ phản đối. Cơ hội này không dễ có, nếu không vì chuyên án 516, Mitsui đã không chủ động lấy lòng, chúng ta phải nắm lấy. TW lập ra Hoa Hạ là vì muốn chúng ta gánh trọng trách thúc đẩy sản nghiệp thông tin phát triển, không thể vì khó khăn mà sợ hãi, mắt chỉ thấy chỗ không hay. Tiêu Thụy Dân liếc nhìn khuôn mặt không rõ vui buồn của Cảnh Trọng Dương, có điều lời chỉ trích của Cát Kiến Đức làm ông ta rất khó chịu, hơn nữa trong đó toàn lời màu mè chung chung, không nói được cách giải quyết khó khăn, nói thẳng luôn. Trong nước đã có trung tinh vi tâm, chúng ta lại dẫn tiến nhà máy tinh viên 0.35 micron vào là đầu tư trùng lập. Ngoài ra, với tình hình hiện thời mà xét, điều kiện phát triển của trung tinh vi tâm hơn chúng ta rất nhiều, bọn họ có hơn 200 nhân viên kỹ thuật và kỹ sư cao cấp. Đảm bảo nhu cầu khởi công nhà máy, NEC chỉ phải 50 người. Trung tinh vi tâm cùng lúc xây nhà máy còn lập vườn rồi đầu tư tạo nên nền tảng nghiên cứu thực nghiệm kỹ thuật hàng đầu châu Á, chiêu mộ rất nhiều tiến sĩ, thạc sĩ bồi dưỡng lực lượng kế cận, NEC chỉ đồng ý cung cấp cho chúng ta kỹ thuật, còn phát triển bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật không nói tới. Cẩm Hồ có quan hệ mật thiết với TI, đảm bảo sau khi nhà máy xây xong có thị trường nhất định. Còn chúng ta tối đa là nhận đơn gia công, tiêu thụ bị NEC khống chế. Quốc gia muốn phát triển sản nghiệp tinh viên, ngả chính sách cho trung tinh vi tâm càng thích hợp hơn. Chẳng lẽ ông muốn bộ thông tin bị đám xí nghiệp dân doanh nắm thóp à? Cát Kiến Đức không chút khách khí quát, ông ta biết đó là nỗi đau trong tim Cảnh Trọng Dương, còn liếc mắt sang, thấy Cảnh Trọng Dương hơi nhướng mày lên không tỏ ý gì. Để doanh nghiệp dân doanh trong nước nắm thóp hay là để người Nhật nắm thóp đây, chà chà, khó chọn lựa thật đấy nhỉ? Ngay cả Tôn Chí Cương của Liên Tấn cũng không nhịn nổi ngọt nhạt một câu, làm Cát Kiến Đức thì nổi khùng. Trong các thành viên của Hoa Hạ, thì Liên Tấn có thực lực mạnh nhất, Hoa Hạ muốn hợp tác với NEC, Liên Tấn phải gánh phần lớn tiền đầu tư, Tôn Chí Cương không coi trọng tiền đồ hạng mục này. Nhưng thân ở trong thể chế, Liên Tấn cuối cùng có bỏ tiền không, bỏ bao nhiêu không phải do ông ta vỗ bàn quyết định được, mà là ở bên trên, bụng chứa đầy ấm ức không biết phải làm sao, thấy Tiêu Thụy Dân chống đối liền lên tiếng hỗ trợ. Nguyên nhân sâu hơn là ông ta hoàn toàn xem thường Cát Kiến Đức. Cát Kiến Đức biết mình khống chế nội bộ Hoa Hạ còn xa mới tới mức mong muốn, Cảnh Trọng Dương ở đây, ông ta không tiện lên mặt quá mức, cố dồn nén lửa giận xuống. Tôi đã trao đổi với thị trưởng Tiêu, hạng mục này sẽ đặt ở Kiến Nghiệp, địa phương sẽ hỗ trợ đất đai, cơ sở hạ tầng, còn có thể suy tính bỏ một phần tài chính, như thế có thể san sẻ giúp chúng ta một phần áp lực. Cảnh Trọng Dương khép mắt lại suy nghĩ, một lúc lâu mới nói. Cứ chuẩn bị tiền kỳ đi, cố gắng tranh thủ thêm điều kiện có lợi. Thái độ vẫn ngả về phía liên doanh. Nội bộ bộ thông tin tranh cãi mãi tới gần sáng mới giải tán, từ hội trường đi ra, Tôn Chí Cương muốn gọi Tiêu Thụy Dân, vừa vặn Tiêu Thụy Dân nhận được điện thoại, Liêu Hồng Lôi của Đông Hưng, lấy khuỷu tay huých ông ta bảo tìm chỗ nói chuyện. Trước kia Đông Hưng, Liên Tấn đấu đá nhau không ai chịu ai, giờ bị sát nhập vào Hoa Hạ, đều thành phe thiểu số, trong đấu tranh nội bộ liền đứng vào cùng một chiến tuyến. Qua lại dần trở nên mật thiết. Tiêu Thụy Dân hôm nay uống nhầm thuốc à? Trong bộ ai cũng biết Dịch Vân Phi công khai ngả về phía Cẩm Hồ, bộ trưởng Cảnh không cho Dịch Vân Phi tham dự, thái độ đã rất rõ ràng. Hay là Tiêu Thụy Dân bị Cẩm Hồ mua chuộc rồi? Liêu Hồng Lôi cảm thấy rất lạ, vào xe nói. Còn anh nữa, sao cứ nhất định phải làm mất mặt Cát Kiến Đức trước mặt mọi người? Họ Cát làm gì nổi tôi? Không cho ở Hoa Hạ nữa thì tôi về địa phương. Tôn Chí Cương nhướng mày lên. Tiêu Thụy Dân muốn làm vài việc nhưng bị họ cắt ngăn, nghẹn trong lòng không nói không thoải mái được. Chẳng phải nói giúp Cẩm Hồ, nếu họ cắt có thể làm Hoa Hạ mô phỏng được mô hình của Cẩm Hồ, tôi thấy Tiêu Thụy Dân sẽ trung thành với ông ta, quan trọng là họ cắt có cái năng lực này không. Tiêu Thụy Dân nhờ năng lực nổi bật mà được đề bạt, nhưng không có bối cảnh, rất nhiều việc ở Liên Tín cũng không phải do ông ta phát lệnh,
nên Liên Tín làm được tới mức này là giỏi lắm rồi. Đương nhiên khi thành tựu của Liên Tín trở nên ổn định, người khác theo quán tính coi đó là chuyện đương nhiên, lúc này tính cách không hợp với số đông của Tiêu Thụy Dân trở nên nổi bật. Liêu Hồng Lôi chẳng quan tâm lắm tới sống chết của Tiêu Thụy Dân, dù sao thường ngày chẳng có liên quan gì, hỏi. Vụ đầu tư này trong tập đoàn sẽ để ai cầm đầu, hay là ủy ban kế hoạch chen vào? Ai mà biết, thích ai bảo người đó làm, nếu người quen, tôi sẽ khuyên không nên cho chân vào vũng nước đục này, còn kẻ nào tôi ngứa mắt, tôi sẽ đẩy thêm cho một phát, xem hắn chết trong đống bùn ra sao. Tôn Chí Cương cười nhạt. Anh nói trong bộ ngoài anh tôi và Tiêu Thụy Dân, còn ai hiểu Cẩm Hồ hơn nữa? Họ cắt không đầu nổi thằng nhóc đó đâu, sớm muộn cũng bị nó vờn chết. Thái độ Cảnh Trọng Dương không phải sẽ mãi không đổi, càng không chiếm mãi cái ghế đó được. Liêu Hồng Lôi nghi hoặc. Này, anh có nguồn tin khác à? Đâu ra nguồn tin nào khác? Tôn Chí Cương lắc đầu. Mâu thuẫn bên trên chúng ta đôi khi chỉ nhìn thấy tập trung ở phương châm, nhìn thấy phương châm biến hóa mà không thấy đấu tranh sau lưng. Chuyên án 516 là do quân đội thúc đẩy, anh tin Thôi Văn Nghị vì con trai bị bắt mà làm ầm lên như thế à? Sau bạo loạn Bài Hoa ở Indo, TW phải tỏ thái độ ôn hòa, khiến lập trường một số người bên trên đã âm thầm thay đổi. Hạng mục hợp tác với Nét Hiện không thể ngăn cản nữa, nhưng cái này thành công đã đành, nếu lại hỏng nữa thì không thể nói một câu hấp thu bài hỏng kinh nghiệm mà qua được đâu. Anh nói xem tỷ lệ thành công của cái hạng mục này là bao nhiêu? Chương 852, em chị là ai chứ? Ở trong khu dân cư quốc tế Tinh Hồ, Samsung thuê rất nhiều chung cư cao cấp cho nhân viên quản lý cao cấp của mình. Lý Tại Thù tới kiến nghiệp nhiều dần, chuẩn bị một căn hộ cũng tiện. Có rất nhiều cô gái trẻ ở trường học xung quanh thích tới khu dân cư quốc tế dạy tiếng Trung. Lý Tại Thù ban đêm về căn hộ, nhìn thấy một người châu Phi da đen ôm một cô nương Trung Quốc xinh tươi, luyện tiếng, về căn hộ bảo trợ lý tìm Kim Nam Dũng tới nói. Anh có hứng thú kiếm một cô giáo ngôn ngữ không, toàn là cô bé ngon lành. Kim Nam Dũng tới Trung Quốc nhiều năm trừ khuôn mặt Hàn Quốc ra thì không còn nhìn ra chút vết tích người Hàn Quốc trên người hắn nữa. Anh hứng thú thì tôi kiếm cho anh hai em, tôi thì khỏi đi. Lý Tại Thù cười, nói tới chính sự. Chúng ta chính thức phát điện đàm yêu cầu hợp tác kỹ thuật với Cẩm Hồ đã được trả lời chưa? Xế chiều bọn họ trả lời bằng fax rồi, tôi lấy bản photo cho anh. Đúng là tên tham lam. Lý Tại Thù nhận lấy bản photo, đập mạnh lên bàn. Tưởng bọn chúng vì áp lực của Mitsui sẽ khiến đàm phán nhẹ nhàng hơn. Ai ngờ bọn chúng thèm muốn kỹ thuật flash memory của chúng ta. Bọn họ cũng cho rằng lần hợp tác lấy Mitsui không thể uy hiếp thực chất tới bọn họ được. Hôm qua đi tham quan, cao tầng Trung Tinh Vi Tâm tựa hồ rất bình thản, chẳng hề tỏ ra lo sợ. Kim Nam Dung trầm ngâm. Hành động này của Mitsui sẽ dụ một số kẻ đứng về phía đối lập với Cẩm Hồ. Thực ra những kẻ đó sớm đứng ở phía đối lập với Cẩm Hồ rồi, nhưng cũng làm một số người đồng tình với Cẩm Hồ, khó nói thiệt hơn. Samsung không tổn thất là được, kỹ thuật hạng ba lại mấy chục kỹ thuật viên không theo kịp thời đại, bán được giá tốt như thế chắc Net sẽ hào phóng đem hết thiết bị đào thải tới Trung Quốc, lại còn giảm được ảnh hưởng xấu của chuyên án 516. Lý Tại Thù thở dài. Hơn 20 năm trước chúng ta hạ quyết tâm học Mitsui, tiếc là tới giờ vẫn kém xa người ta. Tân Vu không nóng như Kiến Nghiệp, chỉ một trận mưa nhẹ là đủ mát lạnh cả thành phố. Nước mưa tí tách nhỏ từ mái ngói đen cổ kính rêu phong. Bãi cỏ xanh mướt điểm xuyết bông hoa nhỏ màu lam, hoàng hôn màn mưa li ti như khỏi mỏng, điếu thuốc chớp tắt dưới ánh sáng le lói còn lại trong ngày. Trời đã khá tối rồi, Vệ Lan ôm chồng sách trước ngực đi ra khỏi lớp học, đứng trên bậc thang, nhìn thấy khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ chiếc xe đỗ trước sân, đôi mắt xa xăm nhìn màn mưa, có một sự trầm tịch như áp sâu tận đáy lòng. Nhìn cô gái nào mà mê mẩn thế? Vệ Lan cầm sách khẽ gõ lên đầu Trương Khác, để y tỉnh lại. Trương Khắc ngẩng đầu lên thấy Vệ Lan tha thướt đứng trước mặt, mỉm cười nói. Nhìn ai cũng chẳng bằng nhìn chị Vệ Lan, chẳng phải lo bỏ lỡ chị sao. Đây là phòng học lớp ôn thi đại học của Trung học Tân Vu, Vệ Lan sau Tết liền tới đây ôn tập môn học cao trung. Khuôn mặt Vệ Lan ngoài màn mưa như miếng ngọc trắng, bớt đi vẻ phúng phính trẻ con 2 năm trước, khuôn mặt hơi bầu bầu, chỉ là cằm hơi gầy, thời gian qua chắc ôn tập rất vất vả, nhưng dưới ánh hoàng hôn, càng thêm uyển chuyển động lòng người. Trương Khắc nhận lấy sách trong tay cô, để lại ở ghế sau, nhìn Vệ Lan từ bên kia chui vào xe, cặp đùi căn tròn sau lớp quần jean khép lại ngồi nghiêng một bên, mang tới cho khoang xe ngột ngạt một hương thơm tươi mát, thấy rất nhiều chàng trai từ trong lớp đi ra, gườm gườm nhìn mình,
liền cười nói. Chị Vệ Lan, ở đây có phải chị được hoan nghênh nhất không? Thế này lần sau đi đón chị, em bảo đám Phó Tuấn theo mới được, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vệ Lan lườm y. Tân Vu Sơn Thủy Hữu Tình, là nơi sản sinh mỹ nữ, các cô gái xinh đẹp hơn tôi ở khắp đường, làm sao tôi có thể được hoan nghênh nhất? Trương Khác thấy Vệ Lan không có thói quen đeo đai an toàn, nhoài người tới cải giúp cô, miệng còn ba hoa. Em tới Tân Vu có một mong mỏi lớn nhất là nhìn thấy mỹ nữ Tân Vu đông như chó, gió thổi tới khắp đường, thế mà mãi mong ước không được thực hiện. Vệ Lan cười khúc khích, người chạm vào tay Trương Khác, mặc dù chỉ là một chút thôi, nhưng tim đập dữ dội, vội ngồi áp sát vào lưng ghế không dám nhúc nhích nữa, cũng không nghĩ tới tự cải đai an toàn, theo bản năng tung ra một đống câu hỏi che giấu lúng túng trong lòng. Sao tự nhiên cậu lại tới Tân Vu mà chả nói tiếng nào? Chị Đan Thanh có đi cùng cậu không? Sao lại rảnh rỗi tới đón tôi? Ba mẹ em ở Tân Vu, em tới đây có gì mà lạ? Em tới đón chị, là thể hiện chị em tình thâm, sao chị bảo em rảnh rỗi không có chuyện làm? Chị Địch đang giúp em tìm kiếm tài liệu, em đón chị trước, rồi đón chị ấy. Vệ Lan má ửng hồng, không lên tiếng phản bác nổi, nhìn y xoay vô lăng quay đầu xe, đúng lúc tan học tối, lại là cuối tuần, trong trường học trống vắng đột nhiên lấp đầy xe đạp, Trương Khác rất kiên nhẫn nhích từng chút trong dòng người. Vệ Lan thấy Trương Khác ngó nghiêng tìm kiếm trong đám đông, tựa hồ tìm ai đó, cứ thấy khuôn mặt xinh đẹp nào dưới ô là dừng lại một hai giây rồi mới chuyển đi, cười trêu. Hai mắt liệu có đủ dùng không, hay là dừng xe lại bên đường? Trương Khác cười, 2-3 nghìn người như thế, làm sao tìm được cô ấy, thu hồi ánh mắt chuyên tâm lái xe. Trương Khác hơi trầm mặc, Vệ Lan cũng chẳng sôi nổi lên được, đợi đón Địch Đan Thanh lên xe, hai cô gái chui ra ghế sau díu dít trò chuyện. Vệ Lan ra sức kể khổ với Địch Đan Thanh. 3 năm trước vì nhà nghèo, em trai phải đi học, Vệ Lan đã bỏ ý định học đại học, khi cao trung chỉ còn một học kỳ, thấy nhà khách tuyển người liền bỏ học đi làm, rồi xảy ra biết bao chuyện cứ như qua một giấc mơ hoang đường. Vệ Lan vốn hơn Trương Khác một lớp, giờ lại thành kém Trương Khác một lớp, nhưng cùng tuổi với Trương Khác, do từ nhỏ nhà nghèo, lại bỏ học đi làm 2 năm, so với thiếu nữ giàu sang lớn lên trong nhà kính thì trưởng thành hơn nhiều, được Trương Chi Hành, Lương Cách Chân nhận làm con nuôi ra sức khuyến khích cô học lại, 2 năm không đụng tới sách, thành ra ôn tập lại cũng vất vả. Trương Khác quay đầu lại. Chị đã điền nguyện vọng chưa? Khi nào điền nguyện vọng, cậu cũng không nhớ à? Vệ Lan thắc mắc. Trương Khác cười trừ, chuyện từ cái đời thuở nào, y đúng là không nhớ nổi. Năm ngoái em được tiến cử, cần gì quan tâm tới cái đó? Chị định học trường nào? Vệ Lan rầu rĩ nói. Càng ôn tập càng mất lòng tin, hơn nữa đâu phải muốn trường nào là được trường đó, phải thi đỗ mới được. Trương Khác hùng hổ phất tay. Nhìn lại xem em chị là ai, nhét vài ba người vào đông đại không thành vấn đề. Địch Đan Thanh ở bên cũng nói. Vừa vặn vài ngày qua bọn chị chiêu an được viện trưởng Viện Thương mại Quốc tế. Vệ Lan bịt chắt tai lại thét lên. Đừng nói những lời làm mài mòn ý chí người ta, giờ chỉ buông lỏng một chút thôi là không còn đủ tinh thần nữa. Còn mỗi một tháng, hai người phải lấy roi quất tôi mới đúng, đừng nói những lời kéo chân người ta. Trương Khác và Địch Đan Than cười lớn, Trương Khác quay lại nhìn khuôn mặt khả ái của Vệ Lan cười gian tà. Em rất sẵn lòng cầm roi quất chị đấy. Ăn tối xong Lưu Bân tới chơi, hạng mục khu phụ trợ điện tử Tân Vu do City Mậu Dịch Đại Hưng hiệp trợ thành phố. Hạng mục này thực chất do Cẩm Hồ thúc đẩy đằng sau, cho Đại Hưng hưởng ké chút lợi, Lưu Bân làm người làm tổng điều phối. Tiễn Lưu Bân đi. Trương Khác và cha lên ban công tầng 2 nói chuyện. Chương 853, trao đổi lợi ích. Trời mưa tí tách mãi tới giờ không những không ngớt mà ngày càng lớn hơn, mây đen che kín mít bầu trời, ngoại trừ ánh phản quang của giọt mưa lạnh băng, bầu trời chẳng có chút ánh sáng nào, trong khu biệt thự cũng thưa thớt ánh đèn, bốn xung quanh là mảng tối đáng sợ. Năm nay nhập mai sớm rồi. Nhìn nước mưa bắn vào tay, Trương Chi Hành thở dài. Lưu vực Tiểu Giang thông thường ngày 7,8 tháng 6 là nhập mai, mai vũ kỳ, mùa mưa sau nhập thu hoặc Tết, hôm nay mới mùng 1 tháng 6 mà trời mưa mãi không ngớt. Trương Khắc hỏi, bên khí tượng dự báo sao về mùa mưa năm nay hả ba? Lượng mưa sẽ rất nhiều, tình hình phòng lũ tương đối gay gâu, 2 năm qua Tân Vu sửa sang đê bao nên cũng tạm. Trương Chi Hành thuận miệng đáp, không coi trọng lắm. Trương Khắc nhìn màn mưa ngoài ban công, mùa mưa mới bắt đầu. Tuy nhập mai sớm, nhưng không thấy dấu hiệu thành đại họa, quan trọng là những con đê giống ruột hoàn toàn là điều không ai dự liệu được. Trương Khác trầm tư.
nếu năm nay tình hình phòng lũ như vậy con bảo chú quyên ít vật tư phòng lũ, chuẩn bị cho đầy đủ một chút. Thế cũng được. Trương Chi Hành biết con mình chẳng bận tâm chút tiền này, có thể chi viện thêm cho Tân Vu thế nào cũng tốt, năm nay không dùng thì năm sau. Trừ Tân Vu ra, chẳng còn có danh nghĩa nào để quyên tặng vật tư phòng lũ, đối với tai nạn xem ra không thể tránh khỏi này, Trương Khác đành ném ra sau đầu, nói với cha chuyện phát sinh gần đây. Một đám hề đang nhảy qua nhảy lại trước mắt, con chỉ hận không thể bóp chết chúng như dẹp, nét và điện tử hoa hạ xây nhà máy tinh viên khả năng làm quốc gia một lần nữa bị tổn thất, nhưng con lại chẳng thể vãn hồi. Con định lập thương vụ Cẩm Hồ, tăng cường năng lực điều phối tài nguyên nội và mở rộng ra bên ngoài. Nói tới đó thì di động đặt trên bàn vang lên, nói với cha là điện thoại của Diệp Kiến Bân ở Bắc Kinh, nhận điện thoại, một lúc sau nói. Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh vừa rời một hoạt động sớm, bỏ thời gian ra muốn gặp anh ấy, đại khái kế hoạch của bọn con về sản nghiệp đất hiếm có câu trả lời rồi. Đêm ngày 6 tháng 1 ở Kiến Nghiệp cũng nhiều mây có mưa, tiếng mưa tí tách ngoài mái hiên, cùng tiếng gió thổi nước mưa đập lộp bộp lên cửa kính không ngừng truyền vào phòng. Gió bên ngoài to dần, tán lá xào xạc. Trong quán rượu Bác Phượng Xuân Kiều Nhật bên đường Phủ Thanh Hà, chỉ tá Tú Tàng vừa mới hay tin cao tầng Trung Quốc đã đưa ra quyết sách trọng đại về sản nghiệp đất hiếm, quyết định mô phỏng mô hình thương xã tổng hợp Nhật Bản, thực hiện kinh doanh mang tính lũng đoạn với sản nghiệp đất hiếm. Mặc dù không rõ chi tiết nhưng đủ làm khuôn mặt đang hào hứng uống rượu của chỉ tá Tú Tàng lạnh xuống như phủ lên một lớp băng. Chuyên án 516 không tra nữa cũng thành cái gân gà. Tổng đại biểu tiền nhiệm của vật sản Mitsui Trung Quốc là đại giã tín hành biến sắc. Chỉ giữ được vài phần thể diện cho chúng ta mà thôi. Sao tốc độ của bọn chúng nhanh như thế? Khuôn mặt đẹp trai lạnh giá của chỉ tá Tú Tàng đanh lại, cách vụ án có nửa tháng, phía Trung Quốc không những phế bỏ chính sách ban đầu, còn dùng một hình thức cấp tiến hơn tăng cường lũng đoạn đất hiếm, hoàn toàn trái với phán đoán trước đó của hắn. Cẩm Hồ thực sự có thế lớn vậy sao? Vậy chúng tôi phất tay bỏ đi. Ngừng cuộc đàm phán này chứ. Tiểu Trạch Hùng Tổng Giám đốc phân quản nghiệp vụ bán dẫn NEC là thành viên hội nghị giám đốc cơ cấu quyết sách tối cao tài phiệt Mitsui, địa vị cao hơn cả chỉ tá Tú Tàng, nhưng trong hệ thống Mitsui rất chú trọng bối phận, người kế thừa gia tộc chỉ tá 29 tuổi đã được đại biểu cho Mitsui tới Trung Quốc cáng đáng mọi sự vụ nơi này, còn huy hoàng hơn cả thành viên bình thường của hội nghị giám đốc, nói không chừng sẽ mau chóng lãnh đạo xí nghiệp hạch tâm, nên Tiểu Trạch Hùng rất khách khí với hắn. Cao tầng Trung Quốc đã ra quyết định là khó sửa lắm. Đại giã tín hành cảm thấy chuyện này nên đối đãi cẩn thận. Đột nhiên ngừng đàm phán sẽ càng gây ảnh hưởng tồi tệ hơn, dù sao ở chuyên án 516, chúng ta không có lập trường cứng rắn. Ngoài ra hợp tác với Hoa Hạ chúng ta trăm lợi vô hại, không cần phải gánh nguy hiểm khi xây dựng hạng mục, nhà máy hoàn thành mạch máu của nó nằm trong tay chúng ta, thậm chí có thể chỗ chịu đòn cho nhà máy của chúng ta ở Nhật Bản. Đàm phán tiếp theo không nhượng bộ chút nào, được không? Chỉ tá Tú Tàng hỏi Tiểu Trạch Hùng. Lý Tại Thủ biết tin muộn hơn chỉ tá Tú Tàng một chút, trước đó hắn đang phẫn nộ vì điều kiện của Cẩm Hồ, nếu chẳng phải có Kim Nam Dũng ngăn cản, hắn đã phép lại sỉ nhục một phen. Biết được tin tức, Lý Tại Thủ tức tốc lấy một sấp tiền đưa cho cô nữ sinh đỡ ết sư phạm nữ ó nghẹo mãi không chịu cởi quần áo mời đi, gọi Kim Nam Dũng tới căn hộ của hắn. Chỉ tá Tú Tàng có lẽ chưa đủ chú ý với Cẩm Hồ, Lý Tại Thù hận không thể khoét mắt nhét lên người Trương Khác. Tốc độ quá nhanh, Cẩm Hồ có sức mạnh thế này từ bao giờ? Lý Tại Thù nhíu mày nhìn không thấu. Nhất định là có chỗ chúng ta bỏ sót rồi. Tư duy chiến lược mới đối với Nhật Bản không chiếm đa phần trong cao tầng Trung Quốc. Kim Nam Dung chỉ ra. Song Mitsui ném ra cái mồi này, khiến một số mừng phá điên, cũng khiến một số thêm ác cảm. Nhưng tác dụng của Cẩm Hồ không hề bị làm yếu đi, anh không thấy lạ sao? Lý Tại Thủ vẫn cau mày. Giá trị của đất hiếm, anh tôi đều rõ, tôi nghĩ cao tầng Trung Quốc cũng không hàm hồ, để một cơ cấu kiểu như consortium nắm cổ phần, cho dù không quá 10%, cũng là điều khó tưởng tượng. Cho dù Trung Quốc muốn cổ vũ xí nghiệp dân doanh phát triển, thì phải vài ba năm nữa mới đột phá được thể chế cũ. Có lẽ cao tầng Trung Quốc còn chưa ý thức được trọn vẹn giá trị của đất hiếm, khiến áp lực của Cẩm Hồ giảm bớt. Bọn chúng không sao biết được chi tiết cụ thể, không hiểu kế hoạch này vốn do Cẩm Hồ ra sức thúc đẩy nên mới được thực hiện, những phía có liên quan tham dự có thể nói đều có thiện chí lớn với Cẩm Hồ. Cho dù là cao tầng TW cũng không thể không suy nghĩ tới tác dụng của Cẩm Hồ trong bạo động Bài Hoa, đặc biệt vào thời khắc quan trọng, Cẩm Hồ đem công lao nhường cho quốc gia, đảm bảo Hoa Kiều tin tưởng và có thiện cảm với TW.
Tại thể chế hiện hữu cố gắng bảo vệ lợi ích của Cẩm Hồ cũng là công thức chung của nhiều phía. Lý Tại Thù nhíu mày, hiện chức trách chủ yếu của hắn là giúp Samsung khai thác thị trường Trung Quốc, nhưng là người muốn cạnh tranh vị trí kế nghiệp, hắn phải suy tính chuyện ngoài chức trách. Nhu cầu đất hiếm của Hàn Quốc ít hơn nhiều nhu cầu của Nhật Bản, xưa nay đều theo sau thương xã tổng hợp Nhật Bản ngồi hưởng thành quả, cùng lắm là đứng bên vẫy cờ gieo hò, vụ án 615 này rất mẫn cảm, ngay cả Nhật Bản không công khai nghị luận Trung Quốc, nên Hàn Quốc càng giữ im lặng, xem Mitsui có thể ngăn được cơn sóng dữ không. Có thể khẳng định một điều, Cẩm Hồ có đủ năng lực ảnh hưởng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Hàn, nghĩ tới đây Lý Tại Thù nói. Chuyển bản fax của Cẩm Hồ về Hàn Quốc, chuyện này phải do Tổng Bộ quyết định. Consortium, có thể hiểu là tập đoàn tài chính, liên đoàn, hiệp đoàn một trong những hình thức lũng đoạn của chủ nghĩa tư bản, do các xí nghiệp, các công ty mậu dịch, ngân hàng, các xí nghiệp vận tải, các công ty bảo hiểm, liên kết thành. Mục đích là làm lũng đoạn thị trường buôn bán, tranh giành các nguồn tài nguyên và các cơ sở đầu tư để kiếm lợi nhuận cao. Thao túng nền kinh tế, khống chế bộ máy làm việc của quốc gia và quyết định các chính sách đối nội, đối ngoại của nước đó. Chương 854, trận doanh kỹ thuật. Diệp Kiến Bân và Tằng Như Thánh hội diện không lâu, cha con Trương Chi Hành chưa kết thúc cuộc nói chuyện ở ban công đã nhận được điện thoại của hắn, dưới sự can dự của Bộ trưởng Quốc phòng Tiêu Vĩ Liệt và Tằng Như Thánh, phương án thương xã tổng hợp do hội nghị kiến nghiệp hình thành được thông qua. Vì mau chóng thúc đẩy công tác tương quan, sẽ tạm thời do Trần Vinh Côn đại biểu cho Quốc vụ viện liên lạc các cơ cầu về đất hiếm, rồi mới liên hợp với Cẩm Hồ thành lập tập đoàn mậu dịch khoáng nghiệp Hoa Hy. Khoáng nghiệp Hoa Hy tại nghiệp vụ nhận chỉ đạo Hiệp hội Công nghiệp đất hiếm, do Quỹ Liên hợp nắm cổ phần tuyệt đối với khoáng nghiệp Cẩm Hồ. Hoa Hy là viết tắt, Hy thổ đất hiếm Trung Hoa. Hoa Hy này khác hoàn toàn với Hoa Hy của anh em trọ đường Trương Châu, trong nước tất cả xí nghiệp không mang tiền tố địa phương trước, Hoa, hoặc Trung, đều có hàm nghĩa đặc thù. Trừ công tác nhanh chóng ngoài dự liệu ra thì các kết quả khác không có gì bất ngờ, Trương Khắc cúp điện thoại của Diệp Kiến Bân, thở phào. Cuối cùng cũng xong được một việc, xí nghiệp Nhật Hàn thế nào cũng nhảy dựng lên chửi bới. Trương Chi Hành hỏi, ba nghe trong điện thoại nói lần này còn muốn tăng hạn ngạch xuất khẩu à? Là để hòa hoãn oán khí của các nước Âu Mỹ, cho dù tăng gấp đôi hạn ngạch thì chỉ cần triệt để phong tỏa con đường chảy máu tài nguyên, thực tế đã giảm hạn ngạch xuống một nửa rồi. Trương Khắc trả lời, nếu chúng ta đoàn kết, lại có ưu thế sẵn có thể phân hóa đối thủ. Tiếp theo đó trong chuyện đàm phán dẫn tiến kỹ thuật dễ dàng đột phá từng phần một. Lương Cách Chân tới nhắc nhở hai cha con là đã rất khuya rồi, Trương Khắc thì không sao, Trương Chi Hành mai phải dậy sớm xuống nông thôn, cần ngủ sớm. Chưa tới 2 giờ sáng là Trương Khắc chưa buồn ngủ, liền xuống lầu pha cà phê, nhìn thấy Vệ Lan đang ôn bài, còn Địch Đan Thanh cũng ngồi trước bàn ăn đọc tài liệu. Dưới nhà Vệ Lan có cửa hàng hợp kim ban đêm cũng làm việc, để không ảnh hưởng tới cô ôn thi. Thời gian qua cô cùng thím Vệ ở đây, có phòng khách dành riêng cho mẹ con họ. Trương Khắc mua luôn cả tòa biệt thự sát bên, để cho đám Phó Tuấn và nhân viên đi cùng mỗi lần tới không cần phải ở nhà khách, có chuyện gì cũng tiện. Địch Đan Thanh tuy có nhà ở Tân Vu, nhưng so với cô đơn một mình, chẳng bằng chen lấn với Vệ Lan trên giường. Trương Khắc đem chuyện vừa rồi Diệp Kiến Bân nói qua điện thoại kể cho Địch Đan Thanh. Tôi sẽ ở lại Tân Vu vài ngày. Chị xem chuyện thảo luận thành lập thương vụ Cẩm Hồ bố trí tại Tân Vu có được không? Thuận tiện cho mọi người nghỉ ngơi luôn. Nhưng tài liệu dùng thảo luận, tôi chưa chắc đã làm kịp trong 1-2 ngày. Cô có thể tìm 1-2 trợ lý. Trương Khắc cũng không muốn dồn hết công việc lên người Địch Đan Thanh, từ lúc có cô bên cạnh, không chỉ phân chia áp lực cho y, mà rất nhiều công việc còn được làm tỉ mỉ hơn, toàn diện hơn, xem ra phải thành lập một văn phòng chuyên môn ở kiến nghiệp rồi. Không cần thiết chuyện gì cũng đích thân làm. Định thêm, trừ massage, song có Vệ Lan ở đây không nói ra miệng được. Bên ngoài trời mưa rả rích, do suối nước nóng nên trong nhà gỗ nhiệt độ còn cao hơn dưới núi. Địch Đan Thanh ngồi trên bồ đoàn cỏ, người nằm nhoài ra bàn thấp xem tài liệu trong máy vi tính, mái tóc dài vén sang một bên, lộ ra một góc cổ ngà ngọc, Trương Khắc cứ lởn vởn trước mặt Địch Đan Thanh, từ đó y có thể nhìn xuyên qua cổ áo cô thấy nửa bầu vú trắng nõn và khe sâu mê hồn. Địch Đan Thanh sao chẳng biết cái trò của y, cố gắng tỏ ra thản nhiên không biết gì, song căn bản không đọc nổi nội dung tài liệu, cuối cùng chịu không nổi đứng dậy nói. Cậu ngồi xuống, tôi đứng xem tài liệu. Tần Dụ cầm đi vào, thấy Trương Khắc ngồi tiêu nghỉu trương bàn, Địch Đan Thanh lại đứng ôm tài liệu trước ngực xem, lấy làm hạ hỏi. Giám đốc Địch sao thích đứng thế? Địch Đan Thanh tất nhiên không nói thật,
ngồi mỏi lưng, đứng lên cho thoải mái. Địch Đan Thanh muốn gọi Vệ Lan tới giúp, nhưng không muốn làm ảnh hưởng việc học tập của cô, nên tạm thời dùng Tần Dụ Cầm, là người Trương Khác quen sớm nhất ở Tân Vu. Giám đốc Tạ ở phía bên hồ đối diện gọi điện nói giám đốc Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành đã tới nhà khách suối nước nóng, tối nay chắc người đến đủ, muốn tôi tới thông báo trước. Để bọn họ ôn chuyện cũ trước. Trương Khác phất tay. Đợi Chủ tịch Tôn đến thì tôi tới. Tần Dụ Cầm đi rồi, Trương Khác hỏi Địch Đan Thanh. Mỏi lưng thật à? Chuẩn bị chừng này tài liệu, cậu tưởng nhẹ nhàng chắc. Địch Đan Thanh nghĩ có cả Tạ Vãn Tình lẫn Hứa Tư ở Tân Vu mà tên nhóc này vẫn không chịu ngoan ngoãn. Bên ngoài có tiếng động, nghe thấy Lương Quân nói với Tôn Lệ. Như thế ngoại đào viên ấy, tên nhóc này chỉ giỏi làm những chỗ hay để hưởng thụ. Trừ nơi này ra anh bảo Trương Khác còn mấy chốn ôn nhu bí mật khác nữa. Diệp Tiểu Đồng luôn hoài nghi nhân phẩm của Trương Khác, lại chẳng nể nang gì y. Tiếp đó nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, Trương Khác chẳng thèm mang dép, cứ thể chân đất đi ra ngoài nhìn thấy Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Lương Quân, Tôn Lệ, Trương Dịch, Lưu Đình cả một đống người ngồi thuyền từ hồ đối diện sang, đứng dưới mái hiên ngàn ao nước phủ hơi mờ huyền ảo. Mọi người đi chơi núi về sớm thế. Chủ kiến thương vụ Cẩm Hồ là cách cục lớn chưa từng có của Cẩm Hồ, những nhân vật hạch tâm trong hệ thống Cẩm Hồ mấy ngày qua lục tục tới đây, không chỉ có cao tầng Tân Quang, Ái Đạt mà còn có cao tầng Thế Kỷ Cẩm Hồ, Việt Tú, Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm, còn đặc biệt mời cả Quách Tùng Duyên. Đương nhiên không có chuẩn bị trước, mọi người bỏ việc tới đây, nên thời gian không đồng nhất, những người đi sớm được mang người nhà tới nghỉ ngơi, Cẩm Hồ thành lập 4 năm, ai cũng bận tối mặt tới tận bây giờ, coi như phúc lợi hiếm có. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư tới khá sớm, nhưng trước mặt bao người, làm gì cho Trương Khác cơ hội ăn vụng. Trương Khác đi đất, ngồi bệt ở ngưỡng cửa, nhìn đám người còn đông hơn nữa đứng ở bờ đối diện nhìn sang bên này, bản thân y cũng không ngờ Cẩm Hồ có thể phát triển thành quy mô như vậy, đội ngũ quản lý lớn thế này ở Trung Quốc có thể gọi là hàng đầu rồi. Đầu mùa hè thời tiết Bắc Kinh khô nóng, không khí ngột ngạt chẳng cảm thấy chút độ ẩm nào. Các người tính hợp tác với Cẩm Hồ. Tính đem một kỹ thuật trọng yếu như thế chia sẻ với Cẩm Hồ à? Các người có biết cái công ty này khiến Mitsui tổn thất lớn không hả? Trong quán rượu Nhật ở con ngõ sâu tại Bắc Kinh, trong tiếng rít cố dồn nén của chỉ tá Tú Tàng chứa phẫn nộ điên dại, hắn về Bắc Kinh vài ngày rồi, đã đủ tìm hiểu chi tiết về vai trò Cẩm Hồ đằng sau quyết sách về đất hiếm của chính phủ Trung Quốc, trước đó Cẩm Hồ chưa đủ tư cách làm hắn chú ý hay nổi giận. Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện ngài anh thọ. Cương Thôn Mộc ôn hòa hỏi. Khi nào phía Trung Quốc đưa ngài anh thọ về Nhật, ngài đại sự có đạt được nhất trí với Trung Quốc về việc này không? Cương Thôn Mộc và trợ lý Sâm Sơn dã tới Trung Quốc là để chính thức tiếp xúc với Cẩm Hồ, hiệp đàm dẫn tiến kỹ thuật, xuống máy bay liên cùng Sơn Bổn Hiền Thứ tới gặp chỉ tá Tú Tàng, trong lòng ông không muốn nhà chỉ tá chỉ tay năm ngón với Toshiba, nên chẳng giải thích, hỏi làng đi. Nick tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc về nhà máy tinh viên. Chẳng lẽ Toshiba từ chối hợp tác với Cẩm Hồ là có thể vãn hồi lợi ích cho Mitsui? Sâm Sơn Dã rất bất mãn việc chỉ tá Tú Tàng luôn can dự vào nghiệp vụ của Toshiba, giờ còn định lợi dụng Toshiba dằn mặt Cẩm Hồ, nói thẳng luôn. Cẩm Hồ là một xí nghiệp ưu tú, nhưng không có nghĩa được kỹ thuật Flash Memory là có thể mau chóng kéo gần khoảng cách cực lớn với doanh nghiệp điện Nhật Bản. Nếu có khả năng, xí nghiệp Nhật nên chung tay đoàn kết với nhau. Cương Mộc Tôn thở dài. Cẩm Hồ từ năm 96 đã triển khai nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Flash Memory trên quy mô lớn, ePlayer chính là thành quả nổi bật của họ, có rất nhiều kỹ thuật độc quyền, làm Toshiba và Samsung khó vòng qua hết được. Từ chối hợp tác với Cẩm Hồ chỉ đẩy họ về phía Samsung mà thôi, đó là nguyên nhân chính chúng tôi vội vã tới Trung Quốc, nếu Cẩm Hồ bắt tay với Samsung, chúng tôi có khả năng lỡ một cơ hội lớn. Lúc này kẻ thực sự đang rình rập doanh nghiệp điện tử Nhật Bản chính là Samsung Hàn Quốc. Nếu Cẩm Hồ đơn thuần chỉ lấy kỹ thuật DMP ra thì có lẽ Toshiba không động lòng, nhưng đầu tháng 6 Cẩm Hồ lại thêm một lợi thế nữa, ép Toshiba phải hợp tác với Cẩm Hồ trước Samsung. Cẩm Hồ đã giải quyết được triệt để khó khăn kỹ thuật phần mềm cổng kết nối USB, thực hiện được toàn bộ công năng đĩa mềm lại có ưu thế mà đĩa mềm không thể sánh được. Sơn Bổn Hiền Thứ ở Bắc Kinh nên cũng tiếp xúc nhiều với chỉ tá Tú Tàng, dù Toshiba muốn độc lập, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu của Mitsui. Hắn không muốn quan hệ mọi người thêm căng thẳng, đứng ra hòa giải. Cẩm Hồ đúng là may mắn phát triển được hai kỹ thuật quan trọng, cứ cho Samsung lời nói và việc làm nhất trí, không hợp tác với Cẩm Hồ,
Intel cũng có thể bán kỹ thuật flash memory trong tay họ, hình như TI đã tiếp xúc với Intel ở phương diện này rồi. Tình thế đã thay đổi, Toshiba đơn phương cự tuyệt cẩm hồ là vô nghĩa, đương nhiên vì tránh kích thích chỉ tá tú tàng, Sơn Bổn Hiền Thứ không chỉ ra địa vị có khả năng cẩm hồ sẽ có ở sản nghiệp đất hiếm quốc tế sau này. NEC không có khả năng cung cấp kỹ thuật tiên tiến hơn Trung Tinh Vi Tâm, có kinh nghiệm trước nên Hoa Hạ và chính phủ kiến nghiệp cũng rõ trong quá trình đàm phán phải chú ý chi tiết nào. Do tất cả mô phỏng theo Trung Tinh Vi Tâm nên đàm phán diễn ra thuận lợi, ngày 18 tháng 6 ba bên đạt thành ý hướng sơ bộ. Cát Kiến Đức chẳng giữ nổi tâm trạng phấn khích cho tới trước hoàng hôn, vì Trung Tinh Vi Tâm đã đưa một thông báo cho Nhật báo kiến nghiệp, dù mai mới cho đăng nhưng ông ta vẫn biết được trước nội dung. Hôm nay, Việt Tú đại biểu cho Trung Tinh Vi Tâm đã cùng TI đạt thành ý hướng đầu tư 60 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tinh viên, đổi lấy 10% cổ phần. Hiệp nghị này còn cần thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt mới sinh hiệu lực, nhưng nó đủ đánh tan mọi tâm tình tốt đẹp của Cát Kiến Đức. Đối với chỉ tá Tú Tàng hôm nay tham dự nghi thức ký kết mà nói, hạng mục này là cái gân gà, vì phía Trung Quốc nhượng bộ cực lớn, NEC chẳng mất gì, nhưng dù sao gân gà vẫn ăn được, chỉ tá Tú Tàng chẳng có nổi chút vui vẻ nào. Khoáng nghiệp Hoa Hy hôm nay cũng chính thức treo biển hoạt động ở kiến nghiệp, chẳng khác gì mỉa mai chỉ tá Tú Tàng thất bại thảm hại trong lần cứu vãn nguy cơ này. Trước đó một ngày Cẩm Hồ và Toshiba đã đạt thành hiệp nghị trao đổi kỹ thuật, giáng một cái tát đanh gọn lên mặt hắn. Cũng chẳng phải chỉ có Cát Kiến Đức và chỉ tá Tú Tàng thất vọng, trong chung cư tạm, Lý Tại Thu nhìn màn mưa bên ngoài, mặt lạnh tanh nói. Toshiba nhanh thật. Kim Nam Dũng không đáp, chẳng lẽ trách tổng bộ chậm chạp à? Thôi thì đành nói Toshiba nhanh vậy, nhưng tâm tình không sao nhẹ đi được. Có khi chúng ta bị Cẩm Hồ lợi dụng gây áp lực với Toshiba. Lý Tại Thu thở dài. Mục tiêu của bọn chúng là Toshiba, nửa năm trước chúng đã có ý này rồi. Giống như câu nói cổ của Trung Quốc, củi khô luôn chờ lửa mạnh. Kim Nam Dũng thầm nghĩ, Trung Quốc lấy đâu ra câu này, miệng nói. Chỉ trong vòng nửa năm e-player và sản phẩm DMP tăng vùn vụt, nhưng còn xa mới thay thế được máy nghĩa đĩa CD, MD. Giờ thêm Toshiba chính thức gia nhập trận doanh của DMP, chắc sẽ dần chiếm ưu thế. Samsung lại bỏ lỡ mất dịp may. Lý Tại Thù thấy nuối tiếc. Dù có lẽ cho rằng kỹ thuật DMP không đáng đổi lấy flash memory, nhưng một tuần trước ở triển lãm điện tử Moscow, Cẩm Hồ lần đầu đưa ra vật thực hiện lưu trữ USB, đó mới là thứ khuất phục Toshiba. Nhìn cái USB nhỏ hơn chiếc bật lửa trên bàn, nhưng Lý Tại Thú nhìn thấy tương lai to lớn của nó, liền cầm nó lên, xoay trong tay. Hai ứng dụng có khả năng lớn nhất của flash memory trong tương lai lại do Cẩm Hồ phát triển ra, Lý Tại Thú cảm thấy miệng đắng ngắt. Trong lòng hắn tính toán giá trị thị trường của USB, quy mô thị trường của nó chắc chắn không nhỏ hơn đĩa mềm. Có lẽ giá cao là chướng ngại duy nhất của nó, dù chưa chính thức tiêu thụ, nhưng có thể dự đoán một chiếc USB dung lượng hơn đĩa mềm 20 lần, giá không thể thấp hơn 100 đô la Mỹ, thậm chí lên tới 120 đô la Mỹ, giá cao như thế khó mà phổ biến được. Kim Nam Dũng tỉnh táo phân tích, e-player chưa tiếp cận thị trường đại trà cũng là vì giá quá cao. Bất kể USB hay e-player thì linh kiện hạch tâm quan trọng nhất vẫn là flash memory chip, bọn họ phải phát triển được nó với giá rẻ hơn và dung lượng lớn hơn. Phải, đây cũng là nguyên nhân Toshiba phải vội vàng hợp tác với Cẩm Hồ. Lý Tại Thù cau mày. Dung lượng cao hơn, giá rẻ hơn, tức là ứng dụng rộng rãi hơn, chúng ta không thể để chúng bỏ lại ở phương diện này. Chúng ta cần nâng cao dung lượng hơn nữa, giá rẻ hơn nữa. Giá e-player có thể giảm xuống một nửa là có thể chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Trương Khắc ngón tay kẹp một cái flash memory chip, nhìn chăm chú. Trước đây chúng ta chỉ có thể bị động đợi người khác, hiện có thể dựa vào bản thân. Trước khi đi Hong Kong, Trương Khắc đặc biệt triệu tập nhóm Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành Đinh Hòe, Thành Hán Trương tới họp nội bộ, mặc dù cấm chỉ chuyển nhượng cho bên thứ ba, Cẩm Hồ một ngày trước đó thực sự có được toàn bộ kỹ thuật flash memory từ Toshiba. Cái giá là toàn bộ vốn liếng kỹ thuật Cẩm Hồ tĩnh lũy mấy năm qua. Thế nên Trương Khắc mới có chút tự tin chiếm lấy một chỗ trong sản nghiệp địa vị. Dung lượng cao hơn thì tạm chưa dám yêu cầu, dù sao thì cần thêm thời gian nghiên cứu. Nhưng giá rẻ hơn không biết sau tháng 10 có thể thực hiện được không? Nhà máy của Trung Tinh Vi Tâm đã đi vào giai đoạn lắp đặt trang bị, phối hợp với đội nghĩ kỹ thuật của vườn sồi tiêu hóa kỹ thuật của Toshiba, 4 tháng hẳn là nắm chắc được. Liễu Chí Thành tính toán rồi nói.
vậy chúng tôi chuẩn bị sản xuất flash chip memory, có điều cũng không thể lập tức hạ ngay xuống được, tỷ lệ sản phẩm xấu có thể sẽ làm trung tinh vi tâm đau đầu một thời gian, mọi người phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Trương Khắc xua tay. Không cần quá gấp, tôi nghĩ trung tinh vi tâm sinh tồn được không thành vấn đề, quan trọng là phát triển. Liễu Chí Thành cũng chẳng lo vấn đề tồn tại của trung tinh vi tâm, dù NEC và điện tử Hoa Hạ cùng chính phủ kiến nghiệp dùm beng chuyện xây nhà máy tinh viên, nhưng chỗ bọn họ thậm chí chẳng thèm có ý thảo luận về việc này. Hạng mục Hoa Hạ NEC cơ sở không đủ, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với họ, Liễu Chí Thành đã nghĩ tới công trình kỳ 2 rồi. Công nghệ hiện nay của chúng ta tối đa chỉ có thể sản xuất flash memory chip 64M, muốn cao hơn chỉ có thể trông vào công trình kỳ 2. Trương Khắc gãi đầu nhìn Trần Tín Sinh giải thích. Dù ti vừa mới đầu tư, nhưng họ cũng chỉ mới lập nhà máy 0.18 micron, muốn ti lập tức cung cấp kỹ thuật 0.25 micron là khá khó. Trong vài năm tới, yêu cầu thị trường về việc nâng cao dung lượng flash memory chip không nhiều, nhưng yêu cầu với dung lượng của ePlayer rất co, chúng ta đành nhờ nhà máy của ti hoặc Toshiba làm hộ. Hiện ePlayer có dung lượng 32M đủ lưu trữ ca khúc nghe trong nửa tiếng. Nếu dung lượng có thể nâng lên 10 lần thì hoàn mỹ. Ninh Hoe gãi cằm nói. Nghe nói IBM và Hitachi có kế hoạch phát triển kỹ thuật ổ cứng mini, đó là con đường tắt đột phá dung lượng trong thời gian ngắn, chúng ta có nên theo không? Áp lực quá cao cũng không tốt, Hitachi và IBM có tích lũy kỹ thuật, chúng ta không so được, theo họ sẽ vô cùng vất vả. Trương Khắc lắc đầu. Chúng ta không có thực lực chân đạp hai thuyền. Nếu đã bước lên con thuyền giặc flash memory chip thì cứ theo nó tới cùng đi. Chương 855, cô gái xinh đẹp. Sau khi vào tháng 6, mưa hai bên bờ Tiểu Giang chưa lúc nào ngừng, mây đen cứ như lúc nhập mai, mưa không to song giả dích suốt, dù không thành tai họa được, có điều nước dâng lên so với năm trước rất nhiều, chẳng riêng gì lưu vực Tiểu Giang mà rất nhiều nơi ở phương Nam, mùa mưa cũng tới sớm, lương mưa rất sung túc. Trước khi lên máy bay trời vẫn mưa, Trần Tín Sinh đi cùng Trương Khắc. Nghiệp vụ đi mua trong hệ thống Cẩm Hồ có thể sát nhập vào thương vụ Cẩm Hồ, việc dẫn tiến kỹ thuật cùng nhân tài tố chất cao đều là nghiệp vụ phải kiên trì trong thời gian dài, cũng nên do thương vụ Cẩm Hồ phụ trách. Tránh việc trùng lập lãng phí, có thể tạm thời đặt phòng vận hành hải ngoại dưới thương vụ Cẩm Hồ, có điều chúng ta hy vọng Ái Đạt thành thương hiệu nổi tiếng thế giới, tập đoàn Ái Đạt cần phát triển độc lập. Trần Tín Sinh chẳng để ý tới màn mưa dày bên ngoài. Tâm tư hoàn toàn đặt lên mục đích chuyến đi tới Hong Kong. Thương vụ Cẩm Hồ sẽ hấp thu vốn hải ngoại, không thể để nó là cái xác rỗng được. Trương Khắc gật đầu. Đem nghiệp vụ hải ngoại của Cẩm Hồ một số tài sản của Việt Tú vào đó có thể lấy làm vốn liếng thu hút đầu tư. Thương vụ Cẩm Hồ thành lập bất kể từ quy mô nghiệp vụ hay là bố trí nhân viên, đều có thể chen chân vào hàng ngũ doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nhất trong nước, đó chỉ là mục đích cơ bản thành lập thương vụ Cẩm Hồ. Ngày 16 tháng 6, Thôi Quốc Hằng nhận lời mời tới Hong Kong, tham gia công tác thành lập Tổng bộ Thương vụ Cẩm Hồ tại Hong Kong, cũng chính thức được thuê làm cố vấn. Tương lai của Cẩm Hồ ở ngoài không ở trong, Trương Khắc có kế hoạch bỏ tiền lập cơ cấu nghiên cứu kinh tế, mời một số học giả kinh tế tham dự nghiên cứu độc lập, hỗ trợ cho chiến lược toàn cầu trong tương lai. Thôi Quốc Hằng có lẽ không thể tính là học giả kinh tế hàng, gần đây lại đảm nhận công tác hành chính, hơi thế tục một chút, công tác học thuật khó tránh khỏi trễ nải. Nhưng lại là nhân tuyển thích hợp chủ trì viện nghiên cứu kinh tế. Trương Khắc an bài Thôi Quốc Hằng thời gian qua dần tiếp xúc với cơ mật thương nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ. Diệp Kiến Bân mời Thôi Quốc Hằng và Tiêu Tấn Thành cùng hắn tới sân bay đón Trương Khắc, ngoài ra còn có Tôn Thượng Nghĩa, Trần Văn Thông, các đội nhân mã khác đợi ở khách sạn bán đảo. Buổi tối sẽ có bữa tiệc thành lập thương vụ Cẩm Hồ, mời cả danh nhân giới thương nghiệp Đông Nam Á tới. Hong Kong cũng đang vào mùa mưa, trên đường tới sân bay Thôi Quốc Hằng vừa nhìn giọt mưa ngoài cửa, vừa thi thoảng quay sang nghe Diệp Kiến Bân và Tiêu Tấn Thanh thảo luận. Anh đoán xem nghiệp vụ hải ngoại mất bao lâu mới cân bằng cán cân xuất nhập khẩu, 2 hay 3 năm, ít nhất anh phải cho con số ước chừng. Diệp Kiến Bân ngồi hàng trên quay đầu lại nói với Tiêu Tấn Thanh. Thương vụ Cẩm Hồ bị ngoại hối bóp cổ, không có đủ lượng dự trữ ngoại hối, muốn duy trì nghiệp vụ đi mua quy mô như hiện nay đã khó, nói gì tới mở rộng. Chế độ quản lý ngoại hối cũng là một sợi dây thường hạn chế cơ cấu dân doanh phát triển thành thương xã tổng hợp, khó tưởng tượng Cẩm Hồ mở rộng ở nước ngoài lại được quốc gia hỗ trợ ngoại hối. Cẩm Hồ đặt tổng bộ ở Hong Kong, kết toán ngoại hối có thể tránh sự hạn chế của hệ thống giám sát ngoại hối, nhưng vẫn phải tìm đường ra để xoay chuyển chênh lệch mậu dịch ngoại hối.
Thôi Quốc Hằng không phát biểu ý kiến, hắn rất tán thưởng dã tâm mạnh mẽ của cậu sinh viên lười kia, nhưng không có cơ cấu quốc gia ủng hộ mạnh mẽ, thì bước đi sẽ vô cùng gian nan. Tiêu Minh Kiến trả lời. Nghiệp vụ Flash Memory năm nay sẽ không thể có tiến triển lớn, quy mô tiêu thụ di động ở hải ngoại cũng hữu hạn, ePlayer thì sẽ có thành tựu khá, tổng thể có chừng 300 triệu đô la Mỹ, nếu tăng trưởng như thế này, cuối năm sau chắc đạt mức bình hành. Cẩm Hồ còn có nguồn ngoại hối khác là thu nhập từ tiền bản quyền mỗi năm hơn 100 triệu đô la Mỹ, nhưng nó dùng để duy trì vận hành cơ cấu phát triển hải ngoại. Diệp Kiến Bân thầm tính trong lòng, hiện Cẩm Hồ đang thời kỳ mở rộng, nhu cầu ngoại hối là cái động không đáy. Samsung được chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, quy mô vay ngoại hối có lần hơn 10 tỷ đô la Mỹ, Cẩm Hồ vĩnh viễn không có được sự hỗ trợ này. Lần này chúng ta có thể giải quyết được bao nhiêu tiền? Trương Khác và Trần Tín Sinh đi ra ngoài đại sảnh sân bay vừa đi vừa nói. Khó nói lắm. Trần Tín Sinh cau mày. Đám Diệp Kiến Bân vừa tới nơi, đang chào hỏi nhóm Tôn Thượng Nghĩa, còn chưa thấy Trương Khác vừa mới vào đại sảnh. Mọi người đứng hàn huyên chốc lát cùng trợ lý. Vệ sĩ, cả đoàn đông chia nhau lên xe. Tới khách sạn bán đảo thì đã là sẩm tối, mưa vẫn rơi, trời còn tối hơn cùng giờ thường ngày, qua màn mưa có thể thấy mây đen cuồn cuộn ngoài khơi xa. Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Trương Khác vào nghỉ chỉnh trang, Đường Thanh đợi trong phòng từ lâu. Toàn một đám người già cả cổ hủ, sợ bạn chán nên mình không để bạn ra sân bay đón. Trương Khác bẹo má Đường Thanh. Bao giờ bạn nghỉ hè, có theo mình về kiến nghiệp được không? Bạn không đợi nổi đâu, mình và Thịnh Hạ đi với nhau là được, để bạn có thời gian đuổi hết tiểu tình nhân ở kiến nghiệp đi. Đường Thanh bĩu môi. Nói lung tung gì đó, ở kiến nghiệp mình một lòng một dạ nhớ tới bạn. Lừa ma à? Đường Thanh đương nhiên không tin, mặc dù ngày nào Trương Khác cũng gọi điện cho cô, nhưng cứ nghĩ tới thời gian qua Hứa Tư thường xuyên tới kiến nghiệp là lòng lại chua chua. Nói tới đợi không nổi, đúng là hiện giờ mình đợi không nổi nữa. Trương Khác kéo Đường Thanh khỏi ghế sofa, vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, ngửi mùi thơm mê người trên cơ thể tươi trẻ, ngắm nhìn khuôn mặt nhớ nhung bao ngày, cảm thấy mê loạn, tay tìm cách luồn vào quần cô. Á, thích chết. Đường Thanh giữ lấy tay Trương Khác không cho y luồn vào. Trương Khác tiến không được, nhưng cũng không chịu lui, không gian hoạt động có hạn, liền lấy ngón tay gãi gãi bờ mông mịn màng săn gọn của cô, Đường Thanh ngứa ngáy vùng vẫy né tránh. Cọ vào hạ thể cứng ngắt của Trương Khác giật mình đứng im, cô nàng có chút kinh nghiệm rồi, biết lúc này phản kháng hậu quả sẽ càng tệ, sợ bị Trương Khác hành hạ kiệt sức trước bữa tiệc, mánh long lanh nhìn Trương Khác hết sức tội nghiệp. Thịnh Hạ sắp tới đấy, đừng để cô ấy bắt gặp. Thịnh Hạ không bắt gặp mà là người khác, Địch Đan Thanh đi vào thấy Trương Khác và Đường Thanh quấn lấy nhau, không tránh đi mà ho khẽ một tiếng nói. Ồ, Đường Thanh cũng ở đây à, còn nửa tiếng nữa là tới bữa tiệc, Bộ trưởng Diệp đã tới rồi. Ngài Tôn bảo tôi hỏi cậu có tới nói chuyện một chút không? Hay là tôi quay về trả lời hai cô cậu cần nửa tiếng bên nhau nhé? Đường Thanh tóm lấy cái tay hư hỏng của Trương Khác lôi ra khỏi quần, mặt đỏ như tôm luộc, không dám nhìn Địch Đan Thanh, nói một câu. Mình phải đi thay lễ phục. Rồi chạy ù đi, lát sau thò đầu vào hỏi. Chị Địch cũng tới thay lễ phục à? Địch Đan Thanh mặc trang phục công sở nữ tiêu chuẩn, váy bó màu thẫm, áo sơ mi dài tay trắng. Tất màu da, giày cao gót đen, tóc chải gọn gàng, cô cười nói. Cái số tôi là hầu hạ chủ nhân, nên ăn mặc thế này là thích hợp nhất, cô mới là công chúa, lát nữa tôi tới xem cô trang điểm. Đường Thanh cười rời đi, Trương Khác trừng mắt nhìn Địch Đan Thanh, bảo cô mời Diệp Chăn Dân, Tôn Thượng Nghĩa, Trần Văn Thông tới nói chuyện. Trần Văn Thông lần thứ hai gặp Trương Khác, tập đoàn Vạn Nghiệp cũng có một số đầu tư trong nước, một tháng qua ông ta cũng đã có tìm hiểu tỉ mỉ về Cẩm Hồ. Cơ sở thành lập thương vụ Cẩm Hồ chắc đã được Chủ tịch Tôn và Giám đốc Trần trao đổi với ông rồi. Trương Khác mới nhóm Trần Văn Hồng ngồi xuống nói. Người Hoa Hải ngoại giỏi kinh doanh, hình thành quần thể đặc biệt trên toàn thế giới, phân bố ra các ngành nghề. Ban đầu lúc suy nghĩ thành lập thương vụ Cẩm Hồ tôi đã nghĩ muốn đứng vững ở hải ngoại phải được thương nhân Hoa Kiều các nơi hỗ trợ, cuối cùng cũng là vì làm đất nước trở nên hùng mạnh. Nếu nhìn thấy có thể đạt được mục tiêu này, tôi cho rằng thương vụ Cẩm Hồ mới có thành công bước đầu. Diệp Chăn Dân thầm nghĩ Cẩm Hồ rốt cuộc không cam tâm bị thể chế trong nước hạn chế, muốn thông qua thương vụ Cẩm Hồ đặt trọng tâm ở hải ngoại. Trần Văn Thông có thể coi là thời cơ hiếm có, cảnh tượng bi thảm trong vụ bạo động Bài Hoa làm tư tưởng của ông ta trở nên cấp tiến, chẳng ngại ngần nói trước mặt Diệp Chăn Dân. Căn bản người Hoa hải ngoại đứng chân tại ở hải ngoại là tổ quốc phải hùng mạnh,
Cẩm Hồ cũng đã dùng 4 năm của mình chứng minh dưới cờ của mình tụ tập nhân sĩ có tầm nhìn chắc việt. Chớp mắt một cái nửa tiếng đã qua, Địch Đan Thanh tới mời mọi người tới tham gia bữa tiệc, Trương Khác tới phóng yến tiệc, chỉ nhìn thấy Thịnh Hạ mặc váy dạ hội màu phấn hầu, ngó nghiêng không thấy Đường Thanh đâu. Tiểu Thanh đâu rồi, cần mình đi mời sao? Mình ở đây. Giọng nói êm ái của Đường Thanh từ phía sau truyền tới. Trương Khác quay đầu lại tức thì há hốc mồm sửng sốt không nhận ra nổi nữa, Đường Thanh mặc một bộ dạ phục màu đen tuyền, bờ vai trắng nõn nà cùng đại bộ phận da thịt lưng lộ ra ngoài, hình thành đối lập đen trắng cường liệt, chấn động lòng người, như ẩn như hiện khiến ai cũng khao khát muốn khám phá ngọc thể mê người đằng sau, chắc chắn đó là một tuyệt phẩm không tì vết. Trương Khác thầm nghĩ không ngờ khe vú cô bé này lại sâu như thế, một chuỗi dây chuyền long lanh đeo trước ngực, cặp mắt quyến rũ đôi phần mị hoặc, hàng mi được chăm chút hết sức tinh tế, với khuôn mặt mang thần thái hồn nhiên thuần khiết, tạo thành vẻ đẹp lạ lùng, thiếu chút nữa làm tan chảy linh hồn của Trương Khác. Trương Khác ngơ ngẩn đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Thanh, ghé vào bên tai cô nói. Hiện mình chỉ muốn lấy một tấm vải thật to che cả người bạn lại, không cho người khác nhìn thêm cái nào. Chị Địch cứ ép mình mặc như vậy. Đường Thanh thẹn thùng nói. Mình cũng thấy quá hở hang. Đêm về phòng cũng mặc thế nhé. Trương Khác vô sỉ tưởng tượng ra cảnh Đường Thanh mặt lễ phục nằm trên giường, không ngờ Đường Thanh mặt giữ nụ cười thục nữ, còn tay giấu sau lưng nhéo y. Chương 856, mượn thế trên bữa tiệc. Bên cạnh Trần Văn Thông còn có một cô gái xinh đẹp tha thướt, là con gái ông, vừa rồi nghe nói Trần Văn Thông muốn giới thiệu cho mình làm quan, cô gái đó dung mạo xinh xắn, làn da hơi sậm, nhưng mang khí tức thanh xuân khỏe khắn, nhìn thấy hai cha con họ đi tới, Trương Khác bảo Đường Thanh khoác vai mình lên đón. Đường Thanh nói nhỏ bên tai y. Chị Địch bản tiểu yêu tinh muốn ăn thịt bạn nhiều lắm, mình phải cẩn thận đề phòng, ánh mắt Trần Đình Thiện nhìn bạn rất bất thiện, có trách mình phá hỏng chuyện tốt không? Trương Khác còn chưa biết tên cô gái đó, thì ra Đường Thanh đã gặp rồi, Đường Thanh có thể chấp nhận được Hứa Tư lại sinh địch ý với cô gái này, đúng là lạ, đáp. Mình chỉ hận vừa rồi chị Địch phá hỏng chuyện tốt của mình. Đường Thanh nhoẻn miệng cười duyên, kiêu ngạo mà đắc ý. Bữa tiệc thế này, Trương Khác cố gắng thu mình hết mức có thể, tuyệt đối không lên bục phát biểu, tuyệt đối không nói chuyện lâu với nhóm người bắt mắt Trần Văn Thông, chỉ hàn huyên qua loa, đa phần thời gian là ở cạnh bên Đường Thanh đứng ở trong một góc thưởng thức những món ăn ngon lành. Tuy nói đứng cạnh Đường Thanh càng khiến người ta chú ý, thậm chí bị đố kỵ ghen ghét, nhưng không quá nổi bật, hôm nay mới rất nhiều doanh nhân có tiếng ở Hong Kong, mỹ nữ cũng nhiều như mây, cũng không ít công tử thế gia, Trương Khác trà trộn trong đó người thường không nhận ra có gì khác lạ. Địch Đan Thanh ở bên cạnh cười nói. Thiên hạ chắc là có rất nhiều bậc cha mẹ muốn băm nhỏ con gái mình ra bán cho cậu lắm nhỉ. Cô vẫn ăn mặc kiểu công sở tiêu chuẩn, chiếc váy bó tôn lên đường cong chữ S hoàn mỹ, so với Đường Thanh dạ phục hoa lệ, càng phát tán vận vị khiến người ta điên đảo thần hồn, làm người ta tưởng tượng ra chuyện phong lưu trong văn phòng, đó gọi là đồng phục dụ hoặc. Ánh mắt người ta còn đảo sang bên này. Đường Thanh ghé cái miệng nhỏ nhắn vào tai Trương Khác cười khúc khích nói. Trương Khác chẳng dám quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ Trần Đình Thiện biết thân phận của mình nên mới hiếu kỳ một chút thôi, y chẳng tin Trần Văn Thông có tâm tư chơi trò thông hôn, nên chẳng để ý lời trêu ghẹo của hai cô gái. Nhớ ra trên đường đi Diệp Kiến Bân có nói Giang Đại Nhi sẽ tham dự bữa tiệc, nhưng chưa thấy bóng dáng cô và Tôn Tĩnh Hương đâu, định hỏi thì thấy Giang Đại Nhi xuất hiện cửa phòng, mặc bộ váy dài bên trên đính vải bạc lấp lánh, mềm mại hiểu điệu đi vào như mỹ nhân ngư, tức thì thu hút tất cả ánh mắt người trong bữa tiệc. Sao bây giờ Đại Nhi mới tới? Trương Khác hỏi Đường Thanh. Chị ấy tham gia diễn xuất về, nghe nói trên bữa tiệc còn hát nữa. Đường Thanh nói có vẻ hơi lo. Bạn thấy chị ấy vất vả quá không? Cách đống đầu người lúc nhúc vây quanh Giang Đại Nhi, nhìn thấy mi mắt cô hơi trùng, gò má có vẻ trang điểm đậm hơn thường ngày. Cô vừa chuẩn bị album thứ ba, vừa tham gia các hoạt động thương nghiệp, chắc chắn là vất vả rồi. Trương Khác vẫy tay gọi Tôn Tĩnh Hương và Hứa Duy tới. Các chị có vẻ có tâm đắc trong việc bóc lột sức lao động đấy nhỉ? Tôn Tĩnh Hương liếc nhìn Đường Thanh một cái, quay sang nói mỉa Trương Khác. Tiểu Thanh xinh đẹp thế này, cậu còn có tâm tư thương hương tiếc ngọc với cô gái khác à? Chưa đợi Trương Khác giải thích, quay sang nói với Hứa Duy. Tìm chị Tương, nói là ông chủ lớn thương hoa tiếc ngọc, miễn cho chuyện khổ sai của Đại Nhi, tiền vẫn phải trả không thiếu xu nào. Trương Khác cười khổ, Quách Tùng Duyên đi tới nói. Tôi và ông Trần hy vọng giới thiệu vài người bạn với Khác thiếu gia.
Bữa tiệc hôm nay còn có đại biểu thương nhân người Hoa Đông Nam Á tham dự, bọn họ đều biết cống hiến của Cẩm Hồ trong cuộc bạo loạn, Trương Khắc không muốn bị chú ý, giữa bữa tiệc, tìm chỗ khác gặp người Quách Tùng Duyên giới thiệu. Thôi Văn Diệp, Hà Chiếu Khuê, Mã Văn Cử đều xuất thân gia tộc người Hoa có tiếng ở Đông Nam Á. Thôi Văn Diệp là người Hoa ở Philippines, nhưng vợ Hà Chiếu Hy là anh em họ nội với Hà Chiếu Khuê. Hà gia ở Indo kinh doanh chủ yếu mảng địa ốc, khách sạn, siêu thị. Trong lần bạo loạn này, có 8 siêu thị cỡ lớn ở Jakarta bị thiêu hủy, do khách sạn thuộc loại cao cấp, có người ngoại quốc ở, nên tránh được kiếp nạn. Người nhà Hà Chiếu Khuê kịp thời rời Indo, nhưng có hơn 60 công nhân người Hoa bị chết, tổn thất nặng nề. Mã gia có tập đoàn Hải vận Nam Dương đứng thứ 2 khu vực eo biển Malacca, nghiệp vụ không chỉ giới hạn ở Indo, lần này tổn thất trực tiếp không nghiêm trọng lắm, nhưng ở Jakarta có hơn 10 thuyền viên mất tích, đại đa số là người Hoa thuê ở Philippines, Malay. Khác thiếu gia có lẽ chưa biết, Cẩm Hồ thực ra luôn có nghiệp vụ qua lại với chúng tôi đấy. Mã Văn Cử nắm chặt tay Trương Khắc nói. Trương Khắc ngẫm nghĩ, hỏi không chắc nói. Ý ông Mã nói tới bột giấy Tân Quang nhập khẩu từ Malaysia. Đúng thế, chính do thuyền của Nam Dương chúng tôi vận chuyển. Nếu Mã Văn Cử không nhắc tới thì Trương Khắc không biết việc này. Khi Jakarta xảy ra bạo loạn, tôi và người nhà bị mấy chục bạo dân vây trong biệt thự ngoại ô. Tuy có mấy vệ sĩ nhưng không được việc gì, thậm chí có hai vệ sĩ sợ hãi nhân lúc tối trời bỏ trốn. Mã Văn Cử nhớ lại tình hình ngay hôm đó, giọng vẫn chưa hết căm phẫn lẫn sợ hãi. Đường tới sân bay bị bọn họ bày đủ mọi thứ chướng ngại vật. Trong đêm 11, có tới hơn 100 người vây quanh nhà chúng tôi, bên cạnh có biệt thự người Hoa khác, cô con gái mười mấy tuổi cùng phụ nữ khác trong nhà bị bọn chúng kéo ra ngoài cưỡng bức tập thể. Bọn chúng gào thét ném đá chửi bới còn xách đầu người đứng ngoài thị uy. Chúng tôi tưởng chừng không qua nổi, tính cả tới chuyện tự sát đốt nhà để khỏi rơi vào tay bọn chúng. May mà tới đêm khuya, dưới sức ép của dư luận quốc tế, cảnh sát Indo phải ra mặt dẹp loạn, chúng tôi mới chạy thoát. Sau khi tới Singapore mới biết nhờ Cẩm Hồ nỗ lực truyền tin ra ngoài, mới được quốc tế chú ý. Trương Khắc không đành lòng nghe người đương sự hồi tưởng lại chuyện bạo loạn, mím chặt môi không nói gì, tình cảm không phải lúc nào cũng cần biểu lộ bằng lời. Diệp Chân Dân nhận thức rõ được sự bi thương cùng bất an đó có lợi cho thương vụ Cẩm Hồ quy tụ thêm nhiều lực lượng người Hoa ở Đông Nam Á, đặc biệt những người bỏ chạy ở Đông Nam Á, có được mấy nhà Trần, Hà, Mã tín nhiệm, thương vụ Cẩm Hồ sẽ có đủ vốn kinh doanh. Cuộc hội diện này chắc chắn là rất thành công, ba người Trần Văn Thông, Mã Văn Cử, Hà Chiếu Khuê rất tích cực chủ động bắt quan hệ với Cẩm Hồ. Tên nhóc Trương Khắc này đúng là giỏi mượn thế. Đêm khuya, tiễn chân mọi người, Trương Khắc, Diệp Kiến Bân ai về phòng nấy, không thấy Đường Thanh đợi mình trong phòng, Trương Khắc gọi điện hỏi mới biết cô cùng Thịnh Hạ, Giang Đại Nhi, Hứa Duy, Tôn Tĩnh Hương tụ tập trên quán ba tầng thượng uống rượu. Trương Khắc đi thang máy lên tầng thượng, Diệp Kiến Bân đi sau một chút. Một đám cô gái xinh đẹp đủ phong thái ngồi ở quán ba hết sức bắt mắt, cho dù đây là quán ba cao cấp, nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tới bắt chuyện tuyệt không phải số ít, huống hồ Giang Đại Nhi còn phủ ánh hào quang minh tinh. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân tới nơi, có một trung niên đứng bên bàn nói chuyện với các cô gái, thấy hai bọn họ đi tới, liền cầm lý rượu rời đi. Ông ta nói gì thế? Trương Khắc thấy người trung niên đó quen mắt, ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh hỏi. Ông ấy là Dương Thành Thủ là tổng giám đốc của Quốc tế Anh Vương, nói muốn đưa chị Đại Nhi về công ty ông ta, còn bảo mình có tiềm chất minh tinh. Đường Thanh thay bộ lễ phục gợi cảm bằng trang phục nữ sinh quần jean áo phông thanh thuần, tự do tự tại. Ồ, thảo nào mình thấy quen thế. Trương Khắc nhớ ra, Quốc tế Anh Vương là công ty biểu diễn quy mô lớn nhất người Hoa thế giới, những vụ bê bối rợn người ở giới nghệ sĩ Hong Kong 8 phần có liên quan tới công ty này. Ông ta đích thân tới mời, chứng tỏ tiềm lực biểu diễn của chị Đại Nhi đang dần được phát huy rồi. Chương 857, buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Trương Khắc nói rất qua loa, Tôn Tĩnh Hương lại ôm một bụng tức, tổng giám đốc của Quốc tế Anh Vương Dương Thành Thủ ở trước mặt cô rút ruột. Chẳng phải là từ sâu đáy lòng coi thường thế kỷ Hoa âm sao? Thừa dịp không ai chú ý, dưới bàn đá Diệp Kiến Bân một cái. Thế kỷ Hoa âm ở trong vòng là tiểu nhân vật, bị người coi thường cũng không thể tránh được, chúng ta còn không phải đâu đâu cũng ra vẻ đáng thương sao? Diệp Kiến Bân đẩy vai Trương Khắc, muốn Trương Khắc tán thành lời hắn nói. Trương Khắc cười lấy lòng. Không nhịn nổi thì ăn miếng trả miếng, nghệ sĩ dưới cờ Anh Vương, người trực tiếp chúng ta không rút ruột nổi. Chúng ta có thể chọn những người có tiềm lực để hạ thủ,
mà những nghệ sĩ trẻ tuổi tại Anh Vương cũng là đối tượng bị bóc lột tàn khốc, ngoại trừ hoạt động thương nghiệp quy định trong hợp đồng, còn phải ra ngoài tiếp rượu. Cậu không phải là coi trọng nữ nghệ sĩ nào đó của Anh Vương rồi chứ? Diệp Kiến Bân thấy Trương Khắc nói rất nhiệt tình, nhịn không được muốn chọc y một câu. Được, cứ coi như tôi chưa từng nói. Trương Khắc ngả tay, bất đắc dĩ cười khổ. Đường Thanh, Giang Đại Nhi lại cười. Muốn Trương Khắc thẳng thắn tới cùng y nhìn chúng vị nghệ nhân nào của Anh Vương, thủ đoạn dụ cung, bức cung đều dùng hết. Ở trong mắt họ, Trương Khắc chính là một quái thai, thanh niên nam nữ 20 tuổi ít nhiều có một số thần tượng, dù Đường Thanh cũng sẽ ước ao Giang Đại Nhi, đứng ở dưới ánh đèn huỳnh quang, là hình tượng cho giới truyền thông truy đuổi. Lại có bao nhiêu người có thể như Trương Khắc, bình tĩnh đem tầm mắt qua màn sương mù chói mắt lộng lẫy. Nếu chỉ nhìn mặt ngoài, nhìn những vụ xì căng đan trong vòng giải trí, Trương Khắc căn bản không có nổi hứng thú đối với ngành giải trí, nhưng không được phủ nhận ngành công nghiệp giải trí là công cụ cùng thủ đoạn sắc bén cũng là chính yếu để thẩm thấu văn hóa. Suy nghĩ đến những điều này, cho dù không tốn bao nhiêu tinh lực, Trương Khắc vẫn không ngại làm chút việc lửa cháy thêm dầu, song lúc này cũng không phải thời cơ nói việc này. Thương vụ ngày sau của Cẩm Hồ phải đặt chân lên đảo Hồng Kông, trừ phi độ tự do của nội địa trên tài chính, mậu dịch có thể so với Hồng Kông, bằng không thì thương vụ của Cẩm Hồ căn bản sẽ không chuyển trở về nội địa, thương vụ Cẩm Hồ sẽ trở thành lực lượng mới phát của ngành giải trí của Hồng Kông. Về phần Tôn Tịnh Hương chịu những cơn giận không đâu này, tự có Diệp Kiến Bân đòi lại giúp cô. Đêm thì trời đã tạnh mưa, mây đen ngoài khơi vẫn còn đang cuồn cuộn, nhưng mưa đã tạm ngừng, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt, có thể thấy ngọn đèn rực rỡ từ bờ biển bên kia. Trương Khắc tỉnh lại dựa vào đầu giường ngồi một lúc, rất muốn ôm Đường Thanh đang ngủ bên người vào lòng, cô ngủ rất say. Lông mi cong cong khẽ rung động, gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn tường u ám có vẻ tinh khiết không tì vết, khóe miệng hồng nhuận đang ngủ cũng hơi cong lên, trông mềm mại mà chọc người trìu mến. Trương Khắc duỗi tay qua từ dưới cổ cô, muốn ôm cô vào lòng. Đường Thanh đang ngủ cảm giác được có động tĩnh, liền chờ mình qua, đặt tay lên bụng Trương Khắc, mặt dán vào ngực Trương Khắc khẽ nhúc nhích để tìm một vị trí thoải mái. Hai chân tựa như rễ cây quấn lấy bắp đùi Trương Khắc. Trong lòng Trương Khắc có dòng nước ấm tràn ra, y trườn người xuống, thuận tay xoa lên cặp mông co giãn của Đường Thanh. Rất nhiều nam nhân thích nắm vú của nữ nhân bên cạnh khi ngủ, Trương Khắc lại thích vuốt mông của nữ nhân bên cạnh ngủ, Đường Thanh thường bởi vậy cười bản tính háo sắc của y. Khi tỉnh lại nữa thì trời đã sáng, trong nháy mắt tỉnh lại đó, Trương Khắc cảm giác Đường Thanh đang lấy tóc chọc lỗ mũi mình, ngứa ngáy khó chịu. Mở mắt ra, cô bé này còn đang dán mặt lên ngực mình giả bộ ngủ say. Trương Khắc lấy tay xoa lên mông cô, lại chờ mình cô lại, môi dán lên làn da thịt trên ngực cô mà liếm hôn, mũi ngửi mùi thơm nồng nàn của cơ thể. Mãi đến khi bản thân Đường Thanh chịu không nổi bốn chân mới dây dưa vào nhau. Đang hôn sâu thì điện thoại di động vang lên, Trương Khắc cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, thấy là điện thoại của mẹ, y cười nói với Đường Thanh. Lão thái bà thật là đáng ghét. Mới sáng sớm đã gọi điện thoại qua đây rồi. Lẽ nào bà ấy không biết làm phiền lão đầu tử sao? Đường Thanh cầm lấy điện thoại di động của cô cho Trương Khắc xem thời gian, đã hơn 8 giờ rồi. Trương Khắc cười tiếp điện thoại. Trong điện thoại mẹ hỏi gần đây có khỏe không? Mấy ngày nay Tân Vu đổ mưa lớn, có dấu hiệu thành bão. Trong thành phố quyết định rời cư dân ở mấy hòn đảo nhỏ giữa sông cùng với chỗ chúng. Từ sớm cha đã đi xuống làm công tác rồi. Lại hỏi Đường Thanh có khỏe không, nghe giọng điệu của Trương Khắc không quá bình tĩnh, liền muốn Đường Thanh tiếp điện thoại, muốn trò chuyện với cô một lúc. Đường Thanh chết sống không chịu lập tức đi tiếp điện thoại. Trương Khắc chỉ phải giả vờ đi mở cửa, còn gân cổ la. Đường Thanh thức dậy nghe điện thoại này. Đường Thanh mới đè nặng cười cầm lấy điện thoại di động, kéo chăn che khuất bộ ngực rồi nói chuyện với mẹ chồng tương lai. Cô nàng sau khi ngủ dậy có vẻ biếng nhác. Ánh mắt lơ đãng nhìn ngang liếc dọc cũng có thể câu hồn đoạt phách, da thịt trắng mịn khỏe mạnh bóp cũng có thể chảy ra nước. Buổi sáng tốt đẹp như vậy không ngờ lại đi nấu cháo điện thoại với bà già. Trương Khắc lại không dám phát biểu ý kiến, ôm Đường Thanh nằm một lúc. Nghe được mẹ trong điện thoại thảo luận với Đường Thanh phụ nữ trung niên dùng đồ trang điểm gì mới thích hợp. Đề tài này nhất thời nửa cơ hội cũng không kết thúc được, Trương Khắc chỉ phải buồn bực đi tắm. Đợi khi Trương Khắc tắm xong. Thấy Đường Thanh đang tạm biệt mẹ qua điện thoại, y cười nói. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá tốt nhỉ, bạn định lát nữa sẽ ra phố mua đồ trang điểm giúp mẹ mình sao? Dì Lương thương mình hơn bạn nhiều, mình đương nhiên phải đặc biệt đi mua đồ giúp dì ấy.
Đường Thanh cười nói. Nhiều như vậy ngấm lại cũng xấu hổ. Mẹ y coi Đường Thanh là con dâu duy nhất, mình lại ở bên ngoài trêu chọc nhiều khoản nợ tình như vậy. Trương Khắc nhéo má Đường Thanh, nói. Vậy lát nữa mình và bạn ra phố, con trai không thể kém hơn con dâu được. Nam nhân luôn luôn chịu không nổi mê hoặc tham luyến nữ sắc. Đường Thanh đi tắm, Trương Khắc bảo Địch Đan Thanh cầm qua tài liệu ngày hôm nay muốn xử lý, y có thể thấy được trên người Địch Đan Thanh phát ra sự quyết đoán đặc hữu bất đồng với Đường Thanh. Trương Khắc ở lại Hồng Kông mấy ngày, tiếp xúc với rất nhiều thương nhân người Hoa tại Indonesia, cũng lợi dụng thời gian mấy ngày để tham quan căn cứ của tập đoàn Hải vận Nam Dương của Indonesia mã ra tại Hồng Kông. Thương vụ Cẩm Hồ muốn phát triển đến hình thức thương xã tổng hợp, nhất định phải với tay đến hệ thống phân phối, mà phương thức phân phối chủ yếu của mậu dịch thương phẩm cùng tài nguyên quốc tế vẫn là vận tải đường biển. Trương Khắc biểu hiện ra rất hứng thú đối với căn cứ của tập đoàn Hải vận Nam Dương tại Hồng Kông, liền đem một số ý nghĩ của y trao đổi với Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa. Đây có lẽ chính là cái gọi vận khí tốt đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Chương 858, Hải vận Nam Dương. Năm 98, mây đen của khủng hoảng tài chính châu Á không những chưa tan đi, còn đang có dấu hiệu tiến thêm một bước tụ họp ra mưa to gió lớn càng mãnh liệt hơn. Kinh tế châu Á nhận được tàn phá nghiêm trọng, lúc này còn chưa nhìn thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mức độ ỷ lại của Trung Quốc đối với tài nguyên hải ngoại còn chưa nghiêm trọng như sau năm 2003. Tập đoàn Hải vận Nam Dương của Mã Gia Indonesia mặc dù ở trong sự kiện bài hoa tại Indonesia hữu kinh vô hiểm, không chịu nhiều tổn thất, nhưng lại chịu đủ tàn phá của khủng hoảng kinh tế châu Á, đang thông qua giảm bớt nghiệp vụ để vượt qua nguy cơ, đã hủy bớt đơn đặt hàng mấy chiếc tàu hàng cỡ lớn để tránh tổn thất tăng lên. Cho dù lần này Mã Gia sẽ rút khỏi đại lượng tài sản từ quốc nội Indonesia, cũng sẽ không tùy tiện đầu tư vào nghiệp vụ hải vận của gia tộc. Dưới sự dẫn đầu của Trần Văn Thông, Quách Tùng Duyên, Mã Văn Cử biểu thị nguyện ý mua 100 triệu đô la trái phiếu công ty của Thương vụ Cẩm Hồ. Đã thấy được Thương vụ Cẩm Hồ lấy toàn bộ tài sản của hệ thống Cẩm Hồ để phát triển bước đường tương lai, tài sản của gia tộc cũng yêu cầu phương thức đầu tư càng đáng tin hơn. Đương nhiên, Cẩm Hồ đối với cử động của người Hoa Indonesia trong sự kiện bài hoa mới là căn bản để thu được tín nhiệm cùng hào cảm của họ. Trương Khắc có dự đoán càng lạc quan đối với tương lai của ngành hải vận hơn, 10 năm sau. Mậu dịch quốc tế hầu như hình thành một quy tắc, chỉ cần Trung Quốc muốn vật tư gì, giá thị trường quốc tế sẽ tăng mạnh, mà ngành vận tải phân phối này, đặc biệt là vận tải viễn dương, giá cả cũng sẽ tăng mạnh theo. Năm 98 ngành vận tải viễn dương đang rơi vào đáy cốc, tình huống kinh tế đình trệ khả năng phải tiếp tục đến năm tới mới có thể giảm bớt, thế nhưng đáy cốc vĩnh viễn cũng là thời cơ tốt nhất để mở rộng. Sau vài ngày tham quan, Trương Khắc đứng trên chiếc tàu hàng cỡ lớn của Hải vận Nam Dương đậu ở bến tàu. Đón gió biển phả vào mặt, nói cho Mã Văn Cử một số ý nghĩ còn chưa quá thành thục. Mấy ngày nay tôi có một số ý nghĩ, trước khi Mã Tiên Sinh rời khỏi Hồng Kông, cho dù ý nghĩ còn chưa đủ thành thục, nhưng vẫn phải nói ra để trước mặt thỉnh giáo Mã Tiên Sinh. Quách Tùng Duyên đã sớm trở về, mấy ngày này, Trần Văn Thông vẫn ở lại Hồng Kông, trong mấy ngày Trương Khắc tham quan Hải vận Nam Dương tại căn cứ Hồng Kông, hắn đều sẽ bớt chút thời gian đi cùng. Chỉ có thông qua giao lưu, đôi bên mới có thể lý giải cùng tín nhiệm sâu sắc hơn. Lý giải cùng tín nhiệm là cơ sở để tiến hành hợp tác, cũng có thể nói Trần Văn Thông tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với bản thân Trương Khắc, muốn lý giải căn nguyên phía sau kỳ tích sáng tạo thị trường của Cẩm Hồ. Mấy ngày nay ở chung cùng lý giải quả thật không khiến hắn thất vọng, cũng tăng thêm lòng tin đối với Thương vụ Cẩm Hồ, Mã Văn Cử cũng như vậy. Mọi người đều đứng trên bong tàu, Mã Văn Cử cười nói. Nguyện nghe tỏ tường. Lần này nhận được tín nhiệm của Mã Tiên Sinh, vào lúc Thương vụ Cẩm Hồ mới phát triển, thậm chí ngay cả căn cơ cũng chưa thăng bằng, đã sẵn lòng mua trái phiếu công ty của Thương vụ Cẩm Hồ để giúp Thương vụ Cẩm Hồ phát triển. Trương Khắc hơi đổi giọng nói. Tôi hy vọng Thương vụ Cẩm Hồ có thể rót hết toàn bộ tài chính mà gia tộc Mã Tiên Sinh mua trái phiếu công ty của Cẩm Hồ vào Hải vận Nam Dương, không biết Mã Tiên Sinh có suy nghĩ một chút kiến nghị này của tôi hay không? Trương Khắc nói ra ý nghĩ của y. Mặt hướng về biển rộng hướng đông, nước biển xanh thắm như một miếng ngọc bích thật lớn khảm trong thiên địa. Mã Văn Cử có phần ngạc nhiên, Mã Gia cùng Hải vận Nam Dương hầu như là cùng một thể. Mã Gia sở hữu quyền khống chế tuyệt đối của Hải vận Nam Dương, Mã Gia đầu tư tài chính vào Thương vụ Cẩm Hồ, Thương vụ Cẩm Hồ lại đầu tư tài chính vào Hải vận Nam Dương, đối với Mã Gia, hình như không khác nhau quá nhiều. Chỗ bất đồng là, Mã Gia đầu tư tài chính và Thương vụ Cẩm Hồ. Đổi lấy là trái quyền 100 triệu đô la,
Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư tài chính vào Hải vận Nam Dương, đổi lấy là cổ phần. Tại thời khắc kinh tế châu Á không biết khi nào sẽ ấm lại, đầu tư trái quyền gánh chịu phiêu lưu nhỏ hơn. Nhóm Trần Văn Thông cũng đứng ở đó đợi Trương Khắc giải thích. Đứng trên con tàu hàng Viễn Dương khổng lồ thế này, hình như tôi có thể thấy được tương lai Thương vụ Cẩm Hồ có thể dựa vào những tàu Viễn Dương siêu đại hình để đi ra thế giới, hình như có thể thấy được con đường biển màu xanh bằng phẳng. Trương Khắc nói, không che giấu dã tâm Thương vụ Cẩm Hồ đặt chân vào ngành hải vận, với tay vào hệ thống phân phối toàn cầu. Mục tiêu của Thương vụ Cẩm Hồ là trở thành người phối hợp, người tổ chức tài nguyên các ngành nghề, mà không phải người khống chế, hy vọng càng nhiều tài nguyên có thể ngưng tụ lại cùng nhau, thành một luồng sức mạnh càng lớn hơn. Tôi cũng rất có lòng tin đối với tương lai của ngành hải vận, Thương vụ Cẩm Hồ sẽ không theo đuổi quyền cổ phần khống chế đối với Hải vận Nam Dương, đổ hết tài chính vào tập đoàn Hải vận Nam Dương, hy vọng có thể duy trì quy mô phát triển của tập đoàn Hải vận Nam Dương tại kỳ thấp nhất. Thương vụ Cẩm Hồ đồng thời có thể trợ giúp Hải vận Nam Dương khai thác ngành nghiệp vụ vận tải Viễn Dương của nội địa, nhằm vượt qua thời kỳ sa sút trước mắt. Không hề nghi ngờ, con đường biển màu xanh từ nội địa đi thông thế giới sẽ trở thành một trong những con đường mậu dịch quan trọng nhất của ngành vận tải Viễn Dương toàn cầu. Đông Hải, chỉ sau khi công trình xây dựng của Tập đoàn Sắt thép Liên hợp Đông Hải hoàn thành, nhu cầu vận lực Viễn Dương tăng thêm sẽ đạt đến 40 triệu tấn. Diệp Kiến Bân nói, ngành hải vận của nội địa, năng lực vận tải Viễn Dương rất yếu kém, vận lực Viễn Dương tăng thêm dựa quá nhiều vào xí nghiệp hải vận của Nhật Hàn, cũng không phải là cục diện chúng ta hy vọng thấy được. Công trình mở rộng của Tập đoàn Sắt thép Liên hợp Đông Hải vẫn là lúc Từ Học Bình đảm nhiệm tỉnh trưởng tại Đông Hải lấy được khoản cho vay 1 tỷ đô la mới thành công thực thi. Công trình kiến thiết 2 năm. Nửa năm sau là có thể đưa vào hoạt động, tuy nói đang lúc vượt qua khủng hoảng kinh tế, nhưng quốc nội bởi thực thi nhiều chính sách điều tiết vĩ mô kích thích kinh tế, nên nhu cầu sắt thép của quốc nội vẫn rất lớn. Lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ tại tỉnh Đông Hải không được nghi ngờ, lực ảnh hưởng đối với Tập đoàn Sắt thép Liên hợp Đông Hải càng không được nghi ngờ. Mặc dù không hy vọng xa vời có thể nâng giá hải vận so với xí nghiệp hải vận của Nhật, Hàn, nhưng có thể lấy đơn đặt hàng hải vận quặng sắt. Hải vận Nam Dương có thể duy trì được quy mô nghiệp vụ hải vận trước mắt, thậm chí có thể gia tăng quy mô phát triển tại thời kỳ thấp nhất. Thương vụ Cẩm Hồ cũng có thể đem đơn đặt hàng của Hải vận Nam Dương cho các xí nghiệp đóng tàu tại quốc nội, cũng thúc đẩy xí nghiệp đóng tàu tăng thêm đơn đặt hàng với Sắt thép Liên hợp Đông Hải. Chương 859, trọng tâm. Thương vụ Cẩm Hồ chính là muốn dưới thể chế hiện có, lợi dụng nhân mạch vững chắc tại quốc nội, cùng với lực lượng hiện có của Cẩm Hồ, trở thành đại thương gia thẩm thấu vào các ngành, phát huy tác dụng cân đối tài nguyên. Trần Văn Thông, Mã Văn Cử mấy ngày nay cũng có chút hiểu thêm về nguyện vọng vĩ đại của Thương vụ Cẩm Hồ, nhưng là mấy câu ngắn gọn này họ càng có lý giải sâu sắc hơn, cũng có thể thấy được hợp tác chặt chẽ với Thương vụ Cẩm Hồ có thể mang lại cho họ lợi ích gì. Thế gian không có tình yêu chỉ theo ý mình, cũng không có sự hợp tác chỉ theo ý mình. Trương Khắc đồng thời đáp ứng, vì bảo đảm quyền lợi của Mã gia, Mã gia có thể lựa chọn sau thời hạn nhất định, chuyển trái quyền của Thương vụ Cẩm Hồ thành cổ phần của Thương vụ Cẩm Hồ, cũng có thể vứt bỏ quyền lợi thu hồi vốn cùng lãi hàng năm. Đối với trái quyền của Thương vụ Cẩm Hồ, có cổ phần của Thương vụ Cẩm Hồ tại Hải vận Nam Dương làm thế chấp, Mã gia thậm chí không cần suy nghĩ năng lực hoàn lại của Thương vụ Cẩm Hồ vào tương lai. Phương án này bảo đảm vốn của Mã gia chảy hết về phía tập đoàn Hải vận Nam Dương, đồng thời làm giảm phiêu lưu mà Mã gia phải gánh chịu đối với tiền cảnh không trong sáng của ngành hải vận. Lợi ích hiện thực nhất vẫn là Thương vụ Cẩm Hồ có năng lực trợ giúp Hải vận Nam Dương càng thuận lợi vượt qua thời kỳ kinh tế đình trệ trước mắt, Thương vụ Cẩm Hồ thì mượn cơ hội từng bước nhúng tay vào ngành hải vận. Trương Khắc suy nghĩ xuất phát từ đại cục, giao công lao ngăn bạo loạn bài hoa tại Indonesia cho chính phủ TW. Thiện ý này không chỉ có thể giành được hảo cảm của cao tầng trung ương, cũng sẽ làm cho nhóm Trần Văn Thông, Mã Văn Cử tin tưởng Cẩm Hồ có cơ cờ càng vững chắc hơn tại quốc nội. Trải qua bạo loạn bài hoa tại Indonesia, Mã Văn Cử, Trần Văn Thông mặc dù ngồi ôm tài sản cả trăm triệu, thậm chí có thể nói phú khả địch quốc, trước nhà sau nhà, ra vào đều có bảo tiêu vây quanh. Nhưng trước thế lực chính trị quốc gia, vẫn giống như tấm bèo trong mưa gió không nơi nương tựa. Dưới tiền đề không đánh mất quyền khống chế xí nghiệp, phải đi kiếm bắp đùi to để ôm là việc rất khó cự tuyệt. Phương án Trương Khắc tạm thời đề xuất, quả thật có thể làm cho Mã Văn Cử rất tâm động. Mã Văn Cử lập tức biểu thị sẽ lập tức tổ chức hội nghị ban giám đốc của Hải vận Nam Dương để suy nghĩ đề nghị của Trương Khắc. Ngồi xe từ bến tàu số 4 rời đi, từ kính chiếu hậu còn có thể thấy những container xếp cao như tòa nhà nhà cao tầng trên bến tàu.
Quốc nội vì thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á đối với kinh tế, thúc đẩy nội nhu, tăng cường kiến thiết phương tiện cơ sở, chính sách này là chính xác, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng của mặt trái. Trương Khắc nói, thúc đẩy nội nhu, đặc biệt là đầu tư đại quy mô về phương tiện cơ sở, sẽ khiến giá của các nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép tại quốc nội không có xu thế giảm, các xí nghiệp vốn dân doanh cùng chính phủ địa phương đều sẽ có xung động cùng khát vọng đầu tư vào ngành sắt thép. Năm gần đây rất nhiều hạng mục sắt thép mới xây đa phần là sử dụng kỹ thuật của Nhật Bản, yêu cầu đối với nguyên liệu quặng sắt rất cao, lượng dự trữ quặng sắt của quốc nội mặc dù rất cao, thế nhưng phẩm vị quặng sắt rất thấp, không thể thỏa mãn nhu cầu nguyên liệu của hạng mục sắt thép mới tăng thêm, để duy trì sản xuất chỉ có thể dựa vào nhập khẩu tài nguyên quặng sắt chất lượng tốt của hải ngoại. Tôi cho rằng 10 năm sau, ngành sắt thép quốc nội cũng rất khó thoát khỏi ảnh hưởng của kỹ thuật Nhật Bản, tiếp tục hạng mục là tiếp tục tăng tính ỷ lại đối với tài nguyên quặng sắt hải ngoại, mà năng lực vận tải viễn dương của các xí nghiệp hải vận quốc nội rất yếu, là một khuyết điểm. Nói đến đây, Trương Khắc khẽ thở dài một hơi, khóe môi nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ. Hình như có thể thấy được tương lai bị người ta bóp cổ mọi lúc mọi nơi. Cho dù mọi lúc bị người ta bóp cổ, bị người ta bóp lột, đối với một số người của quốc nội, dân số 1.3 tỷ, đã thành khoáng sản tự nhiên lớn nhất có thể tùy ý đào móc rồi. Diệp Kiến Bân có phần châm chọc nói. Tôn Thượng Nghĩa cười ôn hòa, hắn đang suy nghĩ tiền cảnh kinh tế mà Trương Khắc miêu tả sẽ mang đến cho ngành hải vận kỳ ngộ lớn thế nào. Đương nhiên rồi, chưa hề trải qua một lần, rất khó lý giải mức độ ỷ lại của Trung Quốc đối với tài nguyên hải ngoại 10 năm sau nghiêm trọng thế nào. Một mặt là bản thân thị trường khổng lồ của quốc nội có nhu cầu rất cao đối với sắt thép, một mặt ngành chế tạo toàn cầu đại quy mô chuyển rời khỏi Trung Quốc, đã gia tăng nhu cầu đối với sắt thép. Năm 97, tổng sản lượng sắt thép của quốc nội lần đầu đột phá 100 tấn, chiếm vị trí đệ nhất thế giới. Nhưng năm 98 đến năm 3, lại nghênh đón thời kỳ kiến thiết nhanh chóng của ngành sắt thép quốc nội, dân doanh trọng hình hóa là một điểm đặc thù rõ nét vào thời gian này, vốn dân doanh đại quy mô tiến vào ngành sắt thép. Sau năm nhất, năng suất sắt thép của quốc nội bắt đầu tăng nhanh, sản lượng sắt thép lấy tư thái hát vang tiến mạnh mà tăng trưởng. Đến năm 8, sản lượng sắt thép Trung Quốc vượt quá 500 triệu tấn. Sản lượng thép không chỉ chiếm vị trí đệ nhất toàn cầu, còn vượt lên trước tổng sản lượng thép của quốc gia xếp thứ 2 đến thứ 8. Đến lúc đó, chỉ nhu cầu của ngành sắt thép quốc nội đối với vận lực viễn dương đã tiếp cận 500 tấn, gấp 3 nhu cầu vận lực viễn dương của dầu thô, yêu cầu 50 hải vận Nam Dương như lúc này mới có thể thỏa mãn nhu cầu vận lực viễn dương của ngành sắt thép quốc nội. Tuy nói năng lực vận tải viễn dương của hải vận Nam Dương tại khu vực Malacca chiếm thứ 2, nhưng so với các chùm hải vận toàn cầu, đặc biệt các xí nghiệp hải vận lớn của Nhật Bản, Hy Lạp, quy mô còn rất nhỏ. Năng lực vận tải viễn dương tăng trưởng gấp 10 thì mới có thể sản sinh lực ảnh hưởng rõ ràng đối với ngành hải vận quốc nội. Trương Khắc trầm ngâm chốc lát, đem kết quả tính toán của y nói cho Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa. Chúng ta trực tiếp đổ tiền vào hải vận Nam Dương, so sánh với nhu cầu tương lai, không khác gì Hoài Thủy Sa Tân cô thấm vào đâu còn phải dẫn dắt càng nhiều tài chính đổ vào hải vận Nam Dương. Diệp Kiến Bân mỉm cười. Đây chẳng phải là việc chúng ta muốn làm đó sao? Trước khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ, đa phần Cẩm Hồ vẫn là ở trong hệ thống nội bộ tiến hành điều hòa tài nguyên. Sau khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ, thì có thể tại lĩnh vực càng rộng hơn phát huy tác dụng điều hòa tài nguyên, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đối với các ngành trước đó không gây được ảnh hưởng. Liên hệ càng nhiều xí nghiệp lớn hơn nữa lại với nhau, điều này cũng ý nghĩa quyền càng lớn hơn nữa. Thể chế hiện có của quốc nội còn không thể hạn chế thương vụ Cẩm Hồ lấy loại hình thức này gây ảnh hưởng, tiến hành thẩm thấu đối với các ngành nghề của quốc nội. Đương nhiên, trọng tâm của thương vụ Cẩm Hồ là tại ngoại bất tại nội. Chương 860, Công nghiệp nhẹ Hải Liên. Trương Khắc nhìn Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa, không biết Tôn Thượng Nghĩa có gì phát hiện việc giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tịnh Hương hay không? Công tác nghiệp vụ cụ thể của thương vụ Cẩm Hồ do nhóm Tiêu Tấn Thành, Tưởng Vi, Chu Nhất Bình phụ trách, nhưng mục đích mà thương vụ Cẩm Hồ thành lập sẽ không lấy nghiệp vụ phát triển ổn định là mục đích. Tôn Thượng Nghĩa có lực ảnh hưởng trong quần thể thương nhân người Hoa tại Đông Nam Á, mà Diệp Kiến Bân khi thao tác lên như cá gặp nước đối với hệ thống của quốc nội cùng với mạng lưới nhân mạch hiện có của Cẩm Hồ. Để cho hai người họ cùng phụ trách thương vụ Cẩm Hồ hẳn là sự phối hợp thích hợp nhất. Chỉ là giữa hai người lại nhét một Tôn Tịnh Hương, trông có vẻ hơi quỷ dị. Trương Khắc chỉ có thể bịt tay trộm chuông không thấy sự tồn tại của Tôn Tịnh Hương, lại nói trong khu chung cư thanh niên của kiến nghiệp còn một tiểu yêu tinh khiến người đau đầu. Tuy nhiên người đang ở Hồng Kông, bên người có Đường Thanh,
y chỉ có thể đặt toàn bộ tâm tư lên người cô nàng này. Từ bến tàu đến sân bay có một đoạn đường, lúc này tinh không vạn lý, xe chạy trên đường Tân Hải, có thể thấy mặt nước biển trong vắt như ngọc bích. Đường Thanh gọi điện thoại tới, hỏi họ đã xuất phát hay chưa, cô đã đến sân bay rồi. Bọn mình đã đi rồi, rất nhanh sẽ đến sân bay thôi. Trương Khác nói cho Đường Thanh. Máy bay sắp đến cảnh nội Hồng Kông rồi chứ. Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh xuất lĩnh đoàn đại biểu chiêu thương dẫn tư của Hải Châu ngày hôm nay đến Hồng Kông. Hôm nay Đường Thanh không theo Trương Khác đến Hải Vận Nam Dương tham quan, mà là chuẩn bị đến sân bay trước để đón khách. Trương Khác cùng Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân cũng từ bến tàu chạy đến sân bay đón khách. Bởi lần này người Hoa rút vốn khỏi Indonesia với quy mô rất lớn, lại cực kỳ vội vàng, thương vụ Cẩm Hồ cũng thành lập trong vội vàng, muốn chuyển rời vốn đến quốc nội, còn có rất nhiều công tác phải làm. Lợi ích trước tiên đương nhiên phải để lại cho Hải Châu. Sau khi Trương Khác đến Hồng Kông, dưới sự dẫn dắt của Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, cùng đại biểu Hoa Thương Indonesia tiến hành tiếp xúc mật thiết, một mặt là trực tiếp làm chuẩn bị dẫn vốn cho thương vụ Cẩm Hồ, một mặt cũng thông chi bên TP. Hải Châu vội vàng tổ chức các xí nghiệp có nhu cầu huy động vốn tới Hồng Kông tiếp xúc với Hoa Thương Indonesia. Thời gian rất gấp, cũng không kịp an bài các Hoa Thương Indonesia đến nội địa. Cũng chỉ thời gian một tuần, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh đã làm rất nhiều công tác, đoàn đại biểu chiêu thương dẫn tư qua đây với đội hình khổng lồ. Nhóm Trương Khác chạy tới sân bay, chuyến bay từ Kiến Nghiệp đã hạ cánh, Đường Học Khiêm xuất lĩnh đoàn đại biểu chờ ở đại sảnh đón khách. Trong đội ngũ của đoàn đại biểu nhìn thấy các bóng hình quen thuộc Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa, Trần Tĩnh, Úc Bình, Đinh Văn Tường, cậu của Hứa Tư là thi vệ trung lần này cũng theo đoàn đến Hồng Kông. Trương Khác bước nhanh vào đại sảnh, đón Đường Học Khiêm, cười nói. Chạy hết nước mà vẫn chậm nửa bước, bác Đường, mọi người vừa mới xuống phi cơ, giờ đến khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối cháu sẽ tẩy trần cho mọi người, gặp mặt Hoa Thương Indonesia thì an bài vào mai mốt. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân cũng nhiệt tình đi qua nói chuyện với Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh. Thị trưởng Tô Giật Quần cũng ở trong đội ngũ, nhất nhị bả thủ của TP. Hải Châu lần này đều xuất động, vì thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động chiêu thương dẫn tư lần này. Tô Giật Quần hình như hoàn toàn quên mất mâu thuẫn trước đó giữa hắn và Trương Khác, biểu hiện ra cũng rất nhiệt tình. Tình thế mạnh hơn người mà, không được phép hắn không cúi đầu, dù Lý Viễn Hồ đối với Cẩm Hồ cũng dần dần sinh ra hảo cảm. Trương Khác cũng có thể bảo trì lễ ngộ cơ bản đối với Tô Giật Quần dù sao cũng là người của Lý Viễn Hồ, tuy nói sau đó cũng phải chịu lạnh nhạt, nhưng sau khi Cẩm Hồ giành được cường thế, Tô Giật Quần tại Hải Châu cũng không cản trở nữa, Cẩm Hồ cũng phải có độ lượng, để mà lôi kéo một số lực lượng trung gian qua. Đường Thanh như con chim nhỏ kéo cánh tay ba cô, khi đứng cùng Trương Khác ở trong đại sảnh nói chuyện với mọi người, cũng sẽ thỉnh thoảng kéo ống tay áo Trương Khác một cái, bộ dạng hết sức ngọt ngào. Tưởng Vi trong bộ quần áo đoan trang phụ trách công tác tiếp đãi cụ thể, an bài thành viên của đoàn đại biểu đi ra đại sảnh đón khách, xe buýt đang đợi ở trước đại sảnh. Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh đều kiên trì ngồi cùng xe buýt với mọi người. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân đương nhiên cũng lên xe buýt đi cùng. Trước khi lên xe, Trương Khác nói với cậu của Hứa Tư. Cậu có liên hệ với chị Hứa Duy không? Hay là cháu gọi điện thoại, gọi chị ấy qua tham gia tiệc tẩy trần buổi tối luôn? Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều đằng xa chiếu lên cánh cửa sổ xe trong veo, cánh cửa thủy tinh như một mặt gương lóng lánh ánh vàng. Trương Khác đứng ở bên cạnh cửa xe gọi điện thoại cho Hứa Duy. Đợi khi điện thoại nối được rồi, y lại nói với thi vệ trung. Trong số các Hoa Thương Indonesia muốn tham gia hiệp đàm, có mấy xí nghiệp công nghiệp nhẹ muốn rời khỏi Indonesia. Cháu xem qua liệu, có hai xí nghiệp có điều kiện rất tốt, tuy nói trong cơn bạo loạn nhận được trùng kích, tổn thất khá lớn. Nhưng căn cơ vẫn còn, rất thích hợp cho các xưởng máy móc nông nghiệp hợp tác với họ. Hơn nữa, họ nóng lòng rút khỏi Indonesia, chúng ta khẳng định có thể chiếm được tiện nghi. Trương Khác lặng lẽ cười, còn nói thêm. Cháu đã sớm bảo người giao tư liệu của xưởng máy móc nông nghiệp cho họ rồi, ngày mai sẽ để Cẩm Hồ phái nhân viên phối hợp với bên chú, tranh thủ đàm phán sơ bộ, sau đó đưa họ đi thực địa tham quan một chút. Xưởng máy móc nông nghiệp là danh xưng sớm nhất. Công ty cổ phần Hải Châu thực hành cải chế, xưởng liền thay tên là công ty cơ giới Hải Châu, sau đó lại đem xí nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị tương ứng của cục công nghiệp nhẹ TP. Hải Châu nhập vào, thay tên là tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Liên, do thi vệ trung dẫn đầu quản lý. Cơ sở chế tạo thiết bị công nghiệp nhẹ của Hải Châu rất yếu kém,
dự trữ nhân tài, kỹ thuật cũng không có ưu thế. Tuy nói mấy năm nay công nghiệp nhẹ Hải Liên có phát triển rất lớn, thế nhưng tại quốc nội vẫn không có ảnh hưởng gì, dù sao nhà cao tầng không thể xây ở trên cát. Nối điện thoại rồi, Trương Khắc bảo Hứa Duy trực tiếp đến khách sạn bán đảo hội hợp, thì Vệ Trung cười nói. Còn phải đa tạ cháu đã đặt chuyện này ở trong lòng. Chuyện của cậu, cháu có thể không đặt ở trong lòng sao? Trương Khắc cười nói. Lần này trong thành phố không phải là quyết định yêu cầu công ty Hải Châu tiến thêm một bước mở rộng hạn ngạch cổ phần của tầng quản lý sao? Trong thành phố muốn kiếm càng nhiều tài chính dùng đến các phương diện khác, cũng đồng thời vì đề cao tính tích cực của tầng quản lý. Phương án cụ thể cháu còn chưa rõ lắm, tóm lại là cổ phần càng nhiều, giá thành phẩm phải trả cũng càng cao, tránh để lại hậu hoạn cho người khác. Tài sản quốc hữu chung quy không thể bán vãi, thậm chí sẽ cho phép công nhân mua cổ phần. Lần này nếu có thể gây dựng cơ sở, công nghiệp nhẹ Hải Liên sẽ có phát triển lớn. Nhìn vào ngày sau, lần này cậu phải lấy đủ mức cổ phần, tài chính không cần lo lắng, trong tay chị Hứa Tư có rất nhiều tiền để không, khoảng 10 triệu thì không có vấn đề gì. Chương 861, Hiệp đàm chính thức. Trương Khắc luôn ôm lòng hổ thẹn đối với Hứa Tư, tuy nói trên danh nghĩa Hứa Tư có tài sản lớn, nhưng cô chưa từng nghĩ tới muốn hưởng dụng khoản tài sản này. Trong thành phố quyết định tiến hành cải tạo thương nghiệp hóa đối với khu Đông Sa Điền, cuối cùng Hứa Gia triệt để cáo biệt với Sa Điền, ở trong thành phố mua một căn nhà thương phẩm, vẫn là Hứa Tư cùng Hứa Duy mỗi người bỏ hơn 10 vạn. Hứa Hải Sơn cha của Hứa Tư vẫn là công nhân viên chức bình thường của công nghiệp nhẹ Hải Liên, chỉ là không cần phải đối mặt với khốn cảnh như trước đây nữa. Đối với số phận của Hứa Tư, trong lòng Thi Vệ Trung tuy có tiếc nuối, thế nhưng hình như cũng nhìn không thấy tương lai càng sáng sủa hơn. Dưới ánh sáng của Cẩm Hồ, tất cả đều có vẻ tối tăm, ai có thể nghĩ đến Hải Châu sẽ sinh ra một quái thai như Trương Khắc. Hình như trời sinh chính là tới khắp nơi trên thế giới để vơ vét tài sản, đối với người hay là đối với sự việc, lại luôn luôn cực có chừng mực, cống hiến đối với Hải Châu cũng lớn, dù phí dụng cho lần hoạt động đến Hồng Kông chiêu thương dẫn tư cũng do Cẩm Hồ tài trợ. Cho dù thấy được bộ dạng thân mật vừa rồi của Trương Khắc cùng con gái của Đường Học Khiêm trong lòng có chút khó chịu, nhưng Thi Vệ Trung cũng sẽ không yêu cầu xa vời Trương Khắc cùng Hứa Tư ngang nhiên đi cùng nhau. Trong lòng biết những an bài của Trương Khắc là cố gắng giúp đỡ họ, cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn cười rồi cùng bước đi lên xe. Xe đến khách sạn bán đảo, yến hội đã chuẩn bị xong xuôi, trong đại sảnh cao như bầu trời, ánh đèn tỏa khắp, trên mặt đất trải thảm, yến hội kiểu Trung Quốc sẽ an bài tổng cộng 10 bàn. Ngoại trừ các thành viên của đoàn đại biểu chiêu thương dẫn từ Hải Châu, toàn bộ nhân viên quản lý cao tầng của thương vụ Cẩm Hồ tại Hồng Kông cũng dự thính. Cẩm Hồ là xí nghiệp trưởng thành từ Hải Châu, như Tưởng Vi, Chu Nhất Bình, Cổ Tể Xuân thậm chí đều là người Hải Châu, có quen biết với thành viên của đoàn đại biểu, có không quen biết. Mọi người đều giới thiệu cho nhau, chào hỏi trao đổi danh thiếp. Xí nghiệp của Hải Châu muốn đi ra khỏi biên giới, lực lượng phân tán, trong mậu dịch quốc tế sẽ không được chiếm ưu thế gì. Đại lý mậu dịch hải ngoại trợ giúp xí nghiệp quốc nội đi hướng thị trường hải ngoại, cung cấp các loại ủng hộ phục vụ cùng tài nguyên, những thứ này đều là nghiệp vụ hạch tâm thương vụ Cẩm Hồ muốn phát triển. Các xí nghiệp có tiềm lực, thương vụ Cẩm Hồ thậm chí sẽ đổ tiền ủng hộ. Địa vị cùng ảnh hưởng của Cẩm Hồ tại Hải Châu càng không cần lời vô ích để giới thiệu, nếu không phải thương vụ Cẩm Hồ lần này đứng ra chiêu đãi, còn có rất nhiều các đại biểu của xí nghiệp thường ngày cũng không có cơ hội ngồi cùng bàn với các cao tầng của Cẩm Hồ, giữa đôi bên đều có thêm lý giải, tăng cường liên hệ cần thiết. Ngày mai sẽ tiến hành hiệp đàm chiêu thương dẫn tư chính thức, mọi người cũng không có thả cửa uống rượu, sau yến hội, còn phải giới thiệu an bài cho các hoạt động hiệp đàm chiêu thương dẫn tư ngày mai. Nhân viên của thương vụ Cẩm Hồ sẽ phụ trách công tác giới thiệu của hội hiệp đàm, mặc dù thời gian rất gấp, bên thương vụ Cẩm Hồ vẫn làm được rất nhiều công tác, trước đó đều đã thu thập, chỉnh lý tư liệu của song phương, tiến hành phối hợp sơ bộ các đối tượng hợp tác hiệp đàm. Bảo đảm trong thời gian ngắn ngủi vài ngày sẽ tận khả năng đạt thành mục đích hợp tác. Trương Khắc sẽ không quản công việc cụ thể, cùng Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân đi chung với Đường Học Khiêm, Tô Giật Quần, Tống Bồi Minh, Lý Minh Học đến trong phòng của y tại khách sạn bán đảo nói chuyện. Căn hộ Trương Khắc ở có 4 phòng ngủ, phòng an bài cho Đường Học Khiêm cũng ở trong căn hộ này. Nếu để cho Đường Học Khiêm đơn độc ở trong một căn phòng xa hoa như vậy thì nhất định sẽ bị cự tuyệt, Trương Khắc cũng không khách khí với Đường Học Khiêm. Đã coi hắn như chuẩn nhạc phụ, mời hắn cùng với Đường Thanh vào trong căn hộ xa hoa như vậy, quan hệ giữa mọi người sẽ thân thiết hơn. Trong căn hộ có hồ bơi, có phòng họp, có phòng tiếp khách, có hoa viên sân thượng, có phòng giải trí, có phòng tập thể thao,
khách sạn cung cấp kiểu phục vụ thiếp thân theo kiểu quản gia, có thang máy chuyên dụng ra vào khách sạn. Ngồi trong phòng tiếp khách rộng rãi, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh sát đất có thể thấy màn nước trong xanh trong hồ. Tô Dật Quần cũng không phải người không có kiến thức, chỉ là tại Hải Châu chịu ràng buộc rất nhiều, hưởng thụ không nổi cái gì. Ở trong phủ thị chính, Đường Học Khiêm luôn luôn tín nhiệm Tống Bồi Minh nhiều hơn hắn, hơn nữa những phó thị trưởng trong phủ thị chính mỗi người đều lấy Đường Học Khiêm làm người dẫn đầu, không cho phép Tô Dật Quần có chút tính khí gì. Trong lòng Tô Dật Quần cho dù rất cảm khái diệu dụng của tài sản cùng quyền thế, nhưng không có cơ hội để hắn buông tay chân. Đồng thời hắn lại luyến tiếc vị trí của Hải Châu. Đầu năm nay, các địa thị, các bộ môn trực thuộc tỉnh đều là một cây củ cải một cái hố, cho dù có vị trí đang trống, lúc này Lý Viễn Hồ sẽ không nghĩ đến hắn. Dù sao lúc trước mâu thuẫn giữa hắn và Trương Khác là rất khó lau sạch. Đường Học Khiêm không quan tâm nhiều lắm tới buổi hiệp đàm chiêu thương dẫn tư ngày mai. Hắn ngồi xuống, tay đặt lên tay vịn mềm mại của ghế sofa, hơi nghiêng người ra trước, hỏi Trương Khác. Thời gian hai ngày tương đối gấp, cháu ước chừng lần này có thể nói tới mức độ nào. Biết bác Đường sẽ có một số nghi ngờ, buổi tối hôm nay sẽ không có an bài đại biểu của phía Hoa Thương Indonesia dự họp. Trương Khác nói, thế cục của Indonesia còn có thể tiếp tục hỗn loạn, Hoa Thương có năng lực đều có xung động bức thiết thoát khỏi Indonesia, di rời vốn đã kéo dài một tháng rồi. Còn có thể tiếp tục trong thời gian rất dài. Có thể khẳng định, cho dù năm sau kinh tế châu Á có thể sống lại, kinh tế Indonesia trong 5,6 năm cũng đừng nghĩ có cơ hội trở mình. Trong quá trình người Hoa rút vốn khỏi Indonesia, di rời tài chính là nhanh và tiện nhất, thế nhưng tài sản về sản nghiệp, đặc biệt là các thiết bị công nghiệp, tài sản kỹ thuật còn có nhân lực tài nguyên chất lượng tốt, những thứ này muốn di rời phải trắc trở hơn nhiều. Bởi cơ sở kinh tế của Indonesia là do người Hoa chèo chống, bộ phận tài sản này còn khó bán tháo hơn cả bất động sản tại Indonesia, nên bức thiết yêu cầu con đường di chuyển. Mọi người đều rất vội vàng, mặc dù Thương vụ Cẩm Hồ đã làm một số công tác, thế nhưng công tác chuẩn bị cũng còn xa mới tính đủ. Phía Hoa Thương Indonesia, Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Hà Chiếu Khuê là những nhân vật loại hình lãnh tụ có lực ảnh hưởng. Họ đứng ra chủ trì. Cũng có thể nói là lấy danh tiếng của họ làm cho những hoạt động chiêu thương dẫn tư được đảm bảo tiến hành với mức độ nhất định. Cháu mời bác Đường và thị trưởng Tô tự mình đến Hồng Kông, cũng là muốn biểu thị thành ý của địa phương Hải Châu. Thương vụ Cẩm Hồ cũng sẽ tăng thêm đảm bảo cho một số hợp tác quan trọng. Chương 862, lợi ích lớn nhất, căn bản nhất. Ít nhiều có chút hưng phấn của kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đúng là không nên. Nghe Trương Khác miêu tả ra một tương lai rất mê người. Tống Bồi Minh hưng phấn lặng lẽ cười. Nhưng vẫn hy vọng có thể nắm lấy kỳ ngộ lần này, làm cho kinh tế của Hải Châu bước lên một bậc thang lớn. Hẳn là có thể, mục tiêu này không khó thực hiện. Trương Khác luôn rất lạc quan đối với tương lai. Hoạt động hiệp đàm chiêu thương dẫn tư lần này, Hải Châu là khởi động trước tiên, nhưng cũng sẽ không giới hạn tại Hải Châu, Kiến Nghiệp, Huệ Sơn, Kim Sơn, Tân Đình, khu vực lưu vực Tiểu Giang, các thành phố khác trong phạm vi quy hoạch hợp tác kinh tế. Bao gồm Tân Vu, chỉ cần có yêu cầu, Thương vụ Cẩm Hồ sẽ giúp đỡ giật dây bắc cầu, dẫn dắt người Hoa rút tài sản khỏi Indonesia, chuyển rời đến quốc nội. Trong kiếp trước, sau khi bạo loạn bài Hoa Indonesia phát sinh, tổng tài sản mà người Hoa rút khỏi Indonesia quy mô vượt quá 50 tỷ đô la, có thể nói là sự rút lui có tính khủng hoảng. Lịch sử chung quy sẽ phát triển theo quỹ tích có sẵn, người Hoa rút tài sản khỏi Indonesia là thế không thể nghịch. Điểm bất đồng duy nhất lần này Cẩm Hồ liên hợp với mấy đầu sỏ Hoa Thương Indonesia ở sau lưng lửa cháy thêm dầu thúc giục người Hoa rất có thứ tự rút tài sản khỏi Indonesia, cũng rút đi càng triệt để, càng sạch sẽ lưu loát, cũng dẫn dắt tài sản của người Hoa chảy về phía quốc nội rất có thứ tự, mà không phải là bừa bãi chủ yếu chảy về các quốc gia khu vực khác ở Đông Nam Á. Không chỉ nói 5,6 năm, chỉ cần công tác tổ chức của Thương vụ Cẩm Hồ có thứ tự có lực. Trương Khác có thể khẳng định kinh tế của Indonesia trong 10 năm đừng nghĩ khôi phục nguyên khí, người Indonesia tham gia bạo loạn bài Hoa tuy nói là nhận được xúi dục của một số thế lực chính trị, nhưng chung quy cũng phải trả giá vì điều đó mới được. Sau đó, Diệp Chăn Dân ở Hồng Kông đích thân qua đây gặp mặt với nhóm Đường Học Khiêm, tiếp kiến các thành viên của đoàn đại biểu chiêu thương dẫn tư đến Hải Châu, sự tình bận rộn, hắn chỉ ở lại một chút liền rời khỏi. Đáp ứng ngày mai sẽ cùng Cục trưởng Cục Quản lý Tiền tệ Hồng Kông cùng cao tầng của chính phủ Hồng Kông qua đây trợ uy cho hội hiệp đàm chiêu thương dẫn tư,
đương nhiên cũng hy vọng Thương vụ Cẩm Hồ có thể đưa một số xí nghiệp quốc hữu trọng điểm vào trong hoạt động hiệp đàm chiêu thương dẫn tư siêu đại quy mô lần này. Tôn Thượng Nghĩa cũng muốn vượt biển trở về nơi ở tại khu Nam Hồng Kông, liền rời khỏi cùng Diệp Chân Dân. Bên kia Hứa Duy cùng cậu thi vệ chung sau khi gặp mặt cũng muốn vượt biển về Hồng Kông, có thể thuận tiện ngồi xe của Tôn Thượng Nghĩa. Đêm hơi sâu, nhóm Tô Giật Quần, Lý Minh Học cũng thức thời mà cáo từ ra về, biết Đường Học Khiêm xem như là chuẩn nhạc phụ của Trương Khác, hai nhà lại là thế giao quan hệ sâu đậm, tự nhiên có một số lời càng thân mật hơn muốn nói, họ không cần phải ở lại để vướng chân vướng tay. Chỉ còn Tống Bồi Minh, Diệp Kiến Bân ở lại nói chuyện, lúc này Đường Thanh mới như con mèo nhỏ cuộn tròn trong ghế sofa nghe họ nói. Một bước đi này, căn cơ của Cẩm Hồ có lẽ không người có thể lay động rồi chứ. Tống Bồi Minh khẽ than, không có Tô Giật Quần ở chỗ này, hắn nói cũng tùy tiện hơn, cũng có thể nói càng thấu triệt hơn. Thương vụ Cẩm Hồ tổ chức dẫn dắt người Hoa rút vốn khỏi Indonesia, tập trung chảy về hai tỉnh sáu thành phố thuộc lưu vực sông Tiểu Giang, chảy về phía các ngành các nghề của hai tỉnh sáu thành phố, giúp cho rất nhiều xí nghiệp quốc hữu, tập thể hoặc tư doanh, và rất nhiều thu được lợi từ đó. Những xí nghiệp này sau khi dung hợp với vốn của người Hoa Indonesia, thực lực các phương diện đều được nâng cao trên diện rộng, tin tưởng đại bộ phận các xí nghiệp đều sẽ đạt được sự phát triển rất tốt. Tầng quản lý của các xí nghiệp này cũng sẽ nhận được địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng càng cao hơn. Những xí nghiệp này cũng sẽ sản sinh ra tầng lớp trung sản số lượng lớn, hình thành lực lượng thị dân trung kiên của thành phố. Thương vụ Cẩm Hồ lần này cũng sẽ có trọng điểm trực tiếp nâng đỡ một số xí nghiệp có tiềm lực, tương lai trực tiếp đầu tư thu lợi là một mặt, tăng cường hoàn thiện hệ thống của thương vụ Cẩm Hồ tại quốc nội là một mặt, lấy những xí nghiệp này làm bộ khung, còn có thể tiến thêm một bước củng cố căn cơ tại hai tỉnh sáu thành phố. Lực ảnh hưởng cùng lực thẩm thấu của Cẩm Hồ trong một số quần thể này là khó có thể tưởng tượng, loại lực ảnh hưởng này sẽ trực tiếp thẩm thấu đến căn cơ kinh tế của hai tỉnh sáu thành phố, loại lực ảnh hưởng này cũng không phải thương vụ Cẩm Hồ bỏ vốn trực tiếp đầu tư một hai nhà xưởng lớn nào đó là có thể so được. Loại cơ sở của lực ảnh hưởng này cũng không phải thay thế một hai khóa bí thư tỉnh ủy muốn là có thể dao động được. Trước đó, quy mô phát triển của Cẩm Hồ có khổng lồ, đó cũng chỉ là một nhà xí nghiệp, lúc này mới chân chính phát triển thành cơ sở cùng khí độ của một nhà tài phiệt. Then chốt là chính phủ địa phương của hai tỉnh sáu thành phố có thể cự tuyệt thương vụ Cẩm Hồ hỗ trợ đưa vốn của người Hoa rút khỏi Indonesia chảy về phía địa phương sao? Không chỉ có chính phủ địa phương của sáu tỉnh hai thành phố không cự tuyệt được, chính phủ TW cũng sẽ không cự tuyệt, thể chế hiện có của quốc nội đều phải cam chịu Cẩm Hồ thẩm thấu lực ảnh hưởng với trình tự sâu hơn vào sáu tỉnh hai thành phố. Vốn người Hoa rút khỏi Indonesia ngoại trừ đại lượng tài chính, kỹ thuật tiên tiến, thiết bị công nghiệp, thị trường hải ngoại, nhân tài có tố chất cao, hình thức quản lý tiên tiến, đều là những tài sản có chất lượng càng tốt hơn. Nếu nói không chút khoa trương, cơ sở kinh tế của Indonesia hơn phân nửa là do nhân khẩu người Hoa chiếm tới 3% chèo chống, lần này tương đối tiến hành hút máu rút tủy đối với cơ sở kinh tế của Indonesia, lại tiến hành đại bổ cho kinh tế khu vực lưu vực Tiểu Giang, hai tỉnh Giang Nam, Đông Hải. Thương vụ Cẩm Hồ lúc này đang làm công năng của thực quản, hai tỉnh Đông Hải, Giang Nam sao có thể đi nắm lấy thực quản của mình chứ? Tống Bội Minh cùng Đường Học Khiêm đương nhiên có thể thấy được bản chất trong đó, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Trương Khác vừa mới thúc đẩy ngành thổ sản hiếm quốc nội chỉnh hợp tài nguyên, sau khi thành lập ngành mỏ, lại bảo Diệp Kiến Bân vội vàng đi thành lập thương vụ Cẩm Hồ. Cơ hội tốt như vậy cũng không phải nói muốn gặp là có thể gặp được, đây hầu như có thể chính là lợi ích lớn nhất, căn bản nhất mà Cẩm Hồ thu được từ trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Dưới thể chế hiện có của quốc nội, cũng không phải có vài tỷ đô la tài chính là có thể thu được lợi ích với mức độ sâu thế này. Đường Học Khiêm chỉ kế hoạch ở lại Hồng Kông 3 ngày, có thể tưởng tượng ra cảnh bận rộn mai kia. Ngồi trong phòng chốc lát, Trương Khác liền kiến nghị đi ra bờ biển dạo. Cũng không thể để hắn uổng công đến Hồng Kông một chuyến, kết quả đều dành hết thời gian lên công tác. Chương 863, mê tình dưới ánh trăng. Bờ biển trăng non như ngọc. Ánh trăng chiếu lên mặt biển màu lam, giữa biển và trời khẽ lồng một tầng mây như sương mù, khiến cho ánh sáng bờ bên kia cũng có vẻ ảm đạm hơn so với thường ngày. Bóng đêm nặng nề bao phủ trên đường Tân Hải cạnh bến tàu. Mấy ngày nay bị cơn bão nhiệt đới tàn phá, trên đường Tân Hải có vẻ lộn xộn, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, cũng có rất nhiều thành viên của đoàn đại biểu đang tản bộ cạnh biển. Không ngờ khách sạn lại gần bờ biển như thế. Đường Học Khiêm cười nói. Bằng không thì lần này chúng ta đến Hồng Kông chỉ có thể từ không trung nhìn biển của Hồng Kông thôi.
Tống Bội Minh cúi đầu nhìn đồng hồ vài lần, không biết hắn có phải đã lén có hẹn với Tưởng Vi hay không. Trương Khác chỉ coi như không biết. Cháu ước chừng lần này Chiêu Thương dẫn tư có thể trực tiếp đưa vào bao nhiêu ngoại tư. Đường Học Khiêm tùy ý hỏi. Cộng thêm các tài sản cố định như thiết bị công nghiệp và khai thác mỏ, 300,500 triệu đô la không thành vấn đề. Trương Khác nói. Đây vẫn là sơ bộ, trong thành phố có thể thiết lập một cơ cấu làm việc tạm thời tại Hồng Kông, thâm nhập và tỉ mỉ công tác Chiêu Thương dẫn tư, thành quả hẳn là sẽ lớn hơn nữa. Mặt khác, công tác tiến cử ngoại tư của các ngân hàng thương nghiệp thành phố, Cẩm Hồ sẽ trực tiếp tham gia, chỉ tiếc hiện nay chính sách quốc gia còn chưa cho phép cơ cấu ngoại tư trực tiếp đổ tiền nắm cổ phần các ngân hàng thương nghiệp thành phố, bằng không thì các ngân hàng của hai tỉnh sáu thành phố có thể phát huy tác dụng hút tiền càng trực tiếp hơn. Lần này động tĩnh của Cẩm Hồ đã tính đủ lớn, đột phá trên thể chế cũng phải càng cẩn thận hơn. Tống Bội Minh nói, cháu cũng rõ ràng, sự tình gì cũng có tính hai mặt, có người vui mừng khôn xiết ủng hộ, thì sẽ có người ghen ghét trốn ở sau lưng cản trở, bắn tên trộm. Trương Khắc cười cười, đối với loại sự tình này y có lĩnh ngộ quá sâu rồi. Cho dù có thể chạy như bay, cũng phải thận trọng một chút. Đường Học Khiêm nghe xong nở nụ cười. Ở chỗ này thành lập một cơ cấu tạm thời cũng là một ý kiến hay, công tác Chiêu Thương dẫn tư tranh thủ mấy năm liền có hiệu quả. Kinh tế Hải Châu có một xí nghiệp Cẩm Hồ đầu tư chống đỡ, phát triển kinh tế liền cực kỳ tốc độ. Vào năm 94, kinh tế Hải Châu quy mô kém hơn so với Tân Đình ở bờ Nam Tiểu Giang, nhưng trong 4 năm nay kinh tế Hải Châu đột nhiên khởi động, đã bỏ xa Tân Đình ở phía sau một đoạn lộ trình. 300,500 triệu đô la nghe qua không quá thu hút, nhưng phải hiểu được TP. Tân Đình vào năm 97, thực tế đưa vào ngoại tư còn chưa đến 170 triệu đô la. Năm 97 Hải Châu chỉ thông qua một mình Cẩm Hồ thì đã ôm vào 200 triệu đô la đầu tư ngoại hối trực tiếp, đặc biệt là Cẩm Hồ dẫn đầu thành lập Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động số, đem Hải Châu cùng kiến nghiệp xem như cơ sở của ngành điện thoại di động trong nước để phát triển, đại quy mô hấp dẫn nội tư đến Hải Châu đầu tư xây xưởng, đồng thời cũng tăng thêm hấp dẫn đầu tư ngoại thương. Ngoại trừ Cẩm Hồ, thực tế lợi dụng ngoại tư vượt quá 300 triệu đô la, tổng sản lượng mặc dù có chút cự ly với kiến nghiệp, Huệ Sơn, nhưng phải đuổi kịp Kim Sơn rồi. Lần này nếu có thể đưa vào 300 triệu đô la, một lần là có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ dẫn tư cả năm, cũng khó trách Tống Bội Minh dã tâm bừng bừng nói muốn cho kinh tế của Hải Châu lần này bước lên một bậc thang mới. Bất kể nói như thế nào, đây đều là một lần kỳ ngộ lớn lao để phát triển kinh tế Hải Châu mà phải đối mặt, tạm thời thiết lập một văn phòng Chiêu Thương chuyên trách, có thể dưới sự hiệp trợ của thương vụ Cẩm Hồ đem công tác làm được càng thấu triệt hơn. Đường Học Khiêm lại liếc mắt nhìn Tống Bội Minh. Trong thành phố sai người khi nào qua đây thì thích hợp. Tống Bội Minh chủ động xin đi giết giặc. Ở chỗ này tôi có thể gánh vác 2-3 tháng. Lại quay đầu hỏi Trương Khác. Cũng có thể là 2-3 tháng này cấp bách nhất chứ. Cùng một nhịp thở với cục diện chính trị Indonesia, Habibie tiếp nhận quyền lực tổng thống tạm thời từ trong tay Suharto. Người này không có năng lực ổn định cục diện chính trị của Indonesia. Càng không dám tùy tiện đắc tội với quân đội Indonesia đi truy vấn hung phạm phía sau màn của cuộc bạo loạn Bài Hoa, để trấn an tâm tình người Hoa. Trương Khác đưa ra phán đoán. Trước khi tân nhiệm Tổng thống trúng cử, vốn người Hoa rút khỏi Indonesia sẽ không đình chỉ bước tiến, cho dù tân Tổng thống nhậm chức, cũng phải xem có năng lực ổn định cục diện chính trị hay không, vậy chí ít là việc sang năm rồi. Nếu nói cấp bách nhất, đương nhiên cũng là 2-3 tháng trước mắt, các loại công tác đều rất vội vàng, cũng rất hỗn loạn. Thị trường Tống Ních thân tỏa chấn sẽ rất có lực. Sau khi vượt qua thời kỳ áp lực 2-3 tháng, đưa ra một manh mối cho công tác Chiêu Thương, việc kế tiếp sẽ dễ hơn. Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ thảo luận với Tô Giật Quần một chút. Nói tìm Tô Giật Quần thảo luận, cũng chỉ là cho hay một tiếng, Đường Học Khiêm chỉ suy nghĩ một chút, liền quyết định. Lần này anh trực tiếp ở lại Hồng Kông duy trì 2 tháng, trong đoàn đại biểu trực tiếp chọn ra 2 trợ thủ ở lại. Công tác trong thành phố cái nào có thể giao thì tạm thời giao cho người khác, không thể thì anh cũng có thể tại Hồng Kông chỉ huy từ xa. Đường Thanh kéo cánh tay cha, lại kéo tay Trương Khác, chung quy cảm thấy khi các nam nhân thảo luận những sự tình này có mị lực đặc biệt mê người, cũng xấu hổ tại trước mặt cha nhìn chằm chằm vào Trương Khác. Trương Khác trong lòng lại nghĩ Tống Bội Minh tìm cơ hội ở lại Hồng Kông, không chừng còn muốn cùng Tưởng Vi phát sinh chút gì, cũng không biết giúp hắn nói tốt hay nói xấu. Có một số việc là phải dựa vào bản thân họ đi nắm chặt, ngẫm lại mình còn không phải đang loạn như tơ sao. Tuy nhiên Hải Châu cũng thật cần phải có nhân vật phân lượng ở lại, cũng
cũng có thể chia sẻ công tác với Thương vụ Cẩm Hồ. Kiến Nghiệp, Huệ Sơn, Kim Sơn, Tân Đình, Tân Vu đều có thể tạm thời thành lập cơ cấu như vậy tại Hồng Kông, có thể càng thuận lợi dẫn vốn người Hoa Indonesia về quốc nội. Khi tản bộ lại gặp phải Trần Tĩnh cùng Úc Bình, thành viên nữ trong đoàn đại biểu rất ít, hai người họ lại có dung mạo xuất chúng như vậy, đi ra bờ biển tản bộ cũng hấp dẫn rất nhiều thành viên nam đi theo. Nhưng mọi người thấy Đường Học Khiêm cùng Tống Bồi Minh đi tản bộ, lại vây quanh thảo luận công tác chiêu thương ngày kia, cũng làm cho Trương Khác có cơ hội ở ngoài nói chuyện với Trần Tĩnh. Úc Bình hết cằm nhìn đám người vây quanh Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh, cười nói. Cái này có phải chứng minh quyền thế có lực mê hoặc hơn cả Mỹ sắc không? Chương 864, bị người chặn ở sân bay. Đêm khuya Trương Khác trở về phòng, nhận được điện thoại Hứa Tư gọi tới từ Kiến Nghiệp. Cậu ba ở Hồng Kông gạt em chiêu đãi đấy. Nói gì xa lạ vậy, em cũng theo chị gọi cậu rồi. Trương Khác chung quy không thể ở trước mặt Đường Học Khiêm bảo Đường Thanh đêm cùng y ngủ một phòng, cũng không thể ban đêm đi tìm Trần Tĩnh di dạo bờ biển theo kiểu bạn bè. Trương Khác ngồi trên bệ cửa sổ tại phòng ngủ, dựa lưng vào mặt tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, hơi nghiêng mặt áp điện thoại di động vào má, ngưng mắt nhìn mặt biển xanh thẳm dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, nói chuyện cùng Hứa Tư. Cậu gọi điện thoại cho chị rồi hả? À, Hứa Duy gọi điện thoại cho chị rồi, chị mới nhớ tới gọi điện thoại hỏi thăm cậu ba một tiếng. Ở trong điện thoại, giọng Hứa Tư rất nhẹ nhàng, như đại dương xanh thắm dưới ánh trăng, lặng yên lẻn vào trong tim lại tan ra. Mới biết em muốn ủng hộ cậu tăng cổ phần của Hải Liên. Trong thành phố lần này đưa ra đích chính sách, công nhân bình thường cũng có thể mua cổ phần, chẳng lẽ chị không muốn ba mẹ nửa đời sau không cần lo lắng vì tiền tài nữa? Trương Khác ở trong điện thoại hỏi. Chị luôn dè dặt quá mức, có cơ hội như vậy cũng không cần chị phải dè dặt nữa, cậu sẽ an bài tốt, cậu lại thông minh như thế. Đương nhiên rồi, mẹ chị nửa mù chữ, ba chị sơ chung thì bỏ học, nếu không phải cậu ba, chị và Hứa Duy có thể đều thi đỗ Đại học Đông Hải, trở thành sinh viên xuất sắc của Đại học Đông Hải sao? Hứa Tư kiêu ngạo nói. Năm nay Tiểu Thiên bỏ danh ngạch vào Đại học Đông Hải, trực tiếp ghi danh vào Đại học Bắc Kinh rồi. Tiểu Thiên là con một của Thi Vệ Trung, nhỏ hơn Trương Khác 2 tuổi, nhưng học chỉ thua Trương Khác một lớp, năm nay tham gia thi vào đại học. Đừng đắc ý nữa, biết nhà chị một ổ nhân tài rồi. Trương Khác khẽ cười ra tiếng, còn nói thêm. Có cần phân tích với chị, xem có bao nhiêu nhân tài bằng cấp cao trên cả Đại học Bắc Kinh đang làm việc cho em không? Trương Khác lại lấy thuốc ra hút, vừa nói chuyện với Hứa Tư vừa hút thuốc, nhìn từng làn khói thuốc lơ lửng dưới ánh trăng trong suốt. Hai ngày kế tiếp là hội hiệp đàm chiêu thương dẫn tư của Hải Châu, Trương Khác đều là bán mệnh cũng phải giúp đỡ, như Trần Văn Thông, Hà Chiếu Khuê, Mã Văn Cừ, Diệp Chăn Dân cùng với các cao tầng chính phủ Hồng Kông, y đều đứng ra đi cùng, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, Diệp Kiến Bân cũng đều bớt thời gian tham gia hội hiệp đàm. Bên Hải Châu tổ chức hơn 40 xí nghiệp phái ra đại biểu, phần lớn đều là xí nghiệp đầu đàn trong các ngành nghề của TP. Hải Châu trong đầu Đường Học Khiêm không có tư tưởng tàn dư của chủ nghĩa bình quân, chính sách hắn phổ biến tại TP. Hải Châu chính là làm cho tài nguyên nghiêng về các xí nghiệp chất lượng cao. Lần này cũng không ngoại lệ, các xí nghiệp dưới cờ công ty cổ phần Hải Châu đã chiếm 1/4 danh ngạch. Đám người Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Hà Chiếu Khuê lần này tổ chức hơn 80 hoa thương Indonesia. Các đại biểu của xí nghiệp người Hoa Indonesia tham gia vào hội hiệp đàm lần này đều là các xí nghiệp tương đối xuất sắc tại Indonesia, có tài sản rất cần rời đi và cũng có chất lượng cực kỳ cao. Chim dậy sớm có trùng ăn, Trương Khác tự nhiên muốn bất công một chút với Hải Châu. Buổi chiều ngày đầu tiên của hội hiệp đàm, Quách Tùng Duyên còn đặc biệt từ Malaysia chạy tới Hồng Kông, gặp mặt với nhóm Đường Học Khiêm. Tập đoàn Vân Nguyên của Quách Thị cũng có đầu tư tại Indonesia. Thế cục kinh tế của Malaysia còn chưa có ổn định, khủng hoảng tài chính châu Á vào tháng 6 năm 1998 đã có thêm dấu hiệu lan tràn, rút khỏi vốn từ Indonesia chuyển rời đến nội địa là quyết định sáng suốt nhất. Tập đoàn Vân Nguyên đã sớm thực hiện đa nguyên hóa kinh doanh, mà các ngành nghề bên trong hệ thống Cẩm Hồ đều chủ yếu tập trung tại mấy lĩnh vực đó. Mặc dù Quách Tùng Duyên muốn đầu tư vốn rút khỏi từ Indonesia vào trong hệ thống Cẩm Hồ, nhưng Cẩm Hồ cũng không thể tại trước mắt tập trung tinh lực đi phát triển các ngành nghề ngoài lĩnh vực. Tập đoàn Vân Nguyên liền muốn lựa chọn người hợp tác khác tại quốc nội, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Hải Châu. Người biết qua thảm trạng của bạo loạn Bài Hoa Indonesia sẽ không khó lý giải sự cấp bách của tư bản người Hoa muốn rút khỏi Indonesia. Mà lúc này cục diện chính trị của Indonesia đang rất rối ren,
cũng vô lực đi ngăn cản cục diện này lan tràn. Đã từng phát sinh trên lịch sử, tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia là hỗn loạn mà bừa bãi, mù quáng mà xung động, càng nhiều người như trốn ôn dịch thoát ly tất cả quan hệ với quốc gia tội ác đó. Công tác tổ chức của Thương vụ Cẩm Hồ mặc dù cực kỳ vội vàng, nhưng đã làm rất nhiều công tác. Kéo tới Diệp Chăn Dân cùng cao tầng lãnh đạo của chính phủ Hồng Kông, mời Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Hà Chiếu Khuê các lãnh tụ Hoa Thương Indonesia đứng ra tổ chức, cũng đã cho các Hoa Thương cấp thiết muốn chạy trốn khỏi Indonesia trong hỗn loạn bừa bãi trông thấy ánh dạng đông chói mắt. Trước đó Đường Học Khiêm lo lắng thời gian hội hiệp đàm hai ngày quá vội vàng, sự thực nhưng chứng minh hắn còn chưa lý giải triệt để tâm tính của các Hoa Thương Indonesia bức thiết muốn thoát đi. Hoa Thương Indonesia rất ít người có yêu cầu đề xuất đến nội địa thực địa khảo sát xí nghiệp, hầu như đều là sau khi đối với xí nghiệp Hải Châu có thêm một bước lý giải liền bức thiết thỉnh cầu hợp tác, tiến hành đàm phán thực tế, thậm chí có một số chi tiết còn chưa thể ước định còn có thể trước tiên ký các hiệp ước với điều kiện rộng rãi, để mau chóng rời đi các tài sản vô hình, hữu hình khỏi Indonesia. Hai ngày sau, Đường Học Khiêm cùng Tô Giật Quần trước tiên về quốc nội. Xí nghiệp thành viên của đoàn đại biểu chiêu thương dẫn tư hầu như đều tiến vào đàm phán hợp tác thực tế, tuyệt đại đa số đều bởi vậy muốn ở lại Hồng Kông thêm vài ngày, thậm chí cũng có đại biểu xí nghiệp trong hai ngày liền ký tên lên hiệp nghị hợp tác rồi, mang theo hiệp nghị hợp tác trước tiên trở về quốc nội tiến hành công tác chuẩn bị tiếp nhận. Trương Khắc trước đó phán đoán lần này có thể bàn bạc ra thành quả 300,500 triệu đô la, hai ngày hội hiệp đàm kết thúc không ngoài y sở liệu, chiêu thương dẫn tư lần này của TP. Hải Châu trong thời gian 2 ngày đã bàn ra hợp đồng kim ngạch 460 triệu đô la. Năm 98, mục tiêu hàng năm Hải Châu đưa vào ngoại tư cũng chỉ 600 triệu mà thôi. Ngày 30, hội hiệp đàm kết thúc vào buổi chiều ngày kế, Trương Khắc đưa nhóm Đường Học Khiêm, Tô Giật Quần ra sân bay, lần này Đường Thanh cũng sẽ theo Đường Học Khiêm về Hải Châu trước, ngày nghỉ của Đại học Hồng Kông đã sớm bắt đầu, Thịnh Hạ đã sớm trở về nội địa. Mấy ngày này cô đều đi theo bên người Trương Khắc. Đi cùng với nhóm Đường Học Khiêm vào đại sảnh chờ máy bay. Đây là sân bay quốc tế Hồng Kông năm nay mới bắt đầu đưa vào sử dụng. Những năm gần đây, số lần bay đến Hồng Kông cũng nhiều, trước đây Trương Khắc đã quen với sân bay Cai Tắc. Đứng ở đại sảnh chờ máy bay còn có chút cảm giác ngơ ngẩn lúng túng. Tự có nhân viên giúp nhóm Đường Học Khiêm tiến hành thủ tục kiểm tra. Trương Khắc đứng với nhóm Đường Học Khiêm trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa nói chuyện, nghe được có người lớn tiếng gọi tên của Đường Học Khiêm. Bí thư Học Khiêm, Bí thư Học Khiêm, thị trưởng Tô. Trương Khắc trong lòng đang suy nghĩ xác suất Đường Học Khiêm gặp phải người quen ở sân bay Hồng Kông nhỏ bao nhiêu, quay đầu nhìn qua, một trung niên béo trắng đang bước nhanh qua bên này, vừa đi vừa phất tay, bên người hắn còn đi theo một thanh niên đeo kính, ngoài 30 tuổi. Trương Khắc thấy Đường Học Khiêm cũng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng Tô Giật Quần lại có phản ứng trước. À, đó không phải là Bí thư Thành ủy Tân Đình Khám Duy Đào sao, sao hắn cũng vừa lúc ở Hồng Kông? Có phải là ngồi chung máy bay với chúng ta trở về không? Công việc hợp tác kinh tế ở khu vực lưu vực Tiểu Giang, giai đoạn hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu đàm phán của các bộ môn cấp tỉnh hai vùng Đông Hải, Giang Nam. Mặt khác là giữa ba thành phố Kim Sơn, Kiến Nghiệp, Huệ Sơn tiến hành đàm phán hợp tác kinh tế khu vực. Tân Đình, Hải Châu tạm thời còn chưa tham gia. Mặc dù Trương Khắc chưa cùng quan viên chính của TP. Tân Đình gặp mặt qua, nhưng cũng không thể nói không nhận ra. Nhưng loại nhận thức ở khu vực xa lạ, gặp phải cũng rất khó nói. Bí thư Khám cũng ngồi cùng máy bay với chúng tôi về nội địa sao? Đường Học Khiêm cười nắm tay với Khám Duy Đào, tuy nói Hải Châu, Tân Đình phân ra thuộc hai tỉnh, nhưng giữa hai thành phố chỉ cách Tiểu Giang, quan viên hai vùng qua lại cũng coi như mật thiết. Đường Học Khiêm cũng là tại sân bay chợt thấy Khám Duy Đào nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Chúng tôi vừa mới đến Hồng Kông. Biết Bí thư Học Khiêm cùng thị trưởng Tô muốn ngồi máy bay này về nội địa, chúng tôi cũng ở đây chờ mọi người. Khám Duy Đào tha thiết nắm tay với Đường Học Khiêm, nắm đã lâu nhưng chưa buông ra, lại duỗi một tay qua nắm tay Tô Giật Quần. Đường Học Khiêm cũng không có tự đại cho rằng bản thân có tư cách làm cho Khám Duy Đào sau khi xuống phi cơ đặc biệt đến đại sảnh chờ mình, chỉ là vì chào hỏi với mình vài câu. Lúc này thanh niên đi theo Khám Duy Đào gọi điện thoại báo những người khác đến nơi đây tập hợp. Xem ra vì tóm được hai người họ, đều giải nhân viên đi theo khắp đại sảnh chờ máy bay rồi. Vị này chính là Khắc thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh của Cẩm Hồ đúng không? Khám Duy Đào nắm được tay của Đường Học Khiêm, Tô Giật Quần, quay đầu làm bộ mới nhìn thấy Trương Khắc, trên mặt mang theo chút ngạc nhiên, thần sắc mừng rỡ, lơ đãng buông tay Tô Giật Quần ra, duỗi qua muốn nắm tay Trương Khắc. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu,
tháng trước tôi đã bị tỉnh trưởng Lương giáo dục một phen rồi, Tân Đình là hàng xóm với Hải Châu, lại không biết học kinh nghiệm của Cẩm Hồ, bị tỉnh trưởng Lương giáo dục một phen, nhưng vẫn nóng lòng muốn gặp mặt cậu một lần để mà nghe lời giáo dục của cậu, lại sợ cậu không có thời gian. Lần này xem như là tôi nắm được cơ hội rồi, ngày hôm nay xem như là thật sự nhận thức được Khác thiếu gia của Cẩm Hồ rồi. Nếu nói vô sỉ, quan viên quốc nội là mỗi người một vẻ, không quản cấp bậc cao thế nào, đều có thể nhìn qua không thấy vết tích bày ra tư thái thân mật khiến người khác không thể nào cự tuyệt như vậy. Nói thật chứ, Trương Khác chưa hẳn có thể làm ra loại trình độ này. Những lời này của Khám Duy Đào đã tiết lộ, thiên cơ, rồi, họ ở đại sảnh để bắt Đường Học Khiêm, thật ra là chờ Trương Khác. Trương Khác đương nhiên cũng sẽ không ngờ nghịch đứng ở đại sảnh thực sự giáo dục Khám Duy Đào học tập kinh nghiệm của Cẩm Hồ. Trương Khác thu liếm thần thái, cùng Khám Duy Đào nắm tay qua liền kiên quyết rút trở về, cười nói. Chút ác danh ấy của tôi, bí thư Khám cứ tha cho tôi đi, không cần ở tại sân bay Hồng Kông lớn tiếng tuyên dương ra đâu. Lúc này, có ba nam nhân trung niên tới hội hợp. Khám Duy Đào thân thiết giới thiệu từng người cho nhóm Đường Học Khiêm, Trương Khác. Vị này chính là Phó Thị trưởng Đào Thư Nghệ, phụ trách chiêu thương dẫn tư của Tân Đình, là thường ủy trong thành phố. Đều nói dưới địa đồ lộ giao găm, Khám Duy Đào lại khai môn kiến sơn, không chút nào che giấu ý đồ ở trong đại sảnh sân bay chặn người. Lúc này lại có hai cô gái chạy tới, là nhân viên của ban thành ủy Tân Đình. Trương Mai khoảng 30 tuổi, vóc dáng không cao, nhưng rất cân xứng, khuôn mặt thanh tú, môi hồng hào hơi dày, làm cho thiếu phụ này tăng thêm chút gợi cảm, không chừng là một nhân vật phong lưu. Cao Tình 22,23 tuổi, trên người tràn đầy khí tức thiếu nữ thanh xuân. Khi cười lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, dáng vẻ tươi tắn. Thấy được trong đội ngũ của Tân Đình còn có hai người phụ nữ này, trong lòng Trương Khác cũng phải cảm khái cơ cấu chính phủ cũng là một nơi tốt để kim ốc tàng kiều. Khám Duy Đào cũng không che giấu ý đồ họ xuất hiện ở chỗ này, chính là khẩn cấp chạy tới để chia một miếng bánh gato ngon ngọt hấp dẫn. Tin tức của họ cũng linh thông thật. Địch Đan Thanh đứng ở bên cạnh Trương Khác nhỏ giọng nói, ánh mắt nhạy cảm của cô có thể nhận ra Trương Mai tại TP. Tân Đình đảm nhiệm nhân vật như của cô tại Tân Vu, sẽ tự nhiên sinh ra chút cảnh giác, có thể nói là địch ý cũng thỏa đáng. Chúng ta cũng chưa chính thức thông báo cho phía chính phủ Tân Đình mà. Trương Khác nắm tay với Trương Mai, tay vừa tiếp xúc liền cảm thấy rất ấm áp, nghĩ thầm Địch Đan Thanh nhìn như mị diễm, nội tâm chính là có phần cương liệt. Một nữ tử xinh đẹp không có chỗ dựa vững chắc, có thể ở trong cái ao quan trường gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Gặp được một người như Địch Đan Thanh thì có thể nói kỳ tích rồi. Trương Khác cũng sẽ không hy vọng xa vời kỳ tích cũng có thể phát sinh ở trên người thiếu phụ phong lưu trước mắt. Sau khi nhóm Đường Học Khiêm, Tô Giật Quần đăng ký thủ tục hoàn tất, cùng các quan viên TP. Tân Đình hàn huyên chốc lát liền vội vàng đi qua cánh cửa kiểm tra, Đường Thanh cũng lưu luyến đi theo sau cha. Trong TP, Tân Đình, lần này chỉ có bí thư thành ủy Khám Duy Đào. Phó thị trưởng thường vụ Đào Thư Nghệ dẫn vài nhân viên của chính phủ chạy tới Hồng Kông, ngoài ra không có những người khác. Họ cũng vừa mới xuống phi cơ không lâu, không biết từ đâu biết được tin tức ngày hôm nay nhóm Đường Học Khiêm sẽ về kiến nghiệp, liền chạy tới đại sảnh chờ máy bay ôm cây đợi thỏ, chặn lại nhóm Trương Khác. Lần này Tống Bồi Minh ở lại Hồng Kông phụ trách công tác chiêu thương dẫn từ một đoạn thời gian, đi cùng Trương Khác qua đây tiễn Đường Học Khiêm. Đợi nhóm Đường Học Khiêm đi khuất nhìn không thấy bóng hình. Hắn mới cười nói với Đào Thư Nghệ bên cạnh. Các anh cũng thính tai thật đấy, từ đâu biết được tin tức vậy? Chương 865, né tránh. Tân Đình cùng Hải Châu chỉ cách một con sông Tiểu Giang. Trong thời gian Tống Bồi Minh đảm nhiệm khu trưởng khu Thành Nam, Đào Thư Nghệ đảm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Bắc Hà TP, Tân Đình, càng nằm sát bên khu Thành Nam của Hải Châu. Tống Bồi Minh cùng Đào Thư Nghệ từng có vài lần tiếp xúc, xem như là cố nhân, khi nói chuyện cũng có vẻ tùy ý. Khám Duy Đào cũng là người láo cá, không cần phải ở trước mặt Trương Khác giả bộ kín đáo. Đào Thư Nghệ hiển nhiên sẽ không nói cho Tống Bồi Minh nơi chân chính phát ra tin tức, chỉ cười nói. Các anh tại Hồng Kông làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tân Đình cũng chỉ cách Hải Châu con sông, có ngọn gió tin tức nào không thổi qua được. Tân Đình nhất thời nửa cơ hội cũng chuẩn bị không chu toàn. Khám Bí Thư có quyết đoán, quyết định thật nhanh, dẫn theo chúng tôi chạy tới đây trước. Trên máy bay chúng tôi cũng thấp thỏm. Chỉ sợ đến Hồng Kông không được để ý đến. Hắn lại xoay mặt nhìn về phía Trương Khác. Sợ Tân Đình miếu nhỏ, không vào được pháp nhãn của Khác thiếu gia. Khám Duy Đào cũng theo sau nhìn Trương Khác, mắt híp lại, trong ánh mắt láo cá có dấu đi vẻ khẩn trương.
Tống Bồi Minh biết dự định của Trương Khắc, hắn đứng đó không nói gì. Nghĩ đến lấy địa vị ngày hôm nay của Cẩm Hồ, Trương Khắc cũng quả thật có tư cách làm cho Khám Duy Đào, bí thư thành ủy Tân Đình chạy tới lấy lòng rồi. Công tác cấp bách nhất mà Thương vụ Cẩm Hồ khi mới thành lập là tận khả năng đưa tư bản người Hoa rút khỏi Indonesia về quốc nội. Ngoại trừ các xí nghiệp bên trong hệ thống Cẩm Hồ cùng Thương vụ Cẩm Hồ yêu cầu hấp thu đại lượng vốn, tài sản chất lượng tốt, tài sản và vốn càng lớn hơn Cẩm Hồ nhất thời không thu nạp được, vậy phải trọng điểm dẫn dắt về lưu vực Tiểu Giang, xúc tiến kinh tế lưu vực Tiểu Giang phát triển kinh tế, đồng thời cũng đưa căn cơ của Cẩm Hồ tiến sâu vào lưu vực Tiểu Giang. Tân Đình cũng nằm trong kế hoạch của Trương Khắc, chỉ là công tác khai triển vội vàng, mới có liên hệ với tỉnh Đông Hải, chưa có liên hệ với tỉnh Giang Nam. Nhưng không nghĩ đến quan viên Tân Đình nghe được phong thanh liền khẩn cấp hành động chạy tới Hồng Kông. Thủ tục đến Hồng Kông cũng chỉ một ngày bay là có thể hoàn thành, chắc hẳn Khám Duy Đào đã sớm biết tin tức hai ngày trước rồi. Đoàn đại biểu Hải Châu nhiều xí nghiệp đại biểu như vậy, ai truyền tin tức tới Tân Đình trước cũng có khả năng, đều không bất ngờ. Tuy nhiên hai ngày trước còn chưa có bàn ra thành quả gì, Khám Duy Đào coi như là nhân vật quyết đoán kịp thời. Trương Khắc đương nhiên sẽ không cự tuyệt người ta, vừa cười vừa nói. Bí thư Khám đến Hồng Kông đã định ra nơi dừng chân hay chưa? Trương Khắc tự nhiên có thiên vị đối với Hải Châu, quy mô đoàn đại biểu có khổng lồ, y cũng muốn thành viên đoàn đại biểu an bài ở trong khách sạn bán đảo, không chỉ bao cả phí dụng tiếp đãi, cũng bao cả kinh phí của toàn bộ hội hiệp đàm, đối với Tân Đình thì không cần phải quan tâm như vậy. Chúng tôi đã đặt phòng ở khách sạn bán đảo rồi mà. Khám Duy Đào lại cùng thiếu phụ Phong Lưu Trương Mai xác nhận một chút, mới nói với Trương Khắc. Buổi tối hôm nay Khắc thiếu gia có thể bớt chút thời giờ được không? Hắn lại thúc vai Cao Tình, bảo cô nàng có hơi ngượng ngùng đi đến phía trước Trương Khắc. Không chỉ nói những trung lão niên như chúng tôi, tiểu nha đầu Cao Tình của Tân Đình cũng rất sùng bái về kỳ tích sáng tạo của Cẩm Hồ. Tiểu nha đầu cũng là học sinh giỏi học kinh tế, vừa đến Tân Đình công tác. Tin tức trong thành phố Tân Đình vẫn có phần chuẩn xác, đặt phòng trước ở trong khách sạn bán đảo cũng là có ý đồ. Về phần Cao Tình đứng ở trước mặt trêu chọc ánh mắt người, trong ánh mắt e thẹn còn giấu chút chờ mong. Trương Khắc không nhìn nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn Địch Đan Thanh hội ý, khẽ nói. Buổi tối đã an bài cùng trưởng phòng Quách rồi. Mặc dù nhẹ giọng, nhưng có thể bảo đảm Khám Duy Đào nghe được. Trương Khắc hơi tiếc nuối. Thực sự là xin lỗi, còn nghĩ buổi tối tẩy trần cho bí thư Khám nữa chứ. Vậy chỉ có thể bớt thời gian qua bái phòng bí thư Khám rồi. Cất bước nhóm Đường Học Khiêm, Trương Khắc còn để không một chiếc xe thương vụ, có thể cho các quan viên của Tân Đình ngồi. Cùng nhau trở về khách sạn bán đảo. Ở trên xe, Tống Bồi Minh pha trò với Trương Khắc. Tân Đình sắp đưa vào lòng cậu một con thỏ trắng bé nhỏ tươi ngon rồi đấy. Khi có Đường Học Khiêm, Đường Thanh ở đây, hình như Khám Duy Đào đã quên đi cô gái Cao Tình này. Đợi Đường Học Khiêm, Đường Thanh đi vào cánh cửa kiểm tra, Khám Duy Đào lại đột nhiên nhớ tới còn có một cô gái tên Cao Tình có đi cùng hắn đến Hồng Kông. Tôi lại nhớ tới một chuyện cười. Trương Khắc vừa cười vừa nói. Một địa hạ đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 49. Ngày đầu tiên, quân địch dùng ghế hùm anh ta không khai, ngày hôm sau, quân địch dùng nước ướt anh ta không khai. Ngày thứ ba quân địch dùng mỹ nhân kế anh ta khai, ngày thứ tư anh ta còn muốn khai, cuối cùng được thả. Người trên xe bật cười, năm 98 Internet còn chưa lưu hành rộng, những người khác chỉ dựa vào miệng tai truyền lời. Xem chuyện xưa, các tiết mục bất nhã không tầm thường ở trong bụng đâu có nhiều bằng Trương Khắc. Người trên xe cười, Địch Đan Thanh mặt đỏ bừng, tay chống nạnh, nghĩ thầm hỗn tiểu tử không có da mặt này vô lại như một nam nhân 40 tuổi. Rồi cô đưa mắt lườm y. Về ý chí cách mạng này, xem ra cậu còn kém cả địa hạ đảng đấy. Nghĩ thầm đều nói nam nhân chịu không nổi mê hoặc, then chốt thiên hạ sẽ có bao nhiêu mê hoặc sẽ chủ động chạy đến trước mắt Trương Khắc trêu chọc y. Làm nữ nhân của hắn thật đúng là cực nhọc. Chuyện cười này là phần tử đặc vụ của địch bịa đặt ra để nói xấu đảng ta, ý chí cách mạng của nhân sĩ đảng ta từ trước đến nay rất kiên định. Trương Khắc pha trò cười, nhìn Địch Đan Thanh có vẻ khinh thường, không biết là xem thường nhân sĩ đảng ta, hay là xem thường tính tình phong lưu của y. Trương Khắc làm bộ không phát hiện ra vẻ phong tình trên mặt Địch Đan Thanh, xoay mặt lại hỏi Tống Bồi Minh. Buổi tối anh có rảnh tiếp người của Tân Đình không? Tôi cùng với Đào Thư Nghệ xem như là người quen, tiểu tử cậu dùng mánh lưới lỉnh mất, tôi còn có thể tránh được sao? Tống Bồi Minh nói, buổi tối Trương Khắc cũng không có chuyện gì, chỉ mời nhóm thi vệ chung ăn bữa cơm.
tuy nói các quan viên của Tân Đình qua đây, mọi người có thể cùng đến dùng cơm, nhưng cảnh náo nhiệt ly qua cốc lại đâu tồn tại mấy phần tình nghĩa. Trương Khác thả bỏ các quan viên của Tân Đình qua một bên, chuyên tâm mời nhóm thi vệ chung ăn một bữa cơm gia đình ở Hồng Kông. Ngoại trừ thi vệ chung cùng Hứa Duy, Trương Khác còn mời Lý Minh Học. Lý Minh Học cùng cha hồi xưa là đồng sự một khoa của sư viện, sau đó cũng là cha kéo Lý Minh Học ra khỏi sư viện cùng nhau khởi động công ty Hải Châu. Chương 866, mặt dày. Bản thân Trương Khác rất kính trọng Lý Minh Học, cho dù dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Đường Học Khiêm, cố gắng đột phá hạn chế của thể chế hiện có, phát triển công ty Hải Châu thành quy mô ngày hôm nay. Năng lực của Lý Minh Học là chân thật đáng tin, Trương Khác đối với Lý Minh Học càng có chờ mong cao hơn. Mặt khác, Lý Minh Học cùng Lý Minh Du, vợ của Phó Tuấn là anh em họ. Trở lại khách sạn thì đã là 4 giờ chiều. Hứa Duy kết thúc một ngày làm việc đã chạy tới khách sạn bán đảo, đang nói chuyện với thi vệ chung. Trương Khác cũng không lãng phí thời gian với nhóm quan viên của Tân Đình, liền bảo Phó Tuấn chọn một nhà hàng có thể thấy được biển, đưa họ đi dùng cơm trước. Xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt sát đất có thể nhìn thấy mặt nước biển màu xanh thẳm dưới bóng đêm, những nơi gần ánh đèn đường hắt ra tia sáng màu vàng u ám, giống như trong không trung lơ lửng một tầng khói nhẹ. Nhân tính là thứ phức tạp khó hiểu. Tối Trương Khác đơn độc mời ăn cơm, lúc đầu thi vệ chung không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng nghe nói Trương Khác bỏ qua nhóm khám Duy Đào một bên, đặc biệt mời hắn cùng với Lý Minh Học ăn cơm, cảm thụ trong lòng lại khác xa, chỉ là chú ý không cho giọng nói của mình nghe qua có ý lấy lòng mà có vẻ quá lỗ mãng. Cho tới nay thi vệ chung còn nhớ rõ mùa hè 4 năm trước, tình cảnh Trương Khác đến nhà chị hắn đưa tiền, một thiếu niên 16 tuổi ném 12 chồng tiền 100 đồng lên mặt bàn. Hắn nên nhận ra số phận của Hứa Tư đã dính chặt với người thiếu niên này rồi, đã định trước sinh tồn trên thế giới này không thể như người thường. Cậu dự định để cho Tân Đình chen ngang. Lý Minh Học hỏi Trương Khác xử lý ra sao vấn đề Tân Đình không mời tự đến. Thương vụ Cẩm Hồ mới thành lập không bao lâu, nhân thủ chung quy không đủ. Trương Khác trước kia hy vọng toàn bộ các hạng mục hợp tư, hợp tác, thương vụ Cẩm Hồ có thể phái ra nhân viên trực tiếp hiệp trợ. Như vậy mới có thể bảo đảm càng tốt hơn mượn cơ hội lần này đại quy mô chiêu thương dẫn tư, thẩm thấu lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ đến khu vực trọng điểm 2 tỉnh 6 thành phố thuộc lưu vực Tiểu Giang. Hải Châu thoáng cái đã đưa ra hơn 40 hạng mục hiệp nghị, bên thương vụ Cẩm Hồ ít nhất cũng phải phái ra hơn 40 nhân viên hiệp trợ, hầu như điều động cả nhân lực tài nguyên của cổ phần Việt Tú cùng công ty con Hồng Kông. Trương Khác nói, tạm thời điều chút công nhân từ Bắc Kinh, Singapore qua đây. Nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu, đúng là rất đau đầu. Hai ngày đàm phán được 460 triệu đô la, tuy nói con số này phải do nội bộ khống chế, nhưng có một số việc cũng không phải rất khó phán đoán. Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ đều là những người lõi đời, chỉ cần tiếp xúc với thành viên đoàn đại biểu bên này của chúng ta, ít nhiều có thể tính ra được đại khái, lại nói họ có thể quyết định thật nhanh chạy tới, cũng rất có quyết tâm rồi. Lý Minh Học cười nói. Mặt khác, tin tức truyền ra, chỉ sợ Huệ Sơn, Kiến Nghiệp cũng sẽ không bình tĩnh ngồi đợi các cậu tới an bài, đặc biệt là hiện tại Tân Đình đều đã tới chen ngang rồi. Ngoại trừ Huệ Sơn, Kiến Nghiệp, địa khu khác của Đông Hải các cậu dự định an bài thế nào? Trước đó dự tính có phần không đủ, tiết tấu này xem ra cũng không phải thương vụ Cẩm Hồ muốn khống chế là có thể khống chế được. Trương Khác cau mày cười, việc này mặc dù rất đau đầu, nhưng chung quy không phải là chuyện xấu gì, số liệu 460 triệu đô la không truyền ra ngoài. Chủ yếu vẫn là sợ kinh động các lãnh đạo Indonesia, tuy nói cục diện chính trị trước mắt của Indonesia vô cùng hỗn loạn, cẩn thận chút chung quy không có sai. Trương Khác lại giãn mày ra, vô tâm cười nói. Hai ngày nữa cháu sẽ trở về, cục diện rối rắm này tự có bên Diệp Kiến Bân tới xử lý. Cậu ở lại Hồng Kông, đại khái cũng sẽ không đặc biệt vì việc này. Lý Minh Học hỏi, thương vụ Cẩm Hồ đại khái sẽ không bỏ qua cơ hội lần này hút đủ vốn chứ? Chú nói mút đủ hả? Trương Khác thản nhiên cười. Ha ha, nói mút đủ là xem thường cậu rồi. Lý Minh Học đã hiểu ý. 300,500 triệu đô la là không thỏa mãn được khẩu vị của thương vụ Cẩm Hồ. Trương Khác khẽ gật đầu, khẳng định suy đoán của Lý Minh Học. Trên thực tế, công ty cổ phần Hải Châu cũng là trên trình độ nhất định tham khảo hình thức tổ chức của thương xã tổng hợp để thực hiện phát triển đa nguyên hóa. Lý Minh Học có nhận thức càng sâu sắc hơn đối với thương vụ Cẩm Hồ. Thi vệ chung nghĩ thầm, thương vụ Cẩm Hồ vừa mới thành lập lần này còn có thể trực tiếp hấp thụ 300,500 triệu đô la tài chính. Thực sự là quá ghê gớm, Cẩm Hồ tiếp tục đi như thế, tới cùng sẽ đi tới một bước nào.
Tống Bội Minh ở ngay trong khách sạn bán đảo tẩy trần cho các quan viên Tân Đình, ngồi máy bay thời gian dài sẽ hơi mệt. Trước khi bữa cơm bắt đầu, hắn cố ý bảo nhóm khám Duy Đào vào phòng nghỉ ngơi chốc lát, rửa mặt chỉnh lý dung nhan một chút. Lại nói, Diệp Kiến Bân đang ở khu Nam Hồng Kông, yến hội phải kéo dài tới 8 giờ mới bắt đầu. Các nhân sĩ xí nghiệp trong TP, Hải Châu tổ chức qua đây tham gia chiêu thương dẫn tư cũng có người có quan hệ mật thiết với bên Tân Đình, nhiều tin tức chính là bọn họ sớm tiết lộ ra ngoài. Hải Châu cùng Tân Đình ở rất gần nhau, có tin tức nào không thổi qua được. Lời này cũng không sai. Họ nghe nói khám Duy Đào ngày hôm nay chạy tới Hồng Kông, cũng ở trong khách sạn bán đảo, họ rất tự nhiên đều có thể đoán được khám Duy Đào cũng vì lần chiêu thương dẫn tư đặc biệt này mà đến, đều qua đây bái phỏng. Xuất phát từ các loại lo lắng, kết quả của số liệu lần đầu đàm phán không làm thông báo, không xử lý tuyên truyền, khám Duy Đào quả thực không rõ lắm tổng ngạch ngoại tư trong hợp đồng Hải Châu lần này tiến cử cao tới 460 triệu đô la. Thế nhưng sau khi đến khách sạn tiếp xúc thực tế với mấy đại biểu xí nghiệp tham gia hội hiệp đàm, trước khi tiệc bắt đầu, khám Duy Đào sắc mặt ngưng trọng gọi Đào Thư Nghệ, Trương Mai vào trong phòng hắn, nói. Xem ra lạc quan hơn nhiều so với chúng ta dự tính trước đó, bất luận nghĩ biện pháp gì, chúng ta cũng không thể để người ta đuổi trở về. Lo lắng của khám Duy Đào không phải không có đạo lý. Mặc dù trước đó chưa từng Trương Khắc tiếp xúc qua, cũng không suy ra tính tình của y. Biểu hiện của Trương Khắc tại sân bay tuy nói không đến mức quá lãnh đạm, nhưng chưa nói tới nhiệt tình. Sau khi trở về khách sạn bán đảo chưa từng ra mặt nữa. Tiệc tẩy trần buổi tối vẫn là Tống Bội Minh niệm tình đồng liêu đứng ra tổ chức. Bên Thương vụ Cẩm Hồ người ngay từ đầu đã phụ trách đi cùng là Chu Nhất Bình. Đại lão Diệp Kiến Bân của Thương vụ Cẩm Hồ đang nửa đường dự tiệc, ngồi xuống uống được 2-3 ngụm rượu liền tiếp một cuộc điện thoại, nói là phó chủ nhiệm văn phòng quốc vụ viện đang ở Hồng Kông muốn gặp hắn. Diệp Kiến Bân buông ly rượu, nói tiếng cáo từ rồi vội vã rời khỏi. Chương 867, lo lắng bị đuổi về. Khám Duy Đào cũng không thể tranh gì với phó chủ nhiệm văn phòng quốc vụ viện. Người ta là cấp chính bộ, muốn gặp Diệp Kiến Bân, một cuộc điện thoại là có thể gọi Diệp Kiến Bân qua đó rồi. Họ thì bị vứt lại chỗ này. Tiệc đón gió qua đi, Tống Bội Minh cũng cáo từ rời đi. Từ ngày đầu tiên bắt đầu hội hiệp đàm, ban đêm Đường Học Khiêm đều phải triệu tập lại các thành viên của đoàn đại biểu, để mà nắm rõ công tác cùng ngày. Đường Học Khiêm đi, công tác này liền do Tống Bội Minh chèo chống, như vậy mới có thể kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Chỉ là công tác phải khổ cực chút, trên tiệc cũng không thể uống nhiều rượu, phải có các hoạt động khác, tự nhiên cũng hết cách phân thân ra. Cũng may công tác chiêu thương dẫn tư cũng đặc biệt được coi trọng, hội nghị này Tưởng Vi cũng phải kéo thân thể uể oải đích thân tham gia. Sau bữa tiệc các quan viên của Tân Đình trở về phòng. Khám Duy Đào là bí thư, phòng có rộng hơn, có phòng khách. Đây là căn phòng xa hoa ở khách sạn bán đảo, nằm trên tầng 16, từ cửa sổ có thể thấy được đại dương xanh thẳm dưới bóng đêm. Chúng ta là khách không mời mà đến. Khám Duy Đào khẽ than một tiếng. Mọi người cũng cảm nhận được điều này rồi chứ. Đào Thư Nghệ thấy Khám Duy Đào nói như vậy cũng không phải là bực dọc, mà là lo lắng. Trước buổi tiệc là ước ao, sau buổi tiệc có thể nói là trông mà thèm rồi. Trên buổi tiệc, từ trong miệng mọi người nói chuyện với nhau nhóm Khám Duy Đào biết được, ngày hôm nay cũng đã có người đưa tài chính cấp bách rút khỏi Indonesia vào ngân hàng Trung Quốc có cơ cấu chi nhánh đặt tại Hồng Kông rồi. Con số còn rất xa xỉ, tài chính vĩnh viễn là thứ thuận tiện di rời nhất. Có nên gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Lương, thỉnh cầu trợ giúp hay không? Đào Thư Nghệ đưa ra kiến nghị. Khi Cẩm Hồ còn chưa mạnh lên, đã có la gan sập cửa vào mặt Lý Viễn Hồ rồi. Muốn gây áp lực cho Cẩm Hồ là không được. Lại nói những năm gần đây, tài nguyên trong tỉnh đều nghiêng về Kim Sơn. Nếu tỉnh trưởng Lương có thể nghĩ ra biện pháp gì, nói không chừng muốn chủ động giúp Kim Sơn giật dây Bắc Cầu. Khám Duy Đào cau mày nói. Lần này, tôi thấy chúng ta phải tự mình động não nghĩ biện pháp thôi. Ngoài Hải Châu, Cẩm Hồ có quan hệ mật thiết nhất với Huệ Sơn, Kiến Nghiệp, nói không chừng Huệ Sơn, Kiến Nghiệp đều đã chuẩn bị việc chiêu thương dẫn tư rồi, Tân Đình chúng ta chưa bao giờ có tiếp xúc với Cẩm Hồ. Chúng ta khẳng định phải chủ động xuất kích, như vậy mới có cơ hội, mới có thể nắm lấy cơ hội. Đào Thư Nghệ trước tiên khẳng định quyết định trước đó của Khám Duy Đào. Nếu như không chủ động xuất kích thì ý nghĩa một chút cơ hội cũng không có. Mặc dù hiện tại chạy tới Hồng Kông cũng chỉ là làm liều, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không làm cái gì. Đào Thư Nghệ lại đổi giọng, nói đến một vấn đề hiện thực. Có thể cũng là như thế này mới khiến họ cho rằng có chút đột ngột.
chúng ta phải đưa ra càng nhiều thành ý, hay là tôi cùng trưởng phòng Trương đi chắn ở trước cửa xem sao? Tôi đã hỏi qua, tầng lầu căn hộ người ta ở là thang máy chuyên dụng đưa lên xuống. Tôi cũng nguyện ý cùng anh đi chặn ở trước cửa. Trương Mai thản nhiên cười, theo thường lệ lơ đãng bày ra chút phong tình. Chỉ sợ nhân viên của khách sạn không cho chúng ta đi vào thang máy thôi. Khám Duy Đào cũng thấy đau đầu, nếu như bị đối xử lạnh nhạt, một chút cơ hội họ cũng không có. Có chút thủ đoạn quá tùy tiện, quá đột ngột, trái lại sẽ phản tác dụng. Thấy được con gái của Đường Học Khiêm cùng với nữ trợ lý bên cạnh Trương khác, Khám Duy Đào cảm giác dù có giao phó nhiệm vụ chính trị trọng đại cho Cao Tình cũng không quá thỏa đáng. Hắn mở miệng nói, ngày mai tôi đi gặp anh ta, chắc ngay cả cơ hội gặp mặt cũng phải cho thôi. Bọn Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ nghĩ đông nghĩ tây, Trương khác cũng cảm thấy đau đầu. Ánh mắt của y đã sớm đặt trên việc hợp tác kinh tế khu vực với lưu vực Tiểu Giang. Tân Đình đã sớm nằm trong phạm vi nhìn của y. Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ chủ động qua đây, Trương khác cũng không thể làm họ chán nản. Nhưng lúc này Thương vụ Cẩm Hồ luống cuống tay chân, công tác chiêu thương dẫn tư của Hải Châu còn chưa đến giai đoạn kết thúc, không rút ra được nhân thủ để đi dẫn dắt công tác chiêu thương dẫn tư cho Tân Đình. Còn chưa thể quá thẳng thắn bày ra ý đồ chủ động dẫn dắt, đây dù sao liên quan đến dã tâm trình tự sâu hơn. Nếu như mượn cớ là thiếu nhân thủ, không chừng Tân Đình còn không hy vọng Cẩm Hồ phái ra nhân thủ, đã trực tiếp tham dự đến công tác dẫn tư cụ thể rồi. Lại nói Tân Đình chen ngang, bên Huệ Sơn, Kiến Nghiệp có quan hệ càng mật thiết hơn với Cẩm Hồ thì làm sao trấn an. Có thể làm cho Tân Đình chủ động trì hoãn lại cũng được. Diệp Kiến Bân cười nói. Tuy nhiên cũng khó nói. Họ có thể sẽ cho là chúng ta đang dùng kế hoãn binh, gạt họ trở lại trước. Hơn nữa, các quan viên quốc nội có một tư duy theo quán tính, như một thằng ăn xin. Nếu đã mở miệng, ít nhiều gì mình cũng phải thỏa mãn cho họ một chút, bằng không thì sẽ rất dễ sinh ra oán khí. Sau khi đưa Hứa Duy đi, Lý Minh Học và thị vệ Trung trở về khách sạn. Trương khác mời Diệp Kiến Bân còn có Tôn Thượng Nghĩa đến quán cà phê cạnh biển thảo luận. Có thể thế này không? Tôn Thượng Nghĩa kiến nghị. Chia nhân thủ tại Tổng bộ Hồng Kông làm 5 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách công tác dẫn dắt chiêu thương dẫn tư một khu. Như vậy mặc dù không thể bảo đảm mỗi người đều tương ứng với một hạng mục dẫn cụ thể, nhưng có thể đồng thời tại Kiến Nghiệp điều nhân thủ thành lập tổ điều động. Mỗi người điều động tổ phụ trách trợ giúp công tác dẫn dắt một khu, như vậy có thể có chút bù đắp. Những công nhân của Thương vụ Cẩm Hồ tại Tổng bộ Hồng Kông là công nhân cũ từ công ty chi nhánh Hồng Kông trước kia, sau đó Việt Tú tiếp nhận. Những công nhân này tại các phương diện đầu tư khai thác mậu dịch có kinh nghiệm phong phú, lại tinh thông tiếng Anh. Họ mới là nòng cốt, chủ lực phụ trách công tác dẫn dắt chiêu thương dẫn tư. Công nhân ở quốc nội thích hợp với công tác này không nhiều lắm, làm công tác điều động vẫn rất thích hợp. Lại nói lần này công tác chiêu thương dẫn tư đặc biệt, vốn phải chia làm hai bộ phận đối ngoại cùng đối nội. Lại nói lấy hình thức của tổ công tác, cũng có thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa các quan viên phụ trách bộ môn chiêu thương dẫn tư. Trương khác suy nghĩ một chút, nói. Làm cho công tác của Hải Châu chậm lại, phương pháp này cũng có thể thử một lần. À, được rồi, nói đến điều người từ Kiến Nghiệp. Diệp Kiến Bân nhớ tới một việc. Hứa Hồng Bá, người mà cậu giao cho tôi, trên công tác quốc nội của Thương vụ Cẩm Hồ, Hứa Hồng Bá tuyệt đối là người tinh. Thiếu ông ta không được, hiện tại tôi rất hối hận giao Trương Dịch cho Thế Kỷ Cẩm Hồ rồi. Cậu ta kỳ thật thích hợp cùng tôi làm việc này. Chương 868, tận nghĩa vụ của sinh viên. Thầy Hứa, muốn thì tự anh đi mời thôi. Trương khác nói, những chuyện cũ trước kia có dính líu cả tình cảm bên trong, y đối với Hứa Hồng Bá là sự kính trọng vừa là thầy vừa là bạn. Loại kính trọng này hình như Hứa Hồng Bá lúc này cũng khó có thể lý giải. Trương khác cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Trương Dịch à, nếu ảnh đến Thế Kỷ Cẩm Hồ, vậy để ảnh giúp Thế Kỷ Cẩm Hồ làm 2 năm. Không có kinh nghiệm, chạy theo chân các anh cũng đối với ảnh không thích hợp. Đây là cậu đang bao che khuyết điểm. Diệp Kiến Bân khẽ cười nói. Lúc này Địch Đan Thanh đi tới, nói. Mã Văn Cử tiên sinh vừa gọi điện thoại qua đây, hy vọng buổi sáng ngày mai có thể gặp mặt cậu. Tôn tiên sinh, giám đốc Diệp ở đây rất tốt. Nhanh như vậy đã cho chúng ta đáp án rồi sao? Trương khác nghi hoặc hỏi. Bọn họ sẽ đồng ý Thương vụ Cẩm Hồ nắm giữ cổ phần của Hải Vận Nam Dương sao? Nếu họ đồng ý phương án của cậu, vậy cậu có thể nói là tay chơi phá sản nhanh nhất rồi. Diệp Kiến Bân ung dung cười nói.
thật vất vả mới để Mã Gia đồng ý mua 100 triệu đô la trái phiếu công ty của Thương vụ Cầm Hồ. 100 triệu này đảo mắt sẽ bị cậu tiến hành đổ tiền cho Hải vận Nam Dương của Mã Gia. Chúng ta thậm chí nhìn số liệu của tài khoản biến hóa cũng khó. Tổng bộ Hồng Kông của Thương vụ Cẩm Hồ mấy ngày nay vì hội hiệp Đàm Chiêu Thương dẫn tư mà vội vàng đến người ngã ngựa đổ, nhưng cũng không làm lỡ việc bản thân Thương vụ Cẩm Hồ hấp thụ vốn và các nghiệp vụ khác. Trước đó Trương Khác đề xuất với Mã Văn Cử cùng cục đồng sự của Hải vận Nam Dương phương án hợp tác có phần đặc biệt, Mã Gia sẽ dùng một bộ phận tài chính rút khỏi Indonesia để mua trái phiếu công ty của Thương vụ Cẩm Hồ, Thương vụ Cẩm Hồ thì đổ tiền vào tập đoàn Hải vận Nam Dương do Mã Gia khống chế để thu được cổ phần nhất định. Thương vụ Cẩm Hồ chính thức với tay vào ngành hải vận, đồng thời dẫn dắt Hải vận Nam Dương phát triển nghiệp vụ vận tải viễn dương tại quốc nội. Mã Văn Cử cùng cục đồng sự của Hải vận Nam Dương suy nghĩ không lâu sau, ngày 31 tháng 7 liền đưa ra câu trả lời đồng ý tiếp nhận phương án do Trương Khác đề xuất. Mã Gia thậm chí tăng tài chính đưa vào Thương vụ Cẩm Hồ mua trái quyền lên 200 triệu đô la, cũng đồng ý Thương vụ Cẩm Hồ lấy 200 triệu đô la đổi lấy 12% cổ phần của Hải vận Nam Dương. Điều kiện tiền đề là Thương vụ Cẩm Hồ phải hiệp trợ Hải vận Nam Dương tại nội địa khai thác nghiệp vụ vận tải viễn dương với mục tiêu nhất định, bằng không thì Hải vận Nam Dương sẽ thu hồi cổ phần từ trong tay Thương vụ Cẩm Hồ với giá gốc. Bởi điều khoản liên quan đến tính chất đánh cuộc, yêu cầu Phương ngồi xuống bàn bạc chi tiết. 200 triệu đô la, cũng gần như đã chiếm phân nửa số tài sản Mã Gia rút khỏi Indonesia. Bất kể là chủ động đề cao mức độ hợp tác, hay là lấy giá tài sản trao đổi cổ phần. Nó đều biểu hiện ra Mã Gia, cục đồng sự của Hải vận Nam Dương rất động tâm đối với phương án mà Trương Khác đề xuất. Trương Khác cực kỳ coi trọng việc nắm giữ cổ phần của Hải vận Nam Dương, mậu dịch giữa quốc tế có trên 90% là thông qua Hải vận hoàn thành. Hải vận Nam Dương không ngừng phát triển nghiệp vụ vận tải viễn dương của Hải vận Nam Dương, khiến Trương Khác hình như thấy được thông đạo xanh biếc trên mặt biển lúc ẩn lúc hiện. Thương vụ Cẩm Hồ muốn phát triển hình thức thương xã tổng hợp. Muốn trở thành đại thương gia quốc tế thẩm thấu vào trong cốt tủy các ngành nghề, thì không thể không bảo trì lực ảnh hưởng cùng lực thẩm thấu đối với ngành hải vận. Ngày 31 tháng 6, Hồng Kông bị cơn bão quét qua, nhưng cả ngày trời mưa xối xả. Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh ngày hôm nay đến Thâm Quyến nên không chịu ảnh hưởng, sau đó từ Thâm Quyến ngồi chuyến xe đặc biệt đến Hồng Kông, chuẩn bị tham gia hoạt động mừng tròn một năm Hồng Kông trở về. Lãnh đạo cao tầng TW ngày mai sẽ hộ tống Thủ tướng Triệu Tể Đông cùng đến Hồng Kông, có người nói Thủ tướng Triệu Tể Đông cũng chỉ dừng lại một thời gian ngắn ngủi, rồi sẽ rời khỏi Hồng Kông đến Thái Lan tiến hành lễ viếng thăm chính thức. Trước khi Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh đến, còn có các quan viên cao cấp TW của Văn phòng Quốc vụ Viện. Những hoạt động này, Khám Duy Đào xem như bí thư thành ủy Tân Đình căn bản không có tư cách thò vào một chân, nhưng Tôn Thượng Nghĩa là chủ tịch của Trung Tinh Vi Tâm. Còn có nhóm Quách Tùng Duyên xem như đại biểu Hoa Kiều người Hoa đáp ứng lời mời dự thính buổi tiệc chúc mừng vào buổi tối ngày mai. Nhìn mưa rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, hình như có thể nghe được tiếng sóng biển rào rạt không xa, Khám Duy Đào lo lắng, hắn biết buổi sáng Trương Khác vẫn chưa rời khỏi khách sạn bán đảo, nhưng có việc quan trọng, hắn cũng không thể cố yêu cầu người ta gặp mình. Khám Duy Đào sẽ nghĩ, Phó Thủ tướng Tăng Như Thánh đến Hồng Kông sớm một ngày tới tham gia lễ mừng kỷ niệm Hồng Kông trở về. Có thể sẽ gặp mặt với Trương Khác hay không? Hai năm nay, quốc gia cổ vũ xí nghiệp dân doanh phát triển, lãnh đạo trung ương đến xí nghiệp dân doanh tham quan, ví dụ này cũng là ít thấy, nhưng vẫn chưa nghe nói qua có lãnh đạo trung ương có phân lượng tương đối đến Cẩm Hồ tham quan, dù là Hải Châu mấy năm nay công tác kinh tế xuất sắc như vậy cũng không có lãnh đạo trung ương cao cấp đặc biệt nào đến Hải Châu thị sát. Ngày mai Trương Khác phải về kiến nghiệp, buổi chiều hôm nay có thể mưa tạnh, chắc buổi chiều sẽ đi. Đào Thư Nghệ vội vàng đi vào, lo lắng nói với Khám Duy Đào. Họ đều rõ ràng, chỉ có Trương Khác có thể quyết định cho Tân Đình tham dự lần chiêu thương dẫn tư đặc biệt này hay không, không có cơ hội liên hệ, chẳng phải là nói một chút hy vọng cũng không có. Anh nghe ai nói? Khám Duy Đào cũng có chút lo lắng, hắn tin tưởng xuất phát từ lễ tiết, nếu không có sự vụ khẩn cấp, trước khi Trương Khác rời khỏi Hồng Kông sẽ ra mặt nói với họ một tiếng, không có khả năng để cho người khác chuyển cáo. Cẩm Hồ ở trong mắt hắn không thể xem như là xí nghiệp ngạo mạn, mặc dù nó có tư cách ngạo mạn. Nghe cao tầng của Cẩm Hồ nói chuyện, nói là Trương Khác phải về trường học tham gia cuộc thi cuối kỳ, mấy ngày này còn dành thời gian ôn bài nữa. Đào Thư Nghệ nói, tôi gọi điện thoại trở lại hỏi thử, cuộc thi cuối kỳ năm nhất của Đại học Đông Hải bắt đầu từ buổi chiều ngày mai, chẳng phải là nói chậm nhất là buổi sáng ngày mai cậu ta phải ngồi máy bay rời khỏi Hồng Kông rồi sao?
hắn lại bất đắc dĩ nói. Cậu ta về tham gia cuộc thi gì chứ? Khám Duy Đào cũng cười khổ, thế nhưng Trương Khác lại chính là sinh viên năm nhất của Đại học Đông Hải, lại còn muốn chạy trở về tận chút nghĩa vụ của sinh viên, họ có thể nói ra nói vào hay sao? Mấy ngày này, Giang Bắc, Giang Nam hai tầng trời, Khám Duy Đào cũng là sau trận động đất quan trường của tỉnh Giang Nam vào năm ngoái mới được điều đến Tân Đình đảm nhiệm bí thư thành ủy. Chương 869, đảo Đông Sơn. 4 năm trước, quy mô nhân khẩu, quy mô kinh tế, điều kiện sản xuất công nông nghiệp, kiến thiết thành phố, điều kiện các phương diện của Tân Đình cùng Hải Châu đều rất tương đương. Thời gian 4 năm trôi qua, Tân Đình hầu như bị Hải Châu bỏ rơi mất dạng. Nếu nói Khám Duy Đào không nóng lòng, thì đó là gạt người. Cho dù suy nghĩ vì sĩ đồ ngày sau của mình, nên không nể mặt vẫn là không nể mặt. Lại nói như Cẩm Hồ, hắn là một bí thư thành ủy, có được tư cách tự cao tự đại cùng hắn sao? Anh đích thân đi tìm Tống Bồi Minh, tốt nhất có thể trước khi Trương Khác rời khỏi Hồng Kông có thể có cơ hội liên hệ một chút. Khám Duy Đào cũng không tiện hạ mệnh lệnh với Đào Thư Nghệ, dù sao quyền chủ động nắm giữ ở trong tay Cẩm Hồ, còn có thể ép buộc Trương Khác gặp mình hay sao? Khám Duy Đào cầm lấy điện thoại gọi vào số phòng của Trương Mai, không nghe thấy có người tiếp. Hắn lớn tiếng gọi thư ký ở sát vách, bảo hắn đi tìm Trương Mai. Bởi vì lo lắng, lúc này lại không tìm thấy người, trong lòng Khám Duy Đào ít nhiều có chút tức giận, hắn oán giận nói. Lúc này không ở trong phòng, không biết chạy đi đâu rồi. Hắn không nhớ rõ số điện thoại di động của Trương Mai, cũng quên gọi Đào Thư Nghệ hoặc là thư ký trực tiếp gọi vào điện thoại di động của Trương Mai là được. Bí thư Khám. Thư ký của Khám Duy Đào còn chưa đi ra ngoài, vừa mới mở cửa thì Trương Mai trong bộ áo đầm màu lam nhạt liền muốn chạy ào vào, làm viên thư ký giật mình, cũng suýt nữa bị xô ngã. Trương Mai đi vào, căn bản không ý thức được Khám Duy Đào vì không gọi điện thoại được cho cô mà sinh ra nộ khí. Con bé Cao Tình này cũng cơ linh thật, sáng sớm chờ ở trên con đường người ta nhất định phải đi qua, cuối cùng đã bắt được người, Trương Khác muốn mời ngài cùng thị trưởng Đào cùng nhau ăn cơm trưa. Thật sao? Khám Duy Đào nghe được Trương Mai nói cho hắn tin vui này, chút khó chịu vừa rồi cũng tiêu tan thành mây khói. Vẻ kích động trên mặt hắn có phần không nhịn được, hắn cũng hiểu cơ hội khó có được, nắm lấy cơ hội lần này, thành phố sẽ tiết kiệm được con đường vòng tới mấy năm, điều này làm cho hắn làm sao có thể thoải mái được. Đào Thư Nghệ nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 11 giờ, lại hỏi Trương Mai. Có nói cơm tàu lúc nào bắt đầu? Việc này cũng liên quan đến vấn đề thời gian dài ngắn, không có đầy đủ thời gian tiến hành liên hệ, hình như cũng không thể đặc biệt như ý. Lúc này trong hành lang lại truyền đến tiếng bước chân sàn sạt, Trương Mai còn đứng ở cửa liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngoài cửa vang lên tiếng nói. Trợ lý Địch, sao con bé Cao Tình có thể mời được cả cô qua đây rồi? Khám Duy Đào bước tới cửa, thấy Trương Khác đi cùng với trợ lý Địch Đan Thanh cùng Cao Tình xuất hiện ở cửa. Địch Đan Thanh đảo mắt qua Khám Duy Đào cùng Đào Thư Nghệ, nói. Khác thiếu gia đang chiêu đãi khách nhân, không thể thoát thân tự mình tới mời bí thư Khám cùng thị trưởng Đào được. Khác thiếu gia còn muốn tôi hỏi bí thư Khám một tiếng, có tiện qua ăn cơm tán gẫu một chút hay không? Khám Duy Đào đang lo lắng không có cơ hội, đâu có chút nào không tiện, ngoại trừ Đào Thư Nghệ, Trương Mai, còn bảo cả Cao Tình đi qua cùng. Hắn không hiểu được Trương Khác vốn đang muốn gặp họ, quả thật còn tưởng rằng Cao Tình đã phát huy tác dụng. Nhóm Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ theo Địch Đan Thanh bước vào thang máy chuyên dụng cho căn hộ cao cấp lên tầng đỉnh. Khi lên đã có nhân viên đang chờ ở cửa thang máy, cùng đi vào phòng tiếp khách được trang trí lộng lẫy. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngoại trừ Trương Khác, Diệp Kiến Bân, còn có hai nam tử trung niên xa lạ. Vị này chính là Chủ tịch, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vạn nghiệp Indonesia, Trần Văn Thông Tiên Sinh, vị này chính là Chủ tịch Cục Đồng sự Tập đoàn Hải vận Nam Dương, Mã Văn Cử Tiên Sinh. Vừa rồi tôi đã nói về bí thư Khám cho hai vị tiên sinh nghe rồi. Trương Khác đứng lên giới thiệu cho Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ. Buổi sáng Mã Văn Cử qua đây là chính thức trả lời phương án mà trước đó Trương Khác đề xuất. Hẹn là đàm phán đến buổi trưa, Trần Văn Thông lại từ Hồng Kông tới, Trương Khác nói muốn giới thiệu quan viên nội địa cho họ quen, rồi ở lại cùng nhau dùng cơm tàu. Ngày 27 nhận được tin tức nói là Hải Châu tổ chức đoàn thể đến Hồng Kông chiêu thương dẫn tư. Hấp dẫn tư bản người Hoa Indonesia chảy về phía quốc nội, Khám Duy Đào ngoài khẩn cấp cũng sai người thu thập tư liệu về Hoa thương Indonesia, biết Trần Văn Thông, Mã Văn Cử đều là cự phú của Indonesia, cũng là một trong những người tổ chức của Hoa thương Indonesia tại hội hiệp đàm chiêu thương dẫn tư đặc biệt lần này.
Không ngờ Trương Khác lại giới thiệu cho hắn cùng với Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ gặp mặt, tâm tình Khám Duy Đào kích động đến nỗi khó có thể tự kiềm chế, các loại suy đoán cùng oán khí trước đó đều mất sạch. Trương Khác mời Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ ngồi xuống, lại liếc Trương Mai, Cao Tình đi theo, cảm thấy có chút khó hiểu, không mời mà họ cũng ngồi xuống, cũng không nói gì liền tự tiện ngồi xuống. Trương Mai, Cao Tình cũng thức thời theo Địch Đan Thanh ra ngoài hoa viên ở ban công tham quan. Họ tại Tân Đình coi như là người biết nhiều quen mặt, tuy nói Tân Đình lúc này chỉ có 2 khách sạn 3 sao, nhưng tại quốc nội cái gọi là căn hộ tổng thống, Trương Mai cũng có cơ hội đi vào, nhưng không nghĩ đến trong khách sạn lại có được căn hộ xa hoa như vậy. Mái che hoa viên bằng inox cùng thủy tinh trong suốt, xuyên thấu qua bức tường thủy tinh còn có thể thấy mặt nước xanh biếc ở hồ bơi trong phòng. Hai người nhìn mà choáng váng. Trương Khác không đi quản Trương Mai, Cao Tình đang tình mê ý loạn vì căn hộ xa hoa. Thế giới này nữ nhân tuyệt sắc nguyện ý quỳ dưới chân tài sản cùng quyền thế rất nhiều, thêm hai người này cũng không nhiều. Trương Khác nói với Mã Văn Cừ. Vừa rồi tôi giới thiệu cho Mã tiên sinh về đảo Đông Sơn, đó chính là phạm vi quản hạt của Bí Thư Khám, vẫn là mời Bí Thư Khám giới thiệu cho hai vị đây mới càng chuẩn xác hơn. Khám Duy Đào có phần ngoài ý muốn, Trương Khác cùng hai cự phú Indonesia này không có việc gì đi thảo luận về đảo Đông Sơn của Tân Đình làm cái gì. Thấy phản ứng của Khám Duy Đào hơi chậm, Trương Khác nói.